Ngày 8 tháng 1 năm 2016, chính quyền Mexico đã biết được nơi ở của tên trùm ma túy lớn nhất lúc đó, Joaquin Guzman, hay còn được biết đến với cái tên El Chapo. Họ đã phái lực lượng đặc biệt triển khai đột kích. Ông ta đã là hai lần trốn thoát khỏi nhà tù vùng cao của Mexico, nơi được mệnh danh là nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới. Hai bên bắn nhau ác liệt, nhóm đàn em của Guzman thậm chí còn sử dụng súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa và các loại vũ khí khác để chống cự. Trải qua 3 giờ chiến đấu ròng rã, cuối cùng họ cũng bắt giữ được ông trùm El Chapo, tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Khi các sĩ quan SWAT hộ tống ông ta ra khỏi xe và giao cho quân đội, Guzman, 62 tuổi, chỉ nói một câu: "Ngày nghỉ của tôi kết thúc rồi." Sự kiện này được cải biên thành phim giúp chúng ta từng bước hiểu rõ cuộc đời của tên trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới. Làm thế nào từ con trai của một người nông dân trở thành tên ác ma giết người không ghê tay? Năm 1985, Guzman vẫn còn là tay sai của bố già Miguel, tên trùm ma túy thế hệ đầu tiên. Anh vô cùng sáng tạo đã đào một đường hầm xuyên qua biên giới Mỹ-Mexico. Trong lúc này có một chuyện lớn đã xảy ra, tay chân của Miguel là Rafael và em trai Guzman bị bắt và bỏ tù do đã sát hại cảnh sát chống ma túy người Mỹ Kiki. Tổng thống Reagan vẫn không hài lòng và bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn chống lại băng đảng của Miguel. Chúa tể bầu trời Amado và bố già Miguel nhìn bản tin với vẻ mặt nghiêm nghị. Guzman tìm tới Miguel, báo cáo kế hoạch đào đường hầm của mình, nhưng anh vừa mới mở miệng đã bị Miguel cảnh cáo. Bây giờ vận tải qua đường hàng không của Amado rất tốt và an toàn, kẻ tay sai như Guzman rất tức giận. Anh gọi cho người bạn Balam ở Colombia yêu cầu anh ta giới thiệu mình với Pablo, trùm ma túy số 1 vào thời điểm đó. Đêm đó anh gọi cho người bạn thân nhất của mình là Layu, bay suốt đêm tới Colombia. Khi còn cách biệt thự của Pablo vài cây số, người của Pablo đã phát hiện ra họ, không nói lời nào, kéo họ ra khỏi xe. Guzman vội vàng nói ra tên của Balam. Balam biết tin nhanh chóng chạy tới, cảm thấy Guzman điên rồi. Anh đã giấu Miguel tự chạy tới Colombia. Chẳng bao lâu sau anh được gặp Pablo, người đang rất hưng phấn. Pablo cực kỳ ngạc nhiên vì lòng can đảm của Guzman. Guzman nói bây giờ mình đã có tuyến đường. Amado 5 ngày hoàn thành một chuyến hàng, tôi có thể làm trong 48 tiếng. Pablo đã bị thuyết phục, đồng thời cảnh cáo Guzman, nếu anh làm tôi thất vọng thì anh biết kết cục rồi đấy. Guzman thề với quân lệnh và đảm nhận cuộc thử nghiệm vận chuyển hàng hóa trong 48 giờ của Pablo. Thời gian quá gấp gáp, bạn của anh Leo cảm thấy Guzman điên rồi. Guzman biết lần chuyển hàng này sẽ giúp mình vùng dậy được hay không. Vừa về tới Mexico, anh lập tức tới cục hàng không đưa một vali đô la Mỹ để hối lộ giám đốc. Không ngờ vừa quay trở lại xe, anh đã bị trùm bao tải đấm đá rồi bị ném vào trong xe rồi mang đi. Hóa ra Miguel đã biết chuyện Guzman tự vận chuyển hàng. Guzman vội vàng giải thích: "Nếu thành công tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn cho ông, dù có thất bại thì nhiều nhất Pablo sẽ giết tôi, không ảnh hưởng gì tới ông." Miguel suy nghĩ thấy cũng có lý nên đồng ý cho anh thử, nhưng chuyện này khiến Amado, người kiểm soát kênh vận tải hàng không, bất mãn. Guzman bắt đầu chạy đua với thời gian, đàn em của Pablo Garcia giao một tấn hàng sang Mexico đúng hạn. Vì vậy họ đã lái hai chiếc máy bay để vận chuyển hàng trắng đến biên giới Mỹ-Mexico. Gần đường hầm của Guzman, Sinaloa Plaza, đàn anh của Guzman, Pama đã đợi ở đây. Nhưng khi bọn họ đang dỡ hàng, đột nhiên mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới. Mặc dù đám cảnh sát đã bị mua chuộc từ trước, nhưng bọn họ bị ép phải bắt lại số hàng này. Pama và Guzman không hiểu chuyện gì, đành trơ mắt nhìn bọn họ chở hàng trắng đi. Hàng hóa đều bị kiểm tra nên đương nhiên Garcia lập tức gọi điện cho ông chủ Pablo để báo cáo. Guzman vội vàng rằng lấy điện thoại và cúp máy, nói cho anh ta biết vẫn còn 20 tiếng nữa. Sau đó anh, Pama và đám đàn em xuất phát. Trong lúc cục trưởng Bộ Tư pháp đang tắm, Guzman đột nhập vào bắt gia đình ông ta làm con tin. Cục trưởng bị trói trần truồng và ném trước cửa nhà Amado, xem ra người mật báo chính là Amado. Guzman lấy lại được hàng trắng, ra bản đồ lối ra đường hầm của Mỹ cho Pama, bảo anh ta tới Mỹ tiếp ứng mình trước. Guzman chất hàng lên hai chiếc xe bán tải, đi một mạch tới đường hầm. Không ngờ trên đường anh phát hiện hai chiếc xe đang theo dõi. Dù đã nhấn ga hết cỡ nhưng lực lượng cảnh sát chống ma túy vẫn truy đuổi giao giết. Guzman biết không cắt đuôi được, đành rút súng lục ra đối đầu trực diện. Xe của Guzman mất lái lao sang lề đường và suýt lật nhào, sau đó anh bị cảnh sát chống ma túy ập tới bắt giữ. Còn 7 tiếng nữa đã đến giờ giao hàng, vừa lên xe Guzman đã đưa ra một điều kiện. Anh nói với đội trưởng đội phòng chống ma túy, tôi sẽ đưa anh 10 triệu USD. Guzman nói tôi sẽ đưa cho anh thêm 5 triệu nữa để phân phát cho người của anh cứ vờ như không nhìn thấy tôi. Bằng cách này Guzman lại thoát chết một lần nữa. Khi hàng trắng được vận chuyển tới nhà kho đường hầm, trời đã tối hẳn. Guzman vội vàng tập hợp người để mở lối vào đường hầm bí mật. Mọi người nhanh chóng chuyển hàng trắng vào đường hầm. Trong đường hầm đã được cải tạo lại, Guzman bắt đầu đẩy xe hàng về phía lối ra của nước Mỹ. Pama cũng lao đến nhà kho bên nước Mỹ và loay hoay nâng nắp hầm lên. Hai bên cuối cùng cũng gặp nhau. Lần vận chuyển hàng qua đường hầm đầu tiên đã thành công. Bọn họ khiêng hàng ra khỏi đường hầm, nhét vào ô tô. Lúc này cách giờ hẹn chỉ 3 tiếng làm họ hớt ha hớt hải. Khi chiếc xe tải về tới kho Los Angeles, Garcia nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút. Garcia chúc mừng thành công của Guzman, Pablo nhất định sẽ ấn tượng với anh. Guzman không có thời gian để nói gì thêm, cha của anh đang nguy kịch. Trước khi rời đi, anh bảo Pama giết tất cả công nhân xây dựng đường hầm, nhưng khi anh về đến nhà, cha đã qua đời. Guzman không gặp được cha lần cuối, Pama triệu tập nhóm công nhân xây dựng.
Khi Guzman đang khiêng quan tài của cha mình, anh ta đã giết tất cả những công nhân vô tội này. Guzman hỏi mẹ mình, trước khi chết cha có lời trăn trối gì không? Em trai nói với anh. Cha bảo anh chỉ là một con tốt tầm thường dưới tay một tên buôn ma túy, anh sẽ không bao giờ trở thành một chủ ma túy lớn. Lời trăn trối của cha khiến Guzman đau đớn, anh tới Colombia một lần nữa, được Pablo nhiệt tình tiếp đãi. Guzman quyết tâm tự mình trở nên lớn mạnh hơn. Người đàn ông này đang điên cuồng đánh một người khác khi anh ta cầm súng chuẩn bị giải quyết người đó. Guzman vừa mới bước vào quán rượu vội vàng tiến lên ngăn cản. Anh bảo anh ta đi vào nói chuyện làm ăn với mình. Họ chính là anh em nhà Avendano ở Rio Tiran Plaza của tập đoàn ma túy Migo. Guzman giải thích, tôi tới vì muốn vận chuyển hàng trắng qua địa bàn của các anh tới nước Mỹ. Venus nói với Guzman, hiện giờ chúng tôi đang hợp tác tốt đẹp với Amado, không tới phiên chân leve như anh nhúng tay vào. Guzman bị từ chối, gọi đàn em Toro của mình đi cùng và nói với anh ta. Mặc kệ anh em họ có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ chuyển hàng qua địa bàn của họ mà không nói cho họ biết. Người bạn Leyu cũng rất lo lắng nhưng Guzman đã quyết tâm, thế là Guzman nghĩ ra một cách, bọn họ chia hàng trắng vào các túi nhỏ giấu trong những lon ớt đóng hộp lớn, vận chuyển ra ngoài cùng với những lon ớt đóng hộp nhỏ. Nhưng chiếc xe tải vừa tiến vào địa phận Tijuana Plaza đã bị đàn em của gia tộc Avendano chặn lại. Đám đàn em yêu cầu mở hộp và kiểm tra dầu, họ đành phải lấy lon ớt nhỏ ra. Sau khi kiểm tra xác nhận không có gì khả nghi, đám đàn em vẫy tay cho bọn họ qua. Cứ như vậy, xe tải thuận lợi tới nhà kho của Pablo ở Mỹ, chỉ riêng chuyến hàng trắng này đã mang lại cho họ lợi nhuận khổng lồ. Cái đàn ông này tên là Conrado, vốn là thư ký của thống đốc, là một nhân vật nhỏ bé, anh ta không cam lòng như vậy, nghĩ đủ cách để treo lên trên. Vì có công trong việc xử lý vụ án hối lộ của thống đốc, anh ta được chuyển sang làm trợ lý cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Blainway. Guzman lái một chiếc Ferrari mới tinh đến biệt thự của Migo, đây là món quà anh tặng cho Migo. Sau đó anh lấy ra từ chiếc xe 15 triệu đô la Mỹ là số tiền anh kiếm được từ việc giao hàng cho tổ chức. Guzman nói, tôi chỉ muốn một địa bàn nhỏ để làm ông chủ nhỏ. Migo nói, giờ chưa phải lúc. Ném trả chìa khóa xe cho anh để anh yên tâm làm việc cho Palma ở Sinaloa. Conrado đến báo cáo với Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hóa ra Cục Quản lý chống ma túy Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho một hoạt động chung với Mexico. Đã đến lúc bắt Migo và Amado. Bố già Migo, chú ma túy thế hệ đầu tiên ở Mexico di chuyển bằng ô tô như thường lệ. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự bình yên. Migo xuống xe phát hiện đã bị quân đội bao vây, người dẫn đầu là người quen cũ của ông ta, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Migo hỏi ông ta có khỏe không, Bộ trưởng vội vàng ngắt lời, tuyên bố không nhận ra ông ta. Amado đang dự đám cưới của một người bạn, sau đó cảnh sát vũ trang xông vào, cầm súng khống chế. Bằng cách này, hai thủ lĩnh của liên minh buôn bán ma túy đã bị bắt. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng luôn là chiếc ô che chở cho Migo. Nước Mỹ gây áp lực rất lớn, Bộ trưởng không thể bảo vệ Migo, chỉ có thể để ông ta sống phần đời còn lại thoải mái trong tù. Nhưng điều Tổng thống mong muốn là sự ổn định, vì vậy Migo phải phân chia lại địa bàn của những gia tộc buôn bán ma túy lớn. Nếu không hợp tác, ông ta sẽ bị dẫn độ về Mỹ. Tất cả những kẻ buôn bán ma túy lớn ở Mexico đều được triệu tập đến một bữa tiệc. Bọn họ đều lo lắng Migo và Amado bị bỏ tù sẽ liên lụy đến mình. Lúc này luật sư của Migo xuất hiện, nói với mọi người rằng chính phủ và Migo sẽ sắp xếp lại địa bàn. Sau đó Bộ trưởng và Corando đến, những chùm buôn bán ma túy lớn cảnh giác đứng lên. Bộ trưởng yêu cầu mọi người ngồi xuống và đừng hốt hoảng, sau đó bắt đầu đọc quyết định của chính phủ và Migo. Guzman nhạy cảm chú ý tới Corando. Bộ trưởng lần lượt đọc tên, các quảng trường lớn ở Mexico bị phân chia xong hầu như không có sự khác biệt so với địa bàn ban đầu. Cho đến cuối cùng, điều bất ngờ là một địa điểm nhỏ tên là Ticat đã được giao cho El Chapo Guzman. Chính Guzman cũng rất ngạc nhiên, hóa ra Migo đã sớm nhận ra dã tâm của anh. Cố ý đẩy Guzman lên làm ông trùm để đám người này không được yên ổn, mọi người bắt đầu tỏ thái độ khác nhau. Họ nhào nhào nâng cốc chúc mừng Guzman, cuối cùng Guzman cũng trở thành ông trùm như mong muốn. Raymond của gia tộc Tijuana cũng gọi điện cho Guzman và mời anh đến bữa tiệc một cách rất danh dự. Guzman lại muốn Leo đi thay mình, anh cần thực hiện một kế hoạch lớn hơn. Guzman và nhóm của mình đến một trong những nhà máy sản xuất ma túy của Migo. Họ bắt ông chủ của nhà máy và yêu cầu ông ta làm việc cho họ. Nhưng ông chủ sợ bị Migo trả thù nên không chịu khuất phục. Tên đàn em Toro lập tức giơ súng bắn chết ông ta. Sau đó Guzman đi vào thử một nữ buôn ma túy trở thành ông chủ mới làm việc cho anh. Bằng cách này Guzman lần lượt chiếm được các nhà máy của Migo. Guzman biết rằng bằng chứng Migo đã giao dịch với các chính trị gia trong nhiều năm là quan trọng nhất. Luật sư lấy từ két sắt ra một đống tài liệu. Guzman biết những thứ này chắc chắn sẽ mang lại cho anh đủ đòn bẩy để đàm phán với chính phủ. Palma đưa cho luật sư một vali đô la Mỹ để thanh toán như đã thỏa thuận. Lúc bọn họ định rời đi, vệ sĩ của luật sư xông ra. Guzman đã bắn chết luật sư trước để bịt miệng ông ta, sau đó anh bắt đầu đánh nhau với đám vệ sĩ. Sau khi giải quyết hết mọi người, nhóm người Guzman cầm chứng cứ và tiền mặt rời đi. Chẳng bao lâu sau, Bộ trưởng và Corrado đã dẫn người chạy tới. Lúc này Bộ trưởng mới biết Migo đã giữ lại rất nhiều bằng chứng hối lộ. Corrado nói còn một vệ sĩ sống sót, họ biết được Guzman đã dẫn người tới làm chuyện này. Ngày này là sinh nhật của một ông trùm khác, Ismael. Các đàn em tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho anh ta. Leo đưa bạn gái đến bữa tiệc, nhưng đàn em đón khách lại nói rằng trong danh sách khách mời không có tên anh ta. Leo giải thích, nói mình tới thay Guzman, tên đàn em vẫn không để mặt, muốn đuổi anh ta đi.
Leeu rất tức giận, phát sinh xung đột với tên đàn em, hai người bắt đầu đánh nhau. Raymond nghe bên ngoài ồn ào định ra xem thử, Leeu giải thích mình được Guzman phái tới. Raymond rất tức giận vì Guzman chỉ phái đàn em tới, Guzman không để mặt anh ta. Raymond đột nhiên rút súng ra bắn vào đầu Leeu, đến khi Benjamin chạy ra ngoài thì đã quá muộn. Nhìn thi thể nằm trên đất, Benjamin biết đã xảy ra chuyện lớn. Lúc Guzman và Palma biết chuyện, Leeu đã nằm ở nhà xác. Guzman nói với Palma, anh em nhà Avendano vẫn luôn coi thường tôi, đã đến lúc lấy mạng gia tộc Tijuana rồi. Bộ trưởng báo cáo với Tổng thống về vụ sát hại luật sư của Migo, ông ta đã quyết định cử người đến giết Guzman để bịt miệng. Ronaldo cẩn thận ngắt lời, đây không phải là quyết định đúng đắn, nếu bây giờ ông giết một tay trùm, không khí hòa bình sẽ lập tức bị phá vỡ. Lời này khiến Tổng thống chú ý, hỏi anh ta tên gì. Ronaldo đã thành công khiến Tổng thống biết chính mình. Tổng thống quyết định nghe theo lời khuyên của Ronaldo, tạm thời trông chừng Guzman để ổn định tình hình và yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo. Vừa ra khỏi văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng đã mắng Ronaldo dữ dội, cảnh cáo nếu còn lần sau thì sẽ khiến anh ta cút ngay lập tức. Đêm khuya, anh em nhà Avendano lái xe về nhà. Benjamin nhạy bén nhận ra phía sau có một chiếc xe đi theo, đó là Guzman và Palma dẫn theo đàn em chuẩn bị ra tay. Sau khi họ rẽ vào một con hẻm, Guzman chặn ngang đầu xe, sau đó ôm súng tiểu liên bước xuống. Sau một đợt bắn phá nhưng vẫn không thể phá vỡ kính chống đạn, Benjamin vội vàng đạp ga đâm vào chiếc xe phía sau, sau đó nhanh chóng trốn thoát. Kế hoạch ám sát lần này thất bại, Guzman và Palma lập tức hẹn gặp Ismael. Ismael nói, tôi biết các anh muốn liên minh với tôi, nhưng tôi và anh em nhà Avendano là bạn bè. Palma nói, họ đã giết chết Leeu, hiển nhiên nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng Ismael vẫn cho rằng chiến tranh gây bất lợi cho việc làm ăn, từ chối yêu cầu của họ. Guzman biết nhà Avendano nhất định sẽ trả thù, anh bèn tạm biệt hai người vợ của mình chuẩn bị ẩn náu một thời gian. Palma cũng đưa ra quyết định tương tự tăng cường các biện pháp bảo vệ vợ và hai con. Vợ của Palma vẫn luôn ngoại tình với tài xế của Migo, nhưng cô ta không biết rằng sau khi Migo vào tù, Rafael đã trở thành đàn em của nhà Avendano. Guzman đến một nơi ẩn náu ở Guadalajara, lúc này Ronaldo xuất hiện, hóa ra là bộ trưởng Bộ Quốc phòng muốn gặp Guzman. Bộ trưởng cảnh báo Guzman, gần đây cậu gây ra quá nhiều rắc rối. Đầu tiên là giết chết luật sư của Migo, hai ngày trước còn nổ súng tấn công anh em nhà Avendano. Nếu cậu còn gây chuyện thêm một lần nào nữa, tôi sẽ lập tức tống cậu vào tù. Nhưng Guzman hoàn toàn không quan tâm bộ trưởng nói gì. Thông qua tình báo viên, họ tìm được kho hàng trắng lớn nhất của nhà Avendano. Họ định tập trung nhân lực để tập kích bất ngờ. Vị trí nhà kho được xác định qua tin tình báo, Guzman và Palma dẫn đàn em xông vào kho hàng lớn ở Tijuana. Sau khi hạ gục toàn bộ tay súng, họ kéo tất cả hàng trắng ra khỏi xe tải. Vụ việc này đã kinh động đến Tổng thống và Bộ trưởng. Họ hẹn gặp Đại sứ Hoa Kỳ và Cục trưởng của Cục phòng chống ma túy. Những cuộc nội đấu giữa các băng đảng gần đây tạo ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Cục trưởng nói chúng ta không thể ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy. Bây giờ chúng ta cần một người ra mặt để thống trị bọn chúng. Mọi người nhanh chóng bàn bạc, cuối cùng họ quyết định thả Amado ra khỏi nhà giam để anh ta trở thành người đứng đầu của tổ chức liên minh. Thông qua khống chế Amado, họ có thể kiểm soát những kẻ buôn bán ma túy không an phận này. Để duy trì mối quan hệ ổn định giữa các băng đảng ma túy, Amado, người đứng thứ hai tổ chức Migo, đã đạt được một thỏa thuận với bộ trưởng. Amado được ra tù và trở thành thủ lĩnh mới. Điều đầu tiên Amado làm là hẹn gặp Guzman, Palma và anh em nhà Avendano. Bên này Palma họp cùng bọn họ, vợ anh ta lại dẫn theo con bí mật hẹn hò với tài xế. Điều này thật sự khiến người ta không biết nói gì. Amado đề nghị bọn họ giảng hòa, nhưng Guzman vẫn khăng khăng đòi giết Raymond để báo thù cho Leeu. Raymond lập tức nổi bão, muốn ra tay với Guzman. Mọi người tiến lên ngăn họ lại. Amado giải thích chính phủ đã cam kết, chỉ cần các anh ngưng chiến, họ sẽ không can thiệp vào hoạt động của chúng ta nữa, nhưng không được gây rắc rối. Nếu các anh không đồng ý ngừng chiến, chính phủ và Cục phòng chống ma túy Hoa Kỳ sẽ lập tức diệt sạch chúng ta. Benjamin suy nghĩ một chút rồi đồng ý, duỗi tay muốn bắt tay giảng hòa với Guzman. Guzman rất không cam lòng, nhưng chẳng ai muốn trở thành mục tiêu của chính phủ cả. Vì lợi ích lớn lao nên anh chỉ có thể thỏa hiệp. Tài xế đưa vợ con của Palma tới một khách sạn, anh ta cho bọn trẻ uống sữa bò có thuốc ngủ, sau đó nhân lúc vợ Palma không để ý sát hại cô. Kế tiếp, tài xế lái xe tới một cây cầu lớn rồi ném hai đứa con của Palma xuống cầu. Xong việc, tài xế lập tức gọi điện cho anh em nhà Avendano để báo cáo tình hình. Guzman rất nhanh đã biết được chuyện này. Khi anh tới nhà Palma, chỉ thấy chiếc đầu của vợ Palma do nhà Avendano gửi tới. Palma đau lòng khôn xiết. Guzman không biết làm thế nào để an ủi, trong lòng chỉ có suy nghĩ trả thù. Amado rất tức giận, chân trước vừa thỏa thuận giảng hòa xong, thế mà vừa quay đầu các anh đã hại chết vợ con của Palma. Benjamin giải thích Guzman và Pablo đột nhiên hợp tác, hiện giờ thế lực ngày càng lớn mạnh hơn, chúng tôi làm vậy cũng vì tốt cho anh thôi. Sau khi ra tay với người nhà Palma, bọn chúng nhất định sẽ sợ hãi. Amado thế mà lại cảm thấy bọn họ nói rất có lý, chuyện này quá tàn nhẫn, đồng thời cũng kích thích tới Ismael. Anh ta cảm thấy việc liên lụy đến gia đình đã phá vỡ các quy tắc. Guzman hỏi anh ta cuối cùng có muốn kết liên minh hay không, Ismael đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình. Lần trước nhà Avendano tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta, vậy lần này anh ta cũng định tổ chức cho Benjamin buổi tiệc, đến lúc đó để Guzman dẫn người ra tay. Guzman gọi điện cho người quen bên quân đội để mượn một đội quân, sau đó bắt đầu phân phát vũ khí cho bọn họ.
Họ định lợi dụng sinh nhật của Benjamin để tiêu diệt nhà Avellano. Tài xế giết vợ Palma chạy trốn sang Venezuela, cuối cùng cảnh sát địa phương bắt giữ dưới sự sắp đặt của Guzman. Vừa bị nhốt vào tù, tài xế phát hiện một bức ảnh của vợ Palma nằm trên giường. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, sát thủ đã lẻn vào và giết chết tài xế ngay tại chỗ. Ismael nhiệt tình chiêu đãi nhóm người Benjamin, cũng nói rằng mình đã sắp xếp một bữa tiệc trong quán bar xa hoa nhất sau khi kết thúc liên hoan. Anh em nhà Avellano rất vui vẻ. Nhóm Guzman đã chuẩn bị sẵn sàng, Cho cải trang thành quân sĩ dẫn đội đến quán bar. Anh em nhà Avellano dẫn đàn em bước vào quán bar. Trong lúc đang vui vẻ, Ismael gọi cho Benjamin, viện cớ ban nãy ăn nhiều nên dạ dày không thoải mái, không đi được. Benjamin cúp điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Ben bảo Raymond nhanh chóng rời đi. Raymond đang chơi vui nên không muốn đi, Benjamin phải về nhà trước. Nhóm sát thủ của Joe đã đến cửa quán bar. Họ bắt đầu tìm kiếm trong quán bar ồn ào náo nhiệt. Hai bên xảy ra ẩu đả, Raymond dẫn theo em trai út Lobito trốn vào phòng, bên ngoài vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Joe phát hiện ra căn phòng. Khi bọn họ xông vào thì Raymond đã nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát. Joe vội vàng nhảy qua cửa sổ đuổi theo nhưng không thấy Raymond đâu nữa, chỉ bắt được Lobito. Lobito cầu xin Guzman đừng giết mình. Guzman rất tức giận. Anh trai cậu tàn nhẫn giết hại người nhà Palma, thế mà cậu còn mặt mũi xin tôi tha cho cậu. Guzman mắng chửi Lobito một trận nhưng cuối cùng vẫn thả cậu ta đi. Lúc anh em nhà Avellano tìm thấy Lobito, cậu ta bị Guzman ném ở ven đường trong tình trạng hôn mê. Hai người vội vàng đánh thức Lobito dậy. Raymond kiểm tra một chút, không ngờ trên người Lobito không bị tổn hại chút lông tóc gì. Bọn họ khó tin đưa em trai về nhà. Palma hỏi Guzman tại sao không giết chết Lobito. Palma nói, gia đình của tôi đã chết rồi. Guzman nói, nếu tôi giết cậu ta, tôi sẽ phá vỡ quy tắc, từ đó gây hại cho người nhà. Guzman đảm bảo với anh ta rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cực kỳ tức giận, bây giờ lại thêm một vụ xả súng ở quán bar, ảnh hưởng của dư luận quá tồi tệ. Amado đành phải đồng ý với bộ trưởng rằng mình sẽ giết Guzman để tránh hậu họa. Baron, sát thủ số 1 của nhà Avellano, trở về quê nhà từ Mỹ, sau đó anh ta tổ chức một nhóm sát thủ và thành lập đội tử thần. Raymond đưa cho bọn họ một tấm ảnh của Guzman, giới thiệu một vài nơi mà Guzman có thể ẩn náu. Sau đó họ trang bị cho đội tử thần những thiết bị tốt nhất. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm Guzman khắp Guadalajara. Guzman đưa vợ bé và con trai tới nhà hàng ăn cơm. Cố vấn đầu tư của anh là Laura cũng đến theo lời mời. Laura đã giúp anh hoàn thành một vài đầu tư ở Guatemala. Guzman quyết định sẽ thành lập địa bàn riêng của mình ở Guatemala. Buổi tối, cục trưởng cục cảnh sát tới tìm Guzman. Anh ta nói rằng mình có thể giới thiệu anh với viện trưởng viện kiểm sát. Guzman hỏi anh ta muốn bao nhiêu tiền cho lần giới thiệu này. Cục trưởng lập tức mở miệng đòi 1 triệu phí giới thiệu, bao gồm cả chi phí khách sạn, vé máy bay qua lại. Guzman đồng ý đi gặp viện trưởng viện kiểm sát. Không ngờ cục trưởng vừa quay về đã tìm tới anh em nhà Avellano bán tung tích của Guzman với giá 5 triệu đô, bởi vì anh ta mua vé máy bay nên tình báo cực kỳ chuẩn xác. Baron lập tức triệu tập đội tử thần để kiểm tra trang bị rồi lên đường xử lý Guzman. Raymond cùng bọn họ đến sân bay trước để mai phục. Không lâu sau, họ đã phát hiện ra Guzman và Toro. Nhóm sát thủ Tijuana lập tức lao ra khỏi xe và nổ súng, nhưng độ chính xác thì không được khả quan lắm. Rất nhiều người và nhiều súng chiến đấu vô cùng dữ dội, nhưng Guzman không mất một sợi lông nào, trái lại còn không ít người vô tội bị chết oan. Tổng giám mục Mexico cũng bị bắn chết trong lúc hỗn loạn. Guzman vừa nổ súng vừa tìm cơ hội trốn thoát. Sau đó nhân lúc rối loạn, cả anh và Toro trốn vào sảnh chờ máy bay. Bên ngoài chỉ còn lại những hành khách vô tội. Hai người Guzman chạy xuyên qua băng truyền hành lý tới cửa sau, sau đó anh cướp một chiếc ô tô rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Guzman rất khó hiểu tại sao hành tung của mình lại bị bại lộ. Thô nhắc nhở anh chắc chắn cục trưởng đã bàn đứng chúng ta. Cái chết của tổng giám mục rất nhanh đã gây chấn động cả nước. Sự việc đám người buôn ma túy bắn nhau tại sân bay giết hại mười mấy người qua đường quá lớn. Bộ trưởng dẫn Corrado đến tìm Amado, chỉ trích anh ta không có khả năng xử lý các băng đảng ma túy. Corrado hỏi Amado, bây giờ anh cảm thấy anh em nhà Avellano hay là Guzman nguy hiểm hơn? Amado suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có lẽ là Guzman. Corrado nảy ra ý tưởng truy nã Guzman, bắt giữ anh để xoa dịu cơn tức giận của công chúng, hoặc trực tiếp giết chết để chấm dứt hậu họa sau này. Guzman xem tin tức, không ngờ mình lại bị vụ án thành kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện khủng bố ở sân bay, tiền truy nã lên tới 5 triệu. Guzman hiểu rõ chính phủ muốn anh cõng tiếng xấu này, anh đành gọi điện cho vợ định đến Guatemala để tránh mặt một thời gian. Chính phủ Mexico bắt đầu truy nã Guzman trên toàn quốc, nhà của hai vợ của ông đều bị giám sát chặt chẽ. Guzman gọi điện cho tình nhân, nhờ cô ấy giúp mình làm một việc. Sau đó anh bắt đầu cạo râu đi rồi tìm cố vấn đầu tư Laura, rồi bảo anh ta nhanh chóng làm hộ chiếu giả cho mình. Tình nhân nghe theo chỉ thị của Guzman mà tới nhà Palma. Điện thoại của Palma nhất định bị nghe lén, vậy nên cô ấy tới chuyển lời rằng Guzman rất cần tiền. Corrado đến thư viện chính phủ, anh ta muốn kiểm tra một vụ án từ 10 năm trước. Bởi vì trong buổi gặp mặt với Cục phòng chống ma túy Hoa Kỳ và Đại sứ quán lần trước, anh ta nghe được hình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có nhược điểm phạm tội. Quả nhiên sau khi kiểm tra kỹ lưỡng 10 năm trước, tờ Globe có đăng tin về vụ án vệ sĩ của Bộ trưởng xâm hại tình dục. Nhưng trước khi ra tòa, các vệ sĩ đều đã bị giết chết. Corrado lập tức ghi lại tên phóng viên đăng bài. Phóng viên rất tò mò, tại sao anh lại nghe ngóng về chuyện này? Corrado giải thích, bộ trưởng là cấp trên của tôi, nhưng không lâu sau tôi đã nhận ra bộ mặt thật của ông ta.
Phóng viên nói, năm đó ai cũng biết bộ trưởng là hung thủ, vệ sĩ chỉ là kẻ thế tội mà thôi. Nhưng bộ trưởng quyền thế ngập trời, thế nên phía chính phủ công bố ai là hung thủ thì chính là người đó. Corrado nói, nếu tôi cung cấp cho cô chứng cứ thật, cô có dám đăng tin không? Phóng viên rất bội phục dũng khí của anh ta, nếu anh dám chống lại bộ trưởng, tôi sẽ khiến tên cặn bã này xong đời. Corrado mua chuộc người quản lý phòng tài liệu cơ mật, sau đó anh ta bắt đầu tìm kiếm thông tin về vụ án năm đó trong vô số tài liệu. Anh ta tìm kiếm gần 6 tiếng, cuối cùng anh cũng tìm thấy chứng cứ phạm tội của bộ trưởng năm đó. Cố vấn đầu tư gửi tư liệu thân phận giả cho Guzman và Tho. Guzman đưa cho anh ta một khoản tiền để anh ta đến Guatemala đút lót quan hệ trước. Bọn họ sẽ tới Guatemala để tránh đầu sóng ngọn gió. Hai người Guzman vừa rời khỏi khách sạn đã bị xe cảnh sát đuổi theo phía sau. Lúc cảnh sát tới tra hỏi, anh ta nhắc nhở bọn họ không có biển số xe. Guzman lại nói cảnh sát đưa mình đến gặp lãnh đạo của anh ta khiến Tho giật nảy mình. Cảnh sát áp giải hai người đến gặp đội trưởng rất khó hiểu. Các anh tìm tôi làm gì? Guzman nói thẳng, tôi muốn làm giao dịch với anh, tôi là El Chapo Guzman. Đội trưởng sửng sốt trước tên tội phạm bị truy nã cả nước này, sau đó lập tức đưa Guzman lên xe. Guzman nói tiền truy nã có đáng bao nhiêu, tôi cho anh 2 triệu đô, anh chỉ cần hộ tống chúng tôi đến biên giới Guatemala. Tình nhân đã mang tiền mà Pama hỗ trợ đến các địa điểm được chỉ định. Tho lấy 2 triệu đưa cho đội trưởng, anh ta lập tức thả Guzman ra và tỏ vẻ sẵn lòng hộ tống anh đến biên giới. Laura, cố vấn đầu tư của Guzman đã hối lộ trung úy Rosa của Guatemala để Guzman có thể an toàn nhập cảnh. Vì vậy, dưới sự hộ tống của đoàn xe cảnh sát, Guzman dẫn theo tình nhân và Tho thuận lợi tiến vào Guatemala. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Guzman quyết định đầu quân cho tập đoàn của Chum Maitre số 1 ở Guatemala. Anh xem có thể gia nhập tập đoàn của đối phương không? Nhưng dù đối phương đồng ý thì cũng tương đương với việc bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, vô cùng trắc trở. Anh muốn Tho quay về Mexico không cần theo mình chịu tội. Tho cười nhạo anh. Ý bảo dù anh chỉ có 2 bàn tay trắng thì cậu ta cũng tin rằng theo anh là có thể vùng lên. Hai người nhìn nhau cười quyết định cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Laura thông báo với bọn họ rằng đã hẹn được trung úy Rosa và chủ mai tòa số 1. Đêm nay bọn họ sẽ chờ Guzman ở nhà hàng. Guzman cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta về Mexico trước. Hai người Guzman kiểm kê tài sản chỉ còn lại 1 triệu rưỡi. Bọn họ định đưa toàn bộ cho chủ mai tòa số 1 làm phí gia nhập. Phóng viên cầm tư liệu Corrado tra được giao cho chủ biên. Chủ biên xem xong hít một hơi sâu, tin tức này có tính bùng nổ. Phóng viên tỏ ý đã tìm được người bị hại năm đó, chỉ cần đối phương nhận phỏng vấn là tin này sẽ hoàn chỉnh. Chủ biên nói, chỉ cần cô sưu tập chứng cứ đầy đủ thì tôi sẽ cho đăng tin ngay. Phóng viên lập tức tiến hành gặp mặt người bị hại, thu được lời khai hoàn chỉnh của sự kiện năm đó. Sau khi hoàn thành bài báo, Corrado định ngày hẹn phóng viên. Corrado từ biệt nói rằng mình muốn ra nước ngoài chạy trốn, phóng viên rất kinh ngạc. Corrado giải thích thêm. Ngay khi bài báo của cô được đăng trên báo, bộ trưởng chắc chắn sẽ tra ra tôi. Cuối cùng anh ta hỏi phóng viên, cô có thể cho tôi xem bản thảo của cô không? Tôi sợ khi mình ra nước ngoài rồi sẽ không đọc được báo của cô. Phóng viên đồng ý yêu cầu của anh ta. Guzman và Tho tiến vào nhà hàng thì chỉ thấy lính gác khắp nơi không có bóng dáng chủ mai tóe. Khi hai người còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, lính gác bất ngờ nâng súng khống chế bọn họ. Trung úy Rosa bước ra công bố khoản tiền thưởng cho Guzman rất mê người. Guzman nỗ lực dùng 1 triệu rưỡi còn lại hối lộ anh ta. Thế là Rosa áp giải Guzman và Tho tới trụ sở của anh. Là biết Tho vừa giao tiền cho Rosa, đám binh lính xung quanh lại ập tới bắt người, cũng bắt cả tình nhân của Guzman. Guzman vô cùng tức giận lại không thể làm gì. Rosa lập tức gọi cho Tổng thống báo cáo rằng mình anh dũng bắt được Guzman, một mình Rosa chiếm được 2 phần tiền thưởng. Tổng thống Mexico nhận được tin tức đầu tiên lập tức phái bộ trưởng đi tới giao nhận, Guzman cứ vậy lọt lưới. Guzman bị trọng binh của Guatemala áp giải đến Mexico, bộ trưởng chờ sẵn đã lâu. Ông ta cảm ơn trung úy Rosa, hứa hẹn sẽ nhanh chóng xử lý tiền thưởng trao giải. Sau đó ông ta áp giải mấy người Guzman lên máy bay trở về Mexico. Corrado bắt đầu thực hiện kế hoạch lật đổ bộ trưởng. Nhân lúc bộ trưởng chuyển giao Guzman, Corrado mang báo chí scandal của bộ trưởng chuẩn bị phát hành ngày hôm sau ra cho tổng thống. Anh ta nói rằng mình lấy được từ tay trong, còn ra vẻ muốn giữ gìn danh tiếng chính phủ thì nên ngăn cản đăng báo. Tổng thống lập tức khen anh ta làm tốt nên được đề bạt. Sau đó ông ta gọi cho chủ tòa soạn cảnh cáo không cho phép đăng bài này. Hôm sau phóng viên phát hiện trên báo không có bài của mình thì tức giận tìm chủ biên chất vấn. Chủ biên nói là tổng thống trực tiếp hạ lệnh không cho phép đăng. Tình huống này chỉ có thể chứng minh nội dung đã bị tiết lộ cho tổng thống từ trước. Phóng viên lập tức nghĩ đến chuyện mình cho Corrado đọc bản thảo. Ngàn lần không ngờ Corrado âm mưu quỷ quyệt như vậy, lợi dụng cô ta để xử lý scandal của bộ trưởng. Tổng thống khen thưởng năng lực ứng đối của Corrado, đề nghị anh ta làm cố vấn an toàn cho mình, ra lệnh chờ Guzman vừa xuống máy bay sẽ do anh ta toàn quyền làm thay chức bộ trưởng, sau đó bố trí toàn bộ công việc phỏng vấn và thẩm vấn Guzman. Corrado trở lại văn phòng của bộ trưởng. Đối với kẻ khát vọng quyền lực vô tận như anh ta, nắm được chức bộ trưởng mới là bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu. Guzman trên máy bay yêu cầu đàm phán với bộ trưởng. Bộ trưởng nói đã quá muộn rồi, không ai giúp được anh.
Guzman nhắc đến tài liệu mình lấy được từ chỗ luật sư của mình, trong đó có một bộ phận có thể chứng minh cuộc tổng tuyển cử tổng thống có sự trợ giúp của Migo, bao gồm cả tài liệu bộ trưởng nhận hối lộ. Bộ trưởng ngồi không yên lập tức gọi cho tổng thống thương lượng. Tổng thống liên lạc với Corrado trước, muốn anh ta nghĩ cách chặn miệng Guzman. Corrado tìm tới quản ngục của nhà tù cao cấp nhất, mặc cho đối phương phản đối kịch liệt, anh ta ra lệnh không cho phép Guzman tiếp nhận thẩm phán, nhốt lại rồi nói sau. Corrado nhanh chóng tự hỏi biện pháp ứng đối, ở lại nhà tù chờ Guzman đến. Rất nhanh sau đó, Guzman bị đưa đến nhà tù, Corrado thái độ khác thường, báo bộ trưởng nghe điện thoại. Tổng thống nói với ông ta sau này do Corrado toàn quyền phụ trách vụ Guzman, ông phải rút khỏi chuyện này ngay. Bộ trưởng nhìn Corrado hăng hái tiếp đón cánh báo chí cũng biết mình đã xảy ra chuyện. Corrado đi vào phòng thẩm vấn, Guzman sửng sốt nói, tôi muốn đàm phán với thủ trưởng của anh. Corrado đáp, giờ ông ta không còn là thủ trưởng của tôi nữa. Guzman hiểu ngay, bội phục nói, không ngờ anh còn leo nhanh hơn tôi. Sau đó hai người bắt đầu đàm phán. Corrado nói, anh phải giữ kín toàn bộ chứng cứ, tài liệu anh có, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị chung. Guzman chỉ cần gánh chịu sự kiện bắn súng ngoài sân bay gây tai nạn cho tổng giám mục, anh không cần phải gánh chịu tội buôn lậu thuốc viện. Cho và tình nhân của Guzman nhanh chóng được thả. Bộ trưởng xem tài liệu thì phẫn nộ không thôi, tổng thống nói, từ hôm nay trở đi ông không còn là cố vấn của tôi nữa, tôi sẽ phái ông đến nước khác làm đại sứ. Guzman bắt đầu nhận lời phỏng vấn của báo chí. Anh tuân thủ ước định khăng khăng rằng mình chỉ là một công dân bình thường, anh chưa từng buôn bán mai tóe, cũng chưa bao giờ chạm vào súng. Sau đó anh bị cáo trọc, bắt đầu cuộc đời tù nhân. Tại nhà tù được xưng là nghiêm ngặt bậc nhất Mexico này, Guzman mới vào đã bị đội trưởng nghiêm nghị khiển trách một phen. Anh ta yêu cầu anh ngoan ngoãn, an phận, mỗi ngày đúng 5 giờ 45 phút rời giường. Sau đó anh đi dạo một lát, ăn uống cũng bị trông coi nghiêm ngặt hết ngày này đến ngày khác. Thậm chí ngay cả khi mẹ của Guzman tới thăm tù cũng bị cảnh ngục cố ý làm khó, không cho gặp mặt. Guzman biết toàn bộ đều đang nhắm vào mình. Anh chịu đựng một đoạn thời gian, luật sư ủy thác Laura của anh mới được cho phép gặp anh. Guzman muốn Laura đi tìm Corrado xem có thể chuyển tới một nhà tù quy cách thấp hơn một chút hay không. Laura nói đã đi gặp rồi. Đối phương muốn anh chờ một thời gian ít nhất cũng phải vài năm sau. Laura nghe được tin con gái đội trưởng nghiêm nghị kia mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị. Guzman biết tin này, nhân thời gian đi dạo lén gặp đội trưởng, anh nói rằng mình có thể chi trả tiền thuốc men cho con gái anh ta. Không ngờ đội trưởng lập tức đánh anh một trận. Anh ta đuổi anh về phòng giam không cho ăn cơm, sau đó còn dẫn anh và một tù nhân khác vào nhà tắm, dùng vòi phun cao áp, bắn nước vào hai người tỏ vẻ nghiêm phạt. Đến một ngày trong thời gian đi dạo, đội trưởng không còn cách nào khác bước tới nói với Guzman, bệnh con gái anh ta chuyển biến xấu đi. Guzman biết cơ hội tới rồi, Laura nhanh chóng cầm tiền đi tới nhà của đội trưởng, đãi ngộ của Guzman lập tức khác biệt, anh còn gặp được mẹ mình. Đội trưởng còn đưa thuốc ngủ tới cho mấy người Guzman để có thể xem như đãi ngộ tốt với đám tù nhân khó đi vào giấc ngủ như họ, một phạm nhân không chịu nổi giày vò trong ngục giam mà tìm đến cái chết. Mấy người Guzman cuống quýt gọi cảnh ngục tới cứu người, sau khi cứu ra rồi Guzman yêu cầu đội trưởng dẫn đối phương đi khám bác sĩ, đội trưởng từ chối. Guzman nóng nảy bật thốt ra, tôi giúp con gái anh, vậy anh giúp anh ta. Đội trưởng thấy người này dám tiết lộ chuyện mình nhận hối lộ, anh ta tức giận nhốt Guzman vào phòng biệt giam, không ngờ vừa nhốt là nhốt suốt 1-2 tháng. Trong phòng biệt giam, Guzman nhận hết tra tấn, anh không được ngủ, động chút là bị kéo ra ngoài đánh đập, dạy dỗ một trận. Thậm chí bọn họ thả loa cảnh báo ngay ngoài cửa phòng biệt giam phát tiếng vang suốt 24 tiếng một ngày. Guzman cảm thấy mình chết đến nơi rồi, chỉ có một lần bị ốm đi khám bác sĩ mới có thể ra ngoài hít thở không khí. Guzman thử hối lộ bác sĩ, không ngờ vừa ngoảnh mặt anh đã bị tố giác, bị đánh như tử. Đội trưởng báo rằng anh phải ở phòng biệt giam thêm 2 tháng nữa. Lúc này Guzman thực sự suy sụp nhưng ánh mắt ngược lại lóe lên tia hung tàn. 4 tháng sau, cuối cùng Guzman cũng được thả lại nhà tù, sau đó anh biểu hiện cực kỳ quy củ, chẳng qua mỗi lần ra ngoài lao động nghĩa vụ đều sẽ cẩn thận quan sát hoàn cảnh nhà tù. Ngày 9 tháng 1 năm 2001, Mexico xôi trào một tin tức lớn. Chùm buôn thuốc phiện lớn nhất thế giới Guzman đã vượt ngục, thành công trốn khỏi nhà tù Bridge. Các đài truyền hình lớn khắp toàn cầu đều đăng tin tức Guzman vượt ngục. Sáng sớm hôm đó, video theo dõi còn cho thấy người này đang ở trong tù. Theo dự đoán, có lẽ Guzman đào tẩu từ phòng giặt quần áo, nhưng làm thế nào trốn thoát thì vẫn còn là bí ẩn. Thời gian quay ngược lại 6 năm trước, sau khi Guzman bị bắt 2 năm, Corrado tuân theo ước định tìm tới quản ngục muốn chuyển nhà giam cho Guzman. Guzman bị tra tấn tơi tả mới có thể đi tới nhà tù Bridge. Vừa vào tù, anh phát hiện ở cửa có một cục giấy. Guzman rất kinh ngạc. Anh mở ra nhìn, là Palma viết hoan nghênh anh tới. Palma bị giam ở phòng giam cách vách, hai người đều không ngờ sẽ chạm trán trong tù. Corrado vừa xử lý thủ tục chuyển vận xong xuôi, Laura, luật sư ủy thác của Guzman hẹn gặp mặt anh ta. Laura mở cốp sau xe ra nguyên 4 vali vàng thỏi, chỉ cần có thể tìm cách thả Guzman ra thì sẽ cho Corrado toàn bộ. Corrado nói, vì tương lai chính trị của tôi nên cũng không thể thả Guzman ra khỏi tù được. Corrado từ chối rời đi. Guzman biết không dựa vào chỗ Corrado được, anh quyết định nghĩ cách khác để ra ngoài.
Theo những lần trò chuyện, anh biết Parma bị Amado bán đứng mới bị bắt. Hai người bọn họ tràn ngập hận thù với anh em Amado và Evandano. Lúc này Amado và anh em nhà Evandano cũng sinh ra mâu thuẫn không thể hòa giải. Amado đang ăn cơm thì Evandano đích thân dẫn sát thủ chạy tới. Tuy không ám sát thành công nhưng chính phủ cảm thấy Amado không thể khống chế thế cục. Amado bảo đối phương đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Guzman chuẩn bị vài thứ nhỏ bắt đầu hành động. Anh thương lượng với Parma bắt đầu từ việc mua chuộc cảnh ngục. Dora mang tiền mặt chạy tới cũng mang một tin tức tốt cho Guzman. Tuy anh ở trong tù nhưng việc làm ăn bên ngoài ngày càng tốt đẹp. Anh em Leida dưới tay anh làm rất tốt. Bọn họ ở Los Angeles cũng xem như ngày kiếm đấu vàng, muốn Guzman và Parma có thể yên tâm. Guzman bắt đầu thử hối lộ cảnh ngục, người nơi này thật sự bắt đầu sẵn lòng nhận tiền. Rất nhanh anh có thể tùy tiện gặp mặt người nhà còn được đưa TV vào. Cảnh ngục còn chi kỷ chuẩn bị phòng vợ chồng cho hai người. Amado nghĩ đến thời gian lại lo lắng, họ cảm giác đã đến lúc nên thoát thân. Anh ta tìm một bác sĩ thẩm mỹ bắt đầu thay đổi hình dạng. Đài truyền hình nhanh chóng công bố tin tức, Amado được xưng là chúa tể bầu trời chết trên bàn mổ, nguyên nhân tử vong rất kỳ lạ là trúng gió. Đồng thời thi thể bị cấp tốc hỏa táng, Guzman trong ngục giam thấy tin này thì hưng phấn, cuối cùng Amado cũng biến mất. Amado chết rồi tương đương với các bang phái sẽ dần độc lập, đến lúc ấy cục diện sẽ rơi vào hỗn chiến. Colorado kiến nghị tổng thống hiện tại lựa chọn người lãnh đạo mới để ổn định cục diện, giữ thăng bằng. Sau khi mấy người thương nghị cuối cùng quyết định chọn anh em Evandano của Rio Tijuana Plaza. Colorado tìm được dòng họ Rio Tijuana như mặt trời ban trưa. Anh ta hứa hẹn bảo hộ bọn họ với mục đích duy trì cục diện hòa bình. Guzman biết chính phủ lựa chọn Rio Tijuana thì tức giận đập điện thoại. Anh biết phải mau chóng triển khai hành động. Ban đêm lúc cảnh ngục đưa cơm, Guzman đào cơm lấy ra một chiếc di động. Anh lập tức gọi cho Ismael. Anh nói cho đối phương mình nhất định phải ra tù trước khi anh em Evandano cướp đi hết thảy. Anh cho cảnh ngục một cuộn tiền. Gặp được quản ngục, Laura mở ra một vali đầy Abdullah, còn tặng một nhà quản ngục vé máy bay đi du lịch Paris. Ngay khi Guzman hối lộ toàn bộ ngục giam, dòng họ Rio Tijuana được chính phủ bảo hộ dẫn tới huênh hoang mù quáng. Evandano em dẫn người bắn chết quan viên không chịu hợp tác với mình ngay trên đường. Hành vi phách lối này chọc cho cả nước khiếp sợ. Bộ trưởng Bộ phòng chống ma túy Mỹ gọi điện thoại mắng Colorado một trận. Đây chính là đồng bọn tốt mà anh lựa chọn đấy. Nhưng tin tức này là tin tức tốt đối với Guzman. Anh tăng nhanh tốc độ bóc nối quan hệ trong tù, có thể tùy ý gặp mặt đàn em ở đây. Sau đó đúng giờ phát lương cho cả nhà tù. Một cảnh ngục tên là Chito phụ trách phân phối, toàn bộ cảnh ngục đều có phần. Colorado tâm sự nặng nề đi tới một địa điểm hẻo lánh. Ismael nói thẳng, các anh chọn Rio Tijuana là một sai lầm. Colorado nói, chúng tôi muốn diệt trừ Evandano, cần anh hợp tác với chúng tôi. Ismael nói, không được, tôi không phải là Guzman. Anh ta yêu cầu Colorado nghĩ cách thả Guzman ra ngoài. Guzman chắc chắn có thể trừ khử Rio Tijuana. Colorado lập tức đi gặp Tổng thống và Bộ trưởng Bộ phòng chống ma túy của Mỹ. Anh ta vừa nhắc đến chuyện tìm cách thả Guzman ra ngoài đã bị Tổng thống và Bộ trưởng từ chối tại chỗ. Bộ trưởng nói chính phủ Mỹ đã quyết định dẫn độ Guzman đến Mỹ thẩm phán. Guzman biết được tin này thì nôn nóng, chỉ cần bị dẫn độ thì anh cũng xong đời. Anh hạ quyết tâm chuẩn bị vượt ngục. Guzman gọi cho Colorado, sau đó Colorado dùng quan hệ đổi đội trưởng cảnh ngục thành người một nhà. Anh ta cần bảo đảm Guzman vượt ngục thuận lợi. Đội trưởng mới tới tìm các nhà tù lớn và lãnh đạo cấp trên tiến hành hối lộ từng khoản một, cứ thế anh ta mua chuộc toàn bộ quan viên. Bước cuối cùng là tìm được cục trưởng cục cảnh sát liên bang. Anh ta cho đối phương một khoản tiền, đồng thời mượn một bộ trang bị đặc công. Toàn bộ kế hoạch của Guzman đều đã được bố trí sẵn sàng. Lúc này tổng thống mới của Mexico nhậm chức, việc đầu tiên chính là khai trừ Colorado. Colorado lặp lại nhấn mạnh mình có kinh nghiệm trao đổi với tội phạm buôn bán ma túy. Tổng thống vẫn không hề lưu tình, đuổi anh ta khỏi đội nhóm. Khi Colorado ôm dương rời đi, đồng nghiệp lên tiếng tạm biệt anh ta. Colorado không buồn quay đầu lại mà nói, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Guzman đã quyết định vượt ngục vào đêm, anh tìm cảnh ngục Chito lúc trước và nói thẳng rằng mình phải rời khỏi ngục giam. Anh còn hỏi anh ta có muốn đến làm việc dưới trướng mình không? Chito suy nghĩ một hồi, sau đó anh ta kiên định nói sẽ phối hợp anh vượt ngục. Dù anh đi đâu, tôi cũng sẽ theo anh. Đội trưởng bảo vệ cho mỗi cảnh ngục một khoản tiền lớn. Anh ta yêu cầu bọn họ làm tốt khâu chuẩn bị. Nghe Guzman chỉ huy hành động, Guzman muốn Parma đi cùng mình. Từ sau khi vợ con mất, ý chí tinh thần của Parma đã sụp đổ. Anh ta không muốn tiếp tục lo lắng nơm nớp, sợ bị đuổi bắt nữa. Lúc này đội trưởng bảo vệ tiến vào, nói với Guzman mọi thứ đã sẵn sàng. Parma cầu xin Guzman khi đi ra ngoài có thể giúp mình giết chết Evandano, báo thù cho người nhà anh ta. Sau đó hai người ôm cáo biệt. Chito đẩy xe chứa quần áo bắt đầu hành động, đi qua từng cánh cửa sắt cuối cùng ra tới ngoài sân, ném xe đẩy qua một bên đào tẩu. Đây là toàn bộ hành động trong camera theo dõi, không ai tưởng được lại chỉ là thủ thuật che mắt của Guzman. Anh không hề ở trong xe đẩy mà anh lặng lẽ tới phòng y tế, nhanh chóng thay trang bị giấu kỹ chờ đợi thời cơ. Cảnh ngục tiến tới kiểm tra phòng giam theo kế hoạch, anh ta ước chừng thời gian Guzman đã chuẩn bị xong rồi mới phát tiếng cảnh báo có người vượt ngục. Cục trưởng của cảnh sát bị mua chuộc nhanh chóng dẫn đội chạy tới, toàn diện phong tỏa ngục giam. Quan lớn phụ trách hành động cũng chạy tới.
người này cũng bị Guzman mua chuộc từ lâu, đặc công bắt đầu tiến vào ngục giam lục soát. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng chỉ là diễn trò mà thôi. Cục trưởng dẫn đội lục soát từng góc, Guzman khẩn trương chờ trong phòng y tế. Cục trưởng mở cửa phòng y tế ra, đưa cho Guzman một cây súng lục. Guzman giả trang đặc công theo đội cảnh sát hành động. Anh cứ thế quang minh chính đại ra khỏi nhà tù, lên xe cảnh sát rời đi. Lãnh đạo cấp cao đi vào phòng giám sát, ông ta nói cảnh ngục cắt bỏ toàn bộ hình ảnh người đẩy xe từ cửa sau đến bãi đỗ xe. Như vậy mọi người sẽ cho rằng Guzman chạy trốn từ bãi đỗ xe ra ngoài. Sau khi xử lý xong, người nọ mới gọi cho Tổng thống báo rằng Guzman vượt ngục. Joe và em trai ruột của Guzman đã đợi ven đường từ sớm. Khoảnh khắc gặp mặt, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Guzman nói một câu, hiện đang không còn ai ngăn cản anh được nữa. Guzman vượt ngục gợi lên sóng to gió lớn, chính phủ phái một đội bộ đội đặc chủng phụ trách bắt giữ anh. Tiểu đội này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ có một mục tiêu là mau chóng tập nã Guzman. Ismael nhiệt tình hoan nghênh Guzman trở về, còn tổ chức party lớn chúc mừng. Guzman tận tâm bày tỏ lòng biết ơn Ismael. Em trai và anh em Leida phụ trách buôn bán, đội trưởng đội bảo vệ và cảnh ngục Chito, họ đã giúp anh vượt ngục thuận lợi. Anh tuyên bố sẽ xử lý gia tộc Rio Tijuana, anh sẽ khiến tập đoàn Sinaloa trở thành tổ chức buôn thuốc phiện lớn nhất thế giới. Truyền hình bắt đầu đặc biệt đưa tin vụ Guzman vượt ngục, chính phủ không hề tin cách nói chạy trốn bằng xe quần áo, bọn họ nghi ngờ có cao tầng giúp đỡ Guzman vượt ngục. Ismael rất lo lắng, sợ ô dù của họ đều bại lộ, Guzman đã có biện pháp đối ứng từ lâu. Anh gọi Chito tới và nói với anh ta, từ hôm nay trở đi tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho người nhà của anh. Chito còn không rõ vì sao anh lại nói như vậy, Guzman chậm rãi yêu cầu muốn anh ta đi tự thú, gánh chịu mọi tội danh. Tôi sẽ bảo vệ anh, cho anh cuộc sống thư thái trong nhà giam, cho người nhà của anh số tiền tiêu cả đời không hết. Chito biết việc đã đến nước này chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Sau đó Chito đi tới cục cảnh sát liên bang tự thú, anh ta một mực khẳng định chỉ có mình trợ giúp Guzman vượt ngục. Đồng thời anh ta còn tiếp nhận phỏng vấn, nói chi tiết phần chạy trốn từ xe ra quần áo. Cứ như vậy đám quan lại cao cấp đều thoát khỏi hiểm nghi. Venus thấy tin tức đương nhiên biết đều là bịa đặt, nhưng Raymond biết Guzman vượt ngục thì không nhịn được, muốn chủ động xuất kích tìm giết anh. Guzman triệu tập các đại ca của Plaza lớn mở họp, anh đề nghị kết thành liên minh để đối phó đại ca tập đoàn Rio Tijuana Plaza. Rachel khinh thường hỏi ai làm đại ca, Guzman kiên định trả lời, đương nhiên là tôi. Rachel đứng đầu tỏ vẻ không gia nhập, mọi người đều đứng lên nói rằng không muốn kết minh. Guzman nói, nếu tôi tự tay trừ khử tập đoàn Rio Tijuana thì sao? Mọi người đồng thanh nói, nếu anh làm được thì chúng tôi can tâm tình nguyện gia nhập. Em trai của Guzman bị cục phòng chống ma túy gảy bẫy bắt được. Guzman chịu đả kích lập tức gọi cho Corrado. Corrado đến đúng hẹn, anh ta đang nóng lòng muốn trở lại chính phủ, muốn đàm phán ích lợi với Tổng thống. Guzman thì cần cuộc chiến thắng lợi tuyệt đối với Rio Tijuana. Corrado nói rõ tạm thời không thể thả em trai anh ra, nhưng anh ta có thể khiến chính phủ ngừng đuổi bắt anh. Guzman chấp thuận sẽ tìm được anh em Avendano giao cho chính phủ, nhưng chỉ có thể cho một người sống. Anh phải báo thù cho người nhà của Pama. Corrado đứng lên, hai bên bắt tay đặt thành thỏa thuận. Guzman trốn trong núi, Ismael đến trao đổi chi tiết với anh. Guzman cho rằng Raymond hữu dũng vô mưu nên định giết chết anh ta rồi giao Venus cho Corrado. Raymond có một đàn em tên là Khỉ ốm, là bạn cũ của Ismael. Guzman quyết định xuống tay từ người này. Ismael gọi điện thoại cho Khỉ ốm nói thẳng, Guzman muốn trừ khử đại ca của cậu, muốn sống thì phải phối hợp với chúng tôi. Khỉ ốm hoảng sợ cúp điện thoại nói dối là bạn gái gọi tới. Guzman và Tho còn đang thương lượng bước kế hoạch tiếp theo, chợt có tiếng súng vang lên. Bộ đội đặc chủng đã phát hiện ra vị trí của Guzman, họ nhanh chóng giết sạch đàn em canh gác bên ngoài của anh. Guzman và Tho vội vàng chạy thoát từ cửa sau, cưỡi mô tô bốn bánh rồi chạy trốn chết. Ỷ vào quen thuộc địa hình, hai người tránh trong hang động của một ngọn núi thoát được một kiếp. Tho nói với Guzman đây không phải là quân đội bình thường mà là lính đặc chủng. Tho tìm được em gái đàn em khi ốm của Raymond, nhân lúc cô không chú ý bịt miệng cô lại, nhét vào xe mang đi. Khi ốm đang trong nhà Venus nhận được điện thoại, bên kia đầu dây nói em gái anh đang trong tay chúng tôi. Khi ốm không thể làm gì khác hơn là theo đàn em Guzman đến địa bàn của anh. Anh ta run rẩy căng thẳng không biết phải làm gì. Guzman chấp thuận chỉ cần anh ta chịu hợp tác, sẽ cho anh ta một khoản tiền, bằng không hiện tại hai anh em đều không thể còn sống rời khỏi đây. Tình huống như vậy muốn từ chối cũng không được phép. Khi ốm nghe yêu cầu của Guzman gọi điện thoại cho Raymond, anh ta nói cho Raymond rằng Ismael muốn đi tham gia lễ hội. Venus hỏi tin tức có đáng tin không? Raymond nói khi ốm vẫn luôn trông chừng Ismael. Venus suy nghĩ một lát, đồng ý Raymond đi hành động. Sau đó Raymond dẫn người tới gặp khi ốm vạch lại kế hoạch ám sát. Raymond không mảy may nghi ngờ đối phương. Mấy người Raymond tới lễ hội bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Ismael. Khi ốm bất chợt gọi Raymond lại. Ngay khi Raymond xoay người, sát thủ Guzman bố trí xuất hiện, xả súng bắn chết cả Raymond lẫn đàn em của anh ta. Guzman đứng từ xa quan sát toàn bộ. Anh lập tức gọi cho Corrado báo tin Raymond đã chết. Corrado lập tức liên lạc Tổng thống, công bố người mình sắp đặt đã xử lý Raymond rồi, bước tiếp theo sẽ giao Venus cho Tổng thống. Venus thấy điện thoại em trai gọi tới, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nghe tin Raymond bị giết, anh ta lập tức như sụp đổ. Tập đoàn Rufo Racial và Elcano cũng biết tin Guzman giết chết Raymond. Elcano hỏi Racial, nếu anh ta xử lý cả Venus thì chúng ta đều phải gia nhập liên minh à?
Russell rơi vào trầm tư. Chỉ huy bộ đội đặc chủng tóc vàng gọi điện cho Guzman. Anh ta cảnh cáo rằng thiết bị của chúng tôi rất tiên tiến, có thể tìm được số của anh thì cũng có thể tìm được anh. Guzman tiện tay vứt bỏ điện thoại di động. Anh nói với Tho đám người kia quá đáng ghét. Anh muốn Tho lợi dụng sơ hở ngầm trong quân đội điều tra. Tho nghe một vị quan viên quân đội tiết lộ đám người kia là đặc huấn của nước Mỹ. Chiến đội đặc chủng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kiên cố không gì bì nổi. Sau đó Tho tìm số tiền lớn, mua được toàn bộ tin tức của đội viên đội đặc chủng. Venus dẫn người nhà đi tới một thành phố tên là Puebla, trốn ở chỗ này chuẩn bị triển khai hành động báo thù. Đội trưởng tóc vàng đội đặc chủng vừa tan tầm về nhà, Guzman ngồi chờ đã lâu. Anh tỏ vẻ mình không có ác ý, chỉ muốn tâm sự. Anh vuốt đầu con trai tóc vàng nói, gia đình của anh mỹ mãn như thế mà anh lại ngày ngày vào sinh ra tử khiến người nhà lo lắng hãi hùng. Tiền lương lại thấp khiến tôi giật mình. Tôi lấy một túi đô la ra, Guzman nói, mỗi tháng tôi cho anh 10.000 đô la, không cần anh làm gì cho tôi cả, chỉ cần đừng đụng vào người của tôi là được. Anh cứ tiếp tục công tác của anh, đuổi bắt chùm ma túy khác. Nếu anh có thể thuyết phục đội viên của anh tham gia với chúng tôi, thì mỗi tháng cho anh số tiền gấp đôi. Cô vợ nghe vậy động lòng đòi gấp 3 lần, Guzman cười thành tiếng, đồng ý tại chỗ. Đội trưởng tóc vàng quay lại tiểu đội nói ra ý tứ của Guzman, dù gì cũng không ảnh hưởng công việc hiện tại của chúng ta tiếp tục đuổi bắt chùm ma túy, làm việc vì chính phủ, vì người nhà của mình. Anh ta muốn đội viên tham gia tập đoàn của Guzman, chỉ cần Guzman có chuyện gì họ giúp một tay là được rồi. Cứ như vậy chiến đội đặc chủng này đều bị Guzman thu mua. Bước tiếp theo bắt đầu lùng bắt Venus, đội viên Gotari dùng thiết bị tiên tiến nghe lén được vị trí đàn em của Venus. Sau đó truy tìm thì phát hiện đối phương tiến vào một nhà bình dân, tóc vàng đến đối diện nhà dân nọ tiến hành giám sát, cuối cùng phát hiện Venus. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Guzman báo lại tình hình, Guzman cầm tài liệu và điểm dừng chân của Venus, nói cho Corrado anh biết điều kiện rồi, lập tức dừng hành động truy bắt tôi, cũng không thể dẫn độ tôi nữa. Corrado khẳng định mình nói được thì làm được. Corrado lần nữa tràn trề tự tin đi vào phủ tổng thống chính phủ. Anh ta báo với tổng thống mình có thể bắt được Venus, giúp chính phủ khắc phục hình tượng xấu khi Guzman vượt ngục. Phu nhân tổng thống hỏi anh ta muốn cái gì, Corrado nói mình muốn làm cục trưởng cục cảnh sát liên bang. Tổng thống đồng ý. Chỉ cần có thể bắt được Venus, hoan nghênh anh gia nhập. Corrado lại một lần dựa vào thủ đoạn của chính mình về tới khu vực trung tâm chính phủ. Corrado căn cứ theo tin tức chính xác của Guzman, im hơi lặng tiếng dẫn độ thủ lĩnh Venus tập đoàn Rio Tijuana. Anh ta củng cố vững chắc địa vị của mình. Palma xem TV miệng lẩm bẩm cảm ơn Guzman. Buổi tối Corrado gọi điện cho Guzman, hiện tại anh ta là cục trưởng cục cảnh sát liên bang, chính phủ sẽ không truy bắt Guzman nữa, cũng sẽ không dẫn độ anh. Yêu cầu duy nhất của Corrado là muốn Guzman thỉnh thoảng cho mình một nhóm hàng và bắt bớ mấy người để họ cho cánh báo chí và nhân dân công đạo. Phải duy trì biểu hiện giả tạo rằng chính phủ đang đuổi bắt anh. Guzman lập tức đồng ý. Anh cúp điện thoại xong lại nói Tho chuẩn bị, chúng ta phải về nhà. Guzman không chỉ muốn đối phó chính phủ mà thôi, anh lại phái Laura tìm được cục trưởng cục phòng chống ma túy của Mỹ và đạt thành thỏa thuận. Guzman làm nội tuyến cung cấp tin tức của các nghiệp đoàn ma túy khác. Nước Mỹ đành mặc kệ tập đoàn của anh vận tác. Cứ như vậy Guzman về nhà không chút buồn phiền, anh lập tức triệu tập hội nghị liên minh. Tôi trừ khử anh em Avendano, vậy các anh cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn gia nhập liên minh của tôi. Liên minh Siona chính thức thành lập, tập đoàn UFO không tới, mục tiêu kế tiếp chính là đối phó với bọn họ. Guzman dẫn Tho tìm được một dân bản xứ mặt non trẻ có thể tin được, anh muốn người này dẫn đường đi gặp Ratio. Từ xa đã nhìn thấy có người gác cổng, tên Muneca giới thiệu đây là quân em của tập đoàn UFO. Elcano và mấy thủ lĩnh là bộ đội đặc chủng đi ra ngoài cho nên sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ mạnh. Ratio và em trai Tony hỏi ý đồ Guzman khi tới thăm. Guzman nói muốn vận bột trắng qua địa bàn của bọn họ. Địa bàn của mấy người là đường tắt duy nhất tiến vào Chicago. Hai anh em bàn bạc một chút cuối cùng đồng ý hợp tác với Guzman, thế là hai bên đạt được thỏa thuận. Muneca sẽ phụ trách toàn bộ vận hành ở vùng vịnh. Trước khi đi, Ratio dặn Elcano phải trông chừng kỹ người của Guzman, bọn họ không đáng tin cậy. Corrado nhận được điện thoại của Guzman. Guzman nói rằng sẽ tặng anh ta một phần quà. Anh sẽ bắt anh em Ratio và giao cho Corrado, với điều kiện sau này tập đoàn UFO sẽ thuộc về Guzman. Muneca rất nhanh đã bắt đầu vận chuyển hàng. Họ cho tất cả hàng trắng vào giày da sau đó gửi đến Chicago thông qua địa bàn của tập đoàn vùng vịnh. Sau khi Muneca giao hàng thành công, anh ta trả khoản tiền hoa hồng đầu tiên cho anh em Ratio. Nhưng trên mặt Ratio và Elcano lại tràn đầy vẻ cảnh giác và thù địch. Tóc vàng nhận được tin tức Guzman khai chiến với tập đoàn vùng vịnh. Gotari hơi lo lắng, quân đội em của tập đoàn UFO cũng xuất thân từ đội đặc chủng giống như chúng ta. Mấy năm gần đây còn chiêu mộ một lượng binh lính vô cùng lớn, chúng tôi không nên liều mạng đánh tới. Tóc vàng cũng có chút lo lắng, may là chúng ta có đầy đủ nhân lực, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ, chưa chắc ai thắng ai đâu. Guzman triệu tập các thành viên đến họp tuyên bố, liên minh nhất định phải nắm độc quyền toàn bộ giao dịch hàng trắng ở Mexico. Tập đoàn UFO không gia nhập với chúng ta thì nhất định phải tiêu diệt. Guzman bắt đầu bày kế hoạch tác chiến tấn công toàn diện vào tổng bộ tập đoàn UFO Sinaloa. Quân đội và cảnh sát liên bang sẽ xông vào trước bắt giữ ông chủ tập đoàn UFO Raziel. Nhóm Sinaloa từ hai phía khác nhau, Alfredo dẫn đội tiến vào từ một bên thành phố, sau đó chỉ huy đội ngũ chờ đợi mệnh lệnh.
Muneca đã được sắp xếp vào tập đoàn Gunfo, anh ta để nhóm bộ đội đặc chủng tóc vàng tiến vào nhà kho để chờ đợi thời cơ. Với sự tham gia của quân đội chính phủ, các bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông chủ tập đoàn Gunfo uống đến chóng mặt, một tiếng nổ chợt vang lên khiến anh ta giật mình tỉnh lại, quân đội đã bắt đầu hành động. Rasio vội vàng chạy trốn từ cửa sau nhưng quân đội đã chờ sẵn ở đó và bắt giữ Rasio một cách dễ dàng. Mọi chuyện suôn sẻ như vậy khiến mọi người đều cảm thấy khó tin. Busman lập tức gọi điện thoại ra lệnh cho đàn em bắt đầu cuộc chiến, tóm lấy Elcano và chiếm giữ địa bàn. Thế là Alfredo dẫn người tiến vào tập đoàn vùng vịnh vây quét từng kho hàng của bọn họ. Lính đặc chủng Gotari mang theo nhóm đàn em xuất phát tới tổng bộ tập đoàn vùng vịnh. Tóc vàng và Muneca dẫn đội tấn công từng căn cứ thuộc quyền quản lý của vùng vịnh. Bọn họ chia ra 3 đường hành động. Tóc vàng nhìn thấy người của Gunfo thì lập tức giết chết, chẳng mấy chốc cả thành phố chìm trong lửa đạn. Alfredo cũng bắt đầu càn quét từ một bên khác không ngừng tiêu diệt người của quân địch. Quân đội chính phủ áp giải Rachel đến sân bay, Elcano nhận được tin tức, lập tức dẫn quân đội em đuổi tới để nghĩ cách cứu viện. Gotari chỉ huy bộ đội đặc chủng đến trang viên của Tony, đánh cho đám người của Gunfo trở tay không kịp. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị bộ đội đặc chủng tiêu diệt toàn bộ. Elcano đuổi theo xe áp giải rồi lập tức tiến hành tấn công, xả súng liên tục về phía quân đội. Quân đội không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy, vội vàng kêu gọi tổng bộ cứu viện. Guzman đang căng thẳng chỉ huy ở tổng bộ, nhóm đặc chủng đã sắp tấn công vào trang viên của Tony, đám đàn em của Sinaloa cũng giao ra chiến trường. Gotari đã mai phục xung quanh trang viên của Tony, đang báo cáo tình hình chiến đấu với Guzman. Guzman dặn nhất định phải bắt sống Tony. Gotari nhận được mệnh lệnh lập tức phát động tấn công. Đàn em của Sinaloa canh gác bên ngoài, Gotari và đội đặc chủng rất nhanh đã xông vào bên trong. Elcano vẫn đang truy đuổi nghĩ cách giải cứu Rezo. Bộ đàm báo cáo tập đoàn Sinaloa đã chiếm lĩnh toàn bộ thành phố. Elcano nhận ra Rezo đã xong đời rồi, chúng ta phải quay về bảo vệ địa bàn. Nghe Elcano ra lệnh, quân em không đuổi theo quân đội nữa, lập tức quay đầu chạy về trang viên của Tony. Muneca thấy cuộc chiến sắp giành thắng lợi, bèn đắc ý treo lên một tấm biển, trên đó viết rằng quân em mau cút khỏi địa bàn của tôi. Trên đường về, Elcano sắp xếp chiến thuật, anh ra lệnh cho quân em càn quét và chiếm lại địa bàn. Quân em bắt đầu săn lùng người của Sinaloa, gần như không có ai thoát khỏi tay bọn họ. Gotari thành công bắt được Tony, đang định đưa anh ta lên xe thì Elcano dẫn một đội quân em đuổi tới, tình thế lập tức đảo ngược. Quân em được trang bị tốt và có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, đánh cho đám người Sinaloa không ngóc đầu lên được. Alfredo, tóc vàng và Muneca tụ hợp, vội vàng báo cáo với Guzman rằng quân mình đã bị diệt gần hết. Nhưng trong chớp mắt bọn họ đã bị quân em nhắm tới, tóc vàng nhô người ra bắn súng, Alfredo lái xe chạy trốn. Phía bên Gotari cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, bọn họ hoàn toàn không thể xông ra vòng vây, sau đó lại kinh ngạc nhìn thấy Elcano lái xe chiến xa cải tiến tiến vào. Ngày càng có nhiều quân em chạy tới khiến Gotari rất hoảng loạn. Elcano mở cửa sổ bắn, cầm Barret bắt đầu tấn công. Hỏa lực này quả thực chính là tàn sát. Tony nhân cơ hội chạy về phía quân em. Gotari biết không thể giữ vững phòng thủ, bèn vội vàng chạy vào một chiếc xe cùng đồng đội, sau đó đạp ga tăng tốc rời đi trong mưa bom bão đạn, cuối cùng họ cũng thoát thân. Cuộc chiến do Sinaloa phát động đã hoàn toàn thất bại, Guzman không ngờ sức chiến đấu của quân em lại mạnh mẽ như vậy. Anh chia binh giỏi tướng mạnh của mình ra 3 đường, nhưng gần như đều bị diệt sạch. Anh đành phải ra lệnh cho những người còn lại nhanh chóng rút lui. Trận chiến kết thúc. Rezo gỡ tấm biểu ngữ mà Muneca treo lên xuống, Tony bày tỏ lòng cảm ơn với Elcano. Elcano nói, anh quay về phụ trách kinh doanh đi, bây giờ tập đoàn Gunfo sẽ do tôi lo liệu. Tony hoàn toàn không có khả năng khống chế quân đội của Elcano. Trận chiến lần này khiến Guzman tổn thất nặng nề. Tuy đội đặc chủng của tóc vàng không có thương vong nhưng tinh thần chiến đấu đã bị giảm sút. Nhìn Corrado, đĩnh đạc nói đã bắt được ông chủ tập đoàn Gunfo, Rasio lên bản tin. Ismael nói chúng ta thoát khỏi hang sói nhưng lại đánh thức sư tử. Elcano càng thích hợp làm thủ lĩnh hơn anh em Rezo. Cuộc chiến giữa các băng đảng mai toé này khiến cả thành phố toàn là vết tích sau chiến tranh. Trên TV trao biểu ngữ, Chapo, có giỏi thì lại cho một vài tên ngu tới để chúng tôi làm thịt. Guzman lập tức tổ chức hội nghị liên minh. Rodolfo của Ruizet tức giận chỉ trích Guzman đã khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Anh trai Vicente của anh ta bảo anh ta câm miệng, đừng nói nữa. Hai em này là em ruột của Amado. Guzman nói, qua trận chiến lần này tôi ý thức được rằng Elcano và quân đội em mới là kẻ thù thật sự của chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi sách lược, tôi quyết định sẽ cô lập tập đoàn Gunfo. Chúng ta phải chiếm được Nuevo Laredo, trụ sở chính của tập đoàn Gunfo về tay. Rodolfo không kiên nhẫn, tỏ vẻ mình sẽ không tham gia vào trò hề này. Anh ta đứng dậy rời khỏi cuộc họp. Buổi tối hai anh em đến quán bar, Vicente muốn Rodolfo đi xin lỗi. Lúc này Jacquio cũng dẫn bạn gái đến. Vicente khuyên em trai rằng thế lực của gã lùn mạnh hơn chúng ta quá nhiều, bảo Rodolfo nhất định phải đi xin lỗi Jacquio. Rodolfo đi đến phòng vệ sinh xin lỗi Jacquio. Jacquio tỏ vẻ không sao, sẽ chuyển lời lại với đại ca. Nhưng ngay sau, Rodolfo đột nhiên móc súng lục ra bắn vỡ sọ Jacquio ngay tại chỗ. Không lâu sau, màn trả thù đã lập tức diễn ra. Lúc Rodolfo dẫn theo vợ và con về nhà thì đội trưởng dẫn người đuổi tới liên tiếp nổ 2 phát súng giết chết Rodolfo và vợ ở bãi đội xe. Vicente nổi giận đùng đùng dẫn đàn em đến băng Juarez, muốn Guzman giao đội trưởng ra. Guzman giải thích rằng bây giờ nội chiến sẽ bất lợi cho chúng ta.
Vincent nói giao tóc vàng ra trước rồi muốn nói gì thì nói. Usman nói tôi sẽ không giao ai ra cả, huống chi là do em trai Vincent ra tay trước. Anh bảo Vincent suy nghĩ xem việc làm ăn có quan trọng hơn không. Vincent quay người muốn đi, Usman gọi anh ta lại nói rằng nếu như anh rời khỏi liên minh của chúng ta, quân đội em là người đầu tiên tiêu diệt anh. Vincent đành phải tạm thời nhịn cục tức này xuống. Nazario nhìn không giống người lương thiện này là trùm buôn lậu mái tóe, đồng thời cũng là bạn cùng chiến tuyến với tập đoàn Gunfo. Lúc anh ta đang giảng đạo thì Thô và tóc vàng của tập đoàn Sinola lẻn vào ám sát. Nazario được vệ sĩ yểm hộ chạy ra từ cửa sau của nhà thờ. Thô đuổi theo vào thì nhìn thấy Nazario, cậu ta giơ súng lên xử lý vệ sĩ của Nazario rồi dẫn anh ta đi. Elcano dặn đám đàn em phải canh giữ địa bàn tập đoàn Gunfo nghiêm ngặt, bảo đảm sự an toàn của Nazario. Sau đó anh ta tự dẫn một đội xuất phát và nói đến lượt chúng ta giết gã luôn rồi. Elcano dẫn đội đến Sinaloa, bắt giữ tất cả đàn em Guzman. Anh ta nhốt bọn họ vào một căn phòng bỏ hoang, sau đó kéo cưa điện giết người một cách tàn nhẫn. Vincent nói với đàn em liên lạc với luật sư của Rezo, tập đoàn Gunfo, anh ta có kế hoạch muốn hợp tác. Đàn em lập tức hẹn ngày gặp nhân viên làm vệ sinh trong tù, gã cho cô ta một số tiền, sau đó đưa cho cô ta một khẩu súng bảo hãy giấu nó trong WC. Nhân viên vệ sinh giấu súng lục trong thùng nước đi vào trong nhà giam, sau đó lén đến WC giấu khẩu súng dưới bồn cầu. Nazario vừa nhìn thấy Guzman đến đã tỏ vẻ biết anh muốn gì nhưng anh ta sẽ không đồng ý đâu. Guzman hỏi Nazario muốn sao mới chịu gia nhập với bọn họ. Nazario nói mình là người một lời, anh ta đã thỏa thuận với tập đoàn Gunfo trước rồi. Guzman không ngừng khuyên bảo nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào, đám đàn em đã không còn kiên nhẫn muốn ép Nazario đồng ý. Nhưng Nazario thờ thiên chúa giáo vốn không sợ chết. Elcano giết đàn em của Sinaloa mang đầu đến trước mặt Muneca. Em trai người em của Guzman là Arturo lập tức gọi điện báo cho Guzman báo rằng em đã đánh tới địa bàn Sinaloa. Guzman rất sốt ruột biết tình thế gấp gáp nhưng Nazario vẫn rất cố chấp không chịu quy thuận Sinaloa. Vì thế Guzman bắt đồng bọn của Nazario đến xử bắn từng người một trước mặt Nazario. Nazario không nỡ nhìn, nhắm mắt lại niệm kinh cầu nguyện. Trong tù Rezo đã lấy được súng của nhân viên vệ sinh giấu. Lúc này em trai của Guzman là Polo đang gặp mặt Laura. Rezo vào phòng gặp mặt giết chết Polo trước mặt Laura. Guzman lập tức nhận được điện thoại của Laura, biết được tin dữ này không rảnh quan tâm Nazario nữa lập tức bỏ đi. Không lâu sau, Guzman điều tra ra được là Vincent cấu kết với Rezo làm ra chuyện này, cho nên dẫn đám đàn em đến Juarez. Tuy rằng Vincent hơi hoảng loạn nhưng vẫn kiên định nói mạng em trai anh đổi một mạng em trai tôi, rất công bằng. Là chính anh nói đừng nội chiến, việc làm ăn quan trọng nhất, bây giờ tôi có thể hợp tác với anh rồi. Guzman chợt nghẹn lời chỉ có thể bắt tay hợp tác. Guzman lại tìm được Nazario. Nazario tỏ vẻ rất tiếc cho cái chết của em trai Guzman. Guzman nói băng Juarez đã gia nhập vào tổ chức của bọn họ rồi. Nazario nói mình rất khâm phục Guzman vì anh khống chế được tâm ma. Đây mới là dáng vẻ của một vị lãnh tụ thật sự. Tôi không phải bạn bè của Gunfo, bây giờ tôi là đối tác của anh. Cuộc tuyển cử tổng thống Mexico sắp bắt đầu rồi. Người được đề cử có hy vọng nhất là Labrador. Lúc thuyết trình trên TV tuyên bố chính phủ Mexico quá thối nát. Nếu tôi có thể được chọn, chuyện đầu tiên tôi sẽ làm là dọn sạch Guantanamo, tiêu diệt tập đoàn buôn lậu ma túy. Guzman lập tức gọi điện thoại cho Corrado tỏ vẻ lo lắng. Corrado bảo Guzman yên tâm làm việc, Labrador không thể đắc cử đâu. Corrado lập tức tìm được ứng cử viên khác là Alarcón, đầu tiên khen ngợi ông ta hết lời. Alarcón rất lo lắng khí thế của Labrador rất mạnh, rất có thể mình sẽ thua. Corrado nói tôi có cách khiến cho ông ta không thể đắc cử. Alarcón hỏi Corrado muốn gì. Corrado nói sau khi ông đắc cử thì cho tôi làm bộ trưởng của bộ cảnh sát. Alarcón đồng ý ngay lập tức. Tóc vàng và đám đàn em mới vừa trải qua một chiến dịch, đội viên đội đặc chủng bị thương nói đã đuổi được hầu hết quân đội em. Cho dù trận chiến vô cùng khó khăn nhưng mà Elcano đã rút quân về rồi. Corrado lập một nhóm kỹ thuật nhỏ điều tra tận gốc gác của ứng cử viên Labrador. Không ngờ người này không chính trực sạch sẽ như vẻ bề ngoài. Corrado quyết định hợp tác với người kia. Cố vấn báo với Labrador đã tìm được nhà tài trợ tranh cử. Khi Labrador biết được là do một tư bản độc ác cung cấp thì lập tức yêu cầu cố vấn không nhận số tiền này. Labrador không muốn qua lại với đám gian thương mang đầy tiếng xấu, nhưng cố vấn không nghe lời bởi vì gom góp tài chính tranh cử đã làm anh ta sứt đầu mẹ chán. Cố vấn vẫn lén gặp tư bản kia nhận một số tiền lớn, nhưng anh ta không ngờ tới là mọi chuyện đã được camera do Corrado lắp đặt đã quay lại rõ rệt. Sau đó lúc anh ta kéo phiếu cho Labrador ở ngoài truyền hình thì đột nhiên đoạn ghi hình được phát trên phát sóng trực tiếp cho cả nước xem. Cố vấn vô cùng hoảng sợ, cố gắng tìm cớ nhưng giải thích gì cũng vô dụng. Corrado hả hê xem TV, xem trò hề kia. Labrador đọc diễn văn, tuyên bố đây là hành vi cá nhân của cố vấn, còn mình thì không biết gì, nhưng rõ ràng là vô ích. Cuộc bỏ phiếu mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông ta nhanh chóng giảm xuống. Guzman cho đội viên đội đặc chiến bị thương nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn người xuất phát đến điểm dừng chân quân đội em, gần như không gặp được kẻ thù chống cự nên diệt sạch kẻ địch. Thì ra Elcano cảm nhận được kẻ thù thâm nhập nên đã dẫn đội rời đi từ lâu, chỉ còn một số thành viên trong đội chưa kịp rút lui.
Dù thế nào đi nữa, đàn em của Guzman vẫn chúc mừng anh vì cuối cùng đã đuổi quân đội em thành công. Trước giờ, Labrador vẫn luôn giữ hình tượng là người công chính liêm minh, vì vậy sau khi khai trừ cố vấn, người ủng hộ ông ta bắt đầu tăng lên, bỏ xa Alarcon. Coronado cực kỳ sốt ruột, kỹ thuật viên báo cho anh ta một tin tức mới. Labrador và công hội giáo chức là kẻ thù một mất một còn. Ông ta cho rằng mình nắm chắc thắng lợi nên đã từ chối 2 triệu phiếu bầu từ công hội giáo chức. Coronado nhận ra có lẽ đây là một cơ hội nên đã liên lạc với Guzman, cung cấp cho anh một khoản tiền cách xù. Guzman đồng ý không chút do dự. Alarcon chấp nhận lời đề nghị của Coronado. Ông ta đích thân đi gặp lãnh đạo và thành viên của công hội giáo chức. Dõng dạc tuyên bố sẽ mang lại lợi ích cho họ nếu mình lên nắm quyền. Sau đó ông ta chi một khoản tiền lớn, cuối cùng lấy được 2 triệu phiếu bầu từ họ. Ngày bầu cử đã đến, phe phái của Labrador hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử. Đến giữa trưa, theo thống kê phiếu bầu vòng thứ nhất cho thấy Labrador dẫn trước với 5%, phe phái của ông ta không nhịn được bắt đầu reo hò chúc mừng. Guzman căng thẳng không kém, nếu Labrador trúng cử anh sẽ xong đời. Coronado bắt đầu gọi điện, cuối cùng số tiền của Guzman đã phát huy tác dụng. Cuộc mở phiếu lớn nhất Mexico bắt đầu, có người đã âm thầm hủy một phần phiếu bầu chiều nay của Labrador. Alarcon từ từ đuổi kịp ông ta. Đến 20 giờ số phiếu của đôi bên không phân thắng bại. Khi bản tin phát sóng trực tiếp đến tận 23 giờ 30 phút, số phiếu bầu của hai bên gần như ngang nhau. Lúc này Labrador mới nhớ đến đối thủ một mất một còn của mình, 2 triệu phiếu bầu của công hội giáo chức, nhưng đã không kịp nữa rồi. Vào thời khắc cuối cùng, Coronado tung phiếu bầu của công hội giáo chức ra và kết quả Labrador thua tuyển với chênh lệch phiếu 0,56%. Mặc dù người dân biểu tình nghi ngờ bầu cử gian lận, nhưng Alarcon vẫn ngồi vững trên ghế tổng thống. Coronado tràn đầy tự tin đi đến văn phòng làm việc của tổng thống. Bằng vào thủ đoạn của mình, anh ta đã ngồi lên ghế Bộ trưởng Bộ Cảnh sát. Tổng thống cho Coronado toàn quyền xử lý chính phủ Mexico và tập đoàn liên quan đến mai tóe. Coronado báo tin vui cho Guzman trước tiên, anh mừng rỡ. Coronado nói, đây chỉ là mở màn, tổng thống của chúng ta rất cần anh. Tổng thống và nước Mỹ thống nhất khởi động chiến dịch với quy mô trước nay chưa từng có. Ông ta hy vọng Guzman và mình cùng hợp tác cho ra kết quả tốt hơn. Guzman nói chỉ khi nào tập đoàn Sinaloa có lũng đoạn kinh tế thì mới được yên bình. Anh muốn Coronado phái quân đội và đặc công phối hợp với mình, anh ta đã đồng ý. Trước khi đi, Coronado dặn dò Guzman hãy nhanh chóng kết thúc chiến tranh, anh đảm bảo sẽ tiêu diệt tập đoàn Gunpo. Được sự ủng hộ của chính phủ nên đã lập tức tổ chức hội nghị liên minh. Mục sư rất buồn bởi vì Vicente của Juarez không đến. Guzman nói, tôi không mời Vicente, tôi muốn một hòn đá bắn hạ hai con chim, hạ gục tập đoàn Gunpo và Juarez. Người khác tỏ ra nghi ngờ về quyết định của anh bởi vì khai chiến hai bên cùng một lúc là hành động rất nguy hiểm. Nhưng anh bảo, không sao, bây giờ tôi có chính phủ và quân đội chống lưng. Thế nên mọi người không phản đối nữa. Quân đội và Cục Cảnh sát Liên bang đưa ra kế hoạch tác chiến phong tỏa toàn diện các cung đường ở Juarez và Gunpo, không cho họ vận chuyển hàng đi, đồng thời còn phá hủy kho hàng lớn và nơi sản xuất mai tóe của họ. Elcano nhanh chóng lấy được kế hoạch tác chiến, anh ta phát hiện Juarez cũng bị tấn công nên tức tốc gọi điện cho Vicente. Vicente nhận được tin tức thì giật mình, thế là hai người quyết định liên minh chống địch. Ngày 11 tháng 12 năm 2006, Tổng thống có bài phát biểu tuyên bố phát động chiến dịch chống mai tóe lớn nhất trong lịch sử Mexico, thiết lập các trạm kiểm soát trên các tuyến đường cao tốc khắp cả nước, tìm kiếm những nơi sản xuất mai tóe và tiêu diệt chúng. Guzman xem TV, đắc chí bảo, chính phủ đứng về phía chúng ta, không ai cản được chúng ta. Sau đó anh dẫn những cấp dưới được trang bị đầy đủ phát động chiến dịch chống mai tóe khá mỉa mai này. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Thoáng cái, 2 tháng đã trôi qua, cuộc chiến chống mai tóe diễn ra không được suôn sẻ. Nếu bạn cảm thấy hứng thú thì có thể tìm kiếm tin tức và đọc thử. Quy mô của trận chiến lần này trước giờ chưa từng có, quân đội huy động hơn 10.000 quân lính tham gia chiến dịch. Toàn bộ Mexico như lâm vào thời kỳ chiến tranh, những vết tích của các cuộc chiến có mặt ở khắp nơi, đồng thời sức chiến đấu của quân đội em rất dữ dội. Chính phủ thu hoạch được rất ít, chỉ bắt được một số tay lâu la buôn bán mai tóe không đáng kể. Ngược lại, nền kinh tế và đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề, con số thương vong vẫn chưa dừng lại. Toàn bộ người dân ở Mexico lâm vào khủng hoảng, cảm giác chống đối trận chiến ngày càng dữ dội. Áp lực đè nặng lên vai Tổng thống, toàn thể thế giới đều đang theo dõi trò khôi hài của họ. Coronado giải thích nhiều người trong nội bộ chúng ta đã bị UFO và Juarez mua chuộc, mọi hành động của chúng ta đều bị tiết lộ ra ngoài, vì vậy chúng ta rất khó hành động. Xin Tổng thống hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Chiến tranh vẫn không có tiến triển gì khiến Guzman rất lo lắng, anh chuẩn bị ra tay chia rẽ tập đoàn Gunpo từ bên trong. Tony bị Elcano cướp mất ghế ông trùm nên không can tâm, có thể ra tay từ anh ta. Có điều khi đám Guzman tìm tới Tony, anh ta đã lên án anh là người phát động chiến tranh không muốn hợp tác với anh. Tóc vàng sử dụng thiết bị tiên tiến của bộ đội đặc chủng điều tra được danh sách các quan chức bị Elcano và Vicente mua chuộc, trong đó có thống đốc, thị trưởng, nghị viên liên bang, giám đốc cảnh sát liên bang. Guzman quyết định ra tay từ những người này, anh lôi kéo hoặc thanh trừ những người có mặt trong danh sách. Thống đốc vừa gặp Vicente đã mở mồm đòi một món tiền to. Trên đường quay về, Guzman đã dẫn người chặn xe của ông ta lại. Tô và đàn em xuống xe, chưa kịp nói gì đã nổ súng giết sạch đám vệ sĩ của thống đốc. Tô kéo thống đốc xuống xe, Guzman bước xuống im lặng bắn vào chân phải của ông ta.
Anh nói, bây giờ ông phải làm việc cho tôi, bằng không lần sau viên đạn sẽ xuyên qua đầu ông. Thống đốc sợ hãi suýt phát khóc. Thị trưởng vừa ra ngoài, cấp dưới của Guzman mai phục sẵn ở đây. Họ không thèm bàn bạc với ông ta đã nã hai phát giết chết tên thị trưởng ngay trên đường phố. Tóc vàng dẫn cấp dưới đột kích bất ngờ vào cảnh sát liên bang, bắn chết mấy tên cảnh sát. Sau đó anh ta nói với người còn sống cuối cùng rằng, quay về thông báo với người của mày, bây giờ bọn mày chẳng là cái thá gì cả. Elcano biết những người bảo vệ mình đều đang bị xóa sổ, vì vậy cực kỳ giận dữ, thông báo cấp dưới nhanh chóng tập hợp. Đêm hôm đó, quân đội em lẻn vào địa bàn của Sinaloa, sau đó đến địa bàn của Guzman. Quân đội em lặng lẽ xuống xe, bắt đầu thủ đoạn toàn nhẫn quen thuộc của mình, bắt được rất nhiều người dân trong từng nhà từng hộ. Các thành viên bắt đầu bắn vào các ngôi nhà một cách bừa bãi. Trong một giờ có tiếng súng nổ ở khu vực lân cận, họ thậm chí còn ném ngẫu nhiên vài quả lựu đạn nổ tung khắp nơi. Họ bảo những người bị bắt phải quỳ thành hàng. Elcano gật đầu ra hiệu quân đội em xử bắn từng người dân vô tội này, sau đó các thành viên lại bắt đầu xả súng điên cuồng từng nhà một. Lúc rời đi, họ để lại một biểu ngữ, phía trên có viết, cho dù Chapo có được chính phủ và quân đội chống lưng, các anh cũng không thắng được chúng tôi đâu, kèm theo chữ ký của quân đội em. Hôm sau, tin tức về băng đảng Mai Tuế sát hại người vô tội đã lên tiêu đề, nhiều người đã gặp nạn. Quân đội em tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc. Corrado giận dữ vứt cả máy tính. Guzman biết rằng Elcano đang gây áp lực lên chính phủ để họ từ bỏ chiến dịch chống Mai Tuế. Anh lập tức gọi cho Corrado, anh ta sắp tức điên lên. Người dân và giới truyền thông chất vấn tại sao chính phủ chỉ tấn công Gufo và Juarez. Guzman sắp xếp cho một nhóm người vào bột mì, thông báo cho Corrado đi tịch thu, bố trí ngay nhân lực để phát động phản công. Cứ như thế, cuộc chiến giằng co giữa hai bên, chính phủ Mexico cũng không trụ được nữa. Tổng thống tổ chức họp báo, bà Hoa tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống Mai Tuế. Nhưng nhiều nạn nhân vô tội và người thân của công dân mất tích nhao nhao phản đối, mỗi ngày đều có số lượng lớn người chết. Câu hỏi khiến tổng thống á khẩu không trả lời được. Guzman cưới người vợ thứ ba. Hôm tổ chức đám cưới, anh nhận được cuộc gọi từ Corrado. Anh ta nói với anh có người công khai đặt câu hỏi về chiến dịch chống Mai Tuế tại họp báo. Người dân vô tội bị thương, xúc động, phẫn nộ. Lời cảnh báo cuối cùng của Corrado, nếu anh không giải quyết được, thỏa thuận giữa chính phủ và anh sẽ chấm dứt. Guzman nói, nếu đối đầu trực diện là vô dụng, vậy tôi sẽ cố gắng giải quyết trong hòa bình. Anh tổ chức một cuộc họp, chính phủ không còn đủ khả năng. Em trai Arturo tình nguyện tới Gufo và Juarez cầu hòa. Guzman đứng dậy và nâng ly của mình lên, mọi người đều không phục lá gan của Arturo. Cuộc họp kết thúc, anh trai Alfredo đến tìm Arturo, hỏi có phải do Guzman ép anh ta đi hay không. Arturo nói do mình tự nguyện. Nếu em có thể làm được vụ này, hai anh em chúng ta sẽ có vị trí cao hơn trong liên minh. Arturo một mình lái xe đến Juarez, từ xa anh ta bị tên đàn em chặn đường. Sau đó anh ta lái xe qua một bên, Arturo bị đưa lên máy bay và bị bịt mắt. Tiếp theo lại ngồi xe rồi ngoặt phải rẽ trái, cuối cùng tới trang viên của Vincent. Vincent rất không phục lòng can đảm của anh ta. Arturo bày tỏ sẵn sàng đàm phán hòa bình. Vincent lại nói, không phải do chúng tôi phát động chiến tranh. Arturo giải thích, chiến tranh hiện nay khiến hai bên tổn thất nghiêm trọng nên chủ trương hòa bình và kinh doanh đàng hoàng. Vincent bày tỏ muốn thương lượng với Elcano, bảo Arturo ở đây chờ tin tức của anh ta. Guzman sốt ruột đợi tin của Arturo, nhưng anh ta lại vứt điện thoại trong xe, không có ai nghe máy. Alfredo rất lo cho sự an toàn của em trai, anh ta nghe ngóng thông tin được vị trí em họ của Elcano. Guzman bảo anh ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Alfredo vẫn quyết định bắt em họ qua làm con tin để phòng bất trắc. Vincent gọi điện cho Arturo báo là Elcano sẽ cân nhắc đề nghị của anh ta, nhưng không chịu gặp mặt nên bảo anh ta về trước. Lúc đó đàn em đưa Arturo rời khỏi, đột nhiên trong bộ đàm truyền đến tin tức, báo hiệu kế hoạch đã thay đổi nên không thả anh ta đi. Câu đầu tiên Elcano gặp anh ta, em họ tôi sao rồi? Arturo rất nghi ngờ, Elcano thì tức giận, anh ta vung tay định tống Arturo vào lồng cho chó ăn. Arturo vội lên tiếng bảo, tôi gọi điện hỏi thử xem. Elcano vứt điện thoại cho anh ta, Arturo gọi điện thoại cho anh trai, Alfredo của mình. Mắng hành động ngu ngốc của anh mình lần này và bảo anh ta mau chóng thả em trai của Elcano. Sau khi anh ta xác nhận em trai mình an toàn, Arturo tranh thủ nói ra kế hoạch đàm phán. Elcano rất không phục lòng dũng cảm của anh ta, ngỏ ý muốn lôi kéo. Arturo không đồng ý, anh ta tìm được đường sống trong cõi chết, lập tức lao về phía chiếc xe, gọi cho Guzman để báo cáo tình hình. Elcano và Vincent đồng ý gặp mặt đàm phán, thế là Guzman gần như đã huy động toàn bộ nhân viên của mình đến trang trại của Elcano. Hai bên là kẻ thù trải qua giao chiến thảm khốc, cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Elcano và Chente giao súng ra bày tỏ thành ý, Guzman và cấp dưới của mình cũng lần lượt giao súng ra. Câu đầu tiên anh nói với Elcano, nếu tôi là phụ nữ, đã bị anh hấp hồn từ lâu mất rồi. Một câu nói đã phá tan bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc, khiến những người có mặt cười vang dần. Thế là hai bên chính thức đạt được thỏa thuận đàm phán. Sau khi bàn bạc chi tiết xong, họ bắt đầu tổ chức tiệc mừng. Elcano cố tình đi tới bên cạnh người anh em, nói cho anh ta nghe thỏa hiệp thành công lần này đều dựa vào sự dũng cảm và mạo hiểm của anh ta. Nghe nói Guzman không trao phần thưởng đặc biệt cho mọi người, tôi cảm thấy bất công cho cả hai.
Hành vi thọc gậy bánh xe như vậy dĩ nhiên bị Guzman bắt gặp. Khi về tới Sinaloa, Arturo bèn tìm Guzman đề nghị rằng anh ta muốn chịu trách nhiệm vận hành giữa Juarez và Gufo với chính phủ. Điều này chứng tỏ anh ta muốn tước bỏ quyền lợi của Guzman, anh từ chối ngay tại chỗ. Lúc họ ra ngoài, anh đã căn dặn bộ đội đặc chủng theo dõi hai anh em, hai người này không còn đáng tin nữa. Anh em Alfredo và Arturo bắt đầu cảm thấy bất mãn, cả hai bàn bạc một chút. Nay họ đã không có được quyền lợi nhiều hơn từ chỗ của Guzman, dứt khoát tự mình vận chuyển hàng hóa. Họ lập tức gọi điện liên lạc với Chante ở Juarez, nói là sau này họ muốn hợp tác làm ăn với anh ta. Mọi chuyện đều bị lính đặc chủng tóc vàng hoàn toàn nghe lén được. Guzman và Ismael ngay lập tức gọi điện tìm Arturo, hỏi anh ta tại sao tự vận chuyển riêng. Arturo bày tỏ, dù sao người như tôi cũng kiếm được nhiều tiền cho liên minh, lúc trước anh còn là cấp dưới của Migo, không phải cũng làm như vậy sao? Guzman biết được hai anh em nhà này hoàn toàn không phục mình. Con trai lớn của anh là Quino đã trưởng thành, bắt đầu phụ trách một số vụ kinh doanh bột mì ở Mỹ. Trong lúc lái xe trên đường vì vượt tốc độ nên cảnh sát đã chặn anh ta lại. Quino rất thiếu kiên nhẫn, tự xưng ba mình là Guzman. Thật không ngờ viên cảnh sát này vốn không sợ, nghe nói anh ta là con trai của chùm ma túy, nóng lòng muốn lập công. Bỗng chốc Quino bị ép ngồi lên xe và bắt giam. Không lâu sau Guzman nhận được tin này. Do Quino để lộ mối quan hệ với anh dẫn đến vụ việc ầm ĩ, họ không còn cách nào thả anh ta ra được. Guzman rất lo lắng gọi điện cho Corrado nghĩ cách giúp. Anh ta tìm hiểu tình hình sơ bộ rồi tới gặp Guzman để bàn bạc. Corrado nói, nếu tôi thả cậu ta, mối quan hệ giữa tôi và anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Guzman nói ngay, tôi ra nhân vật quan trọng hơn cho anh bắt giữ, như thế thì người khác sẽ không để ý đến con trai tôi nữa. Corrado cho rằng chiêu này cũng ổn, Guzman đã quyết định mượn vụ này để trừ khử hai anh em Alfredo và Arturo từ lâu. Hôm nay Alfredo tổ chức tiệc sinh nhật, gọi điện dụ Arturo nhanh chóng tới dự. Lúc này cục cảnh sát liên bang lại lặng lẽ xuất hiện trước cửa nhà của Alfredo. Anh ta vừa mới ra ngoài không ngờ lại bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ. Do Arturo còn đang trên đường tới đây nên họ chỉ bắt một mình anh ta. Đám đàn em lập tức gọi điện cho Arturo báo cáo tình hình, anh ta mới thoát được một kiếp. Guzman cũng nhận được tin anh ta đã bỏ trốn, Corrado bày tỏ. Tôi thả con trai của anh ra trước, anh phải mau chóng tìm cho được Arturo. Arturo trốn trong khách sạn nhận được cuộc gọi của Guzman, anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này bản tin vừa mới phát sóng tin tức con trai của Guzman đã được phóng thích. Anh ta nhận ra ngay mình đã bị Guzman phản bội, anh ta phẫn nộ nói. Lúc anh ở trong tù, là anh em chúng tôi liều mạng thay anh, tôi chắc chắn sẽ tìm anh tính sổ. Sau đó Arturo vứt điện thoại rồi giẫm nát. Anh ta bị Guzman bán đứng nên đi tìm Chente của Juarez và Elcano của tập đoàn Gufo. Arturo nói. Guzman đã phản bội tất cả chúng tôi có thể biết rõ trang viên nhà kho của anh ta và điểm dừng chân của các đàn em. Mọi người nhất trí để Arturo cung cấp tình báo, bắt tay ra quân tiêu diệt tập đoàn Sinaloa của Guzman. Guzman cũng nhận được tin Arturo đã đầu hàng quân địch, anh ta đã quá rảnh chúng ta, bây giờ trở thành kẻ địch đáng sợ nhất của chúng ta, Nazario bày tỏ. Từ khi anh thành lập liên minh, chúng ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Anh ta tuyên bố không giúp hai bên và rút lui khỏi liên minh. Nazario vừa đi, các gia tộc khác cũng ngỏ ý muốn rút lui dần dần. Một âm mưu quan trọng đã được lên kế hoạch lúc này. Corrado là người đồng tính, anh ta quen một người bạn trai từ rất lâu rồi. Xu hướng tình dục ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị tương lai của anh ta. Tình tiết phát triển rất có ảnh hưởng. Các đàn em của Sinaloa bắt đầu dục dịch hành động đi tìm tung tích của Arturo, nhưng làm như người bốc hơi khỏi nhân gian, đám đàn em không có thu hoạch gì. Tuy nhiên quân đội em nhờ có được tình báo chính xác của Arturo đã mò tới từng điểm tập kết của đám đàn em. Chẳng mấy chốc họ phát động cuộc đột kích tiêu diệt lần lượt từng đàn em một. Những kẻ buôn bán mai tóe lại bắt đầu khai chiến khiến tổng thống rất không hài lòng. Ông ta không muốn hợp tác với Guzman nữa. Corrado nói, vậy chúng ta còn có thể tìm ai? Lẽ nào đi tìm quân đội em của Elcano? Họ vốn là kẻ điên đề nghị tổng thống cử lính hỗ trợ Guzman. Ông ta hỏi anh ta cần bao nhiêu người. Corrado nói, ít nhất cũng là một đội quân. Một lần cuối cùng bảo đảm có thể khôi phục lại hòa bình. Đội quân do anh ta cử ra đã đến nơi, hàng trăm binh sĩ đều được trang bị tốt. Guzman rất vui vẻ, anh nói, lần này sẽ tiêu diệt hết kẻ địch. Để tránh tai nạn thương tích cho người dân, chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm. Quân đội và cấp dưới của Guzman tuần tra toàn bộ hành trình, nhưng con trai út Moreno của anh lại cảm thấy quá nhàm chán nên dẫn đàn em lái xe đi dạo đầy đường. Đàn em chặn xe của anh ta phát hiện là con trai của ông trùm, dĩ nhiên không dám can thiệp. Moreno sợ bị ba mình mắng nên đã cho đàn em một ít tiền, còn bảo họ đừng nói chuyện mình ra ngoài cho Guzman nghe. Sau đó anh ta lái xe rời đi. Một đàn em khác trong đội tuần tra không hề biết chuyện cũng uống nhiều rượu, anh ta mơ mơ màng màng phát hiện xe của Moreno. Không biết làm thế nào anh ta lại nhìn ra thành xe của Arturo, đàn em lập tức xuống xe. Tất cả điên cuồng nổ súng vào xe của Moreno, bắn phá nặng nề. Đợi đến lúc phát hiện đó là con trai của Guzman thì đã không kịp nữa. Moreno và tên đàn em bị bắn chết ngay tại chỗ. Cái chết của Moreno khiến mọi ý tưởng trong đầu Guzman hóa thành tro. Cuộc chiến tranh này đã khiến anh mất đi em trai và con trai của mình. Đàn em biết được Guzman muốn gặp họ trong lòng cực kỳ hoảng sợ, đến mức phải nuốt kẹo đồng. Tên đầu sỏ dẫn đám đàn em nổ súng tối hôm đó đến thỉnh tội. Họ đồng loạt quỳ xuống, tỏ ý muốn dùng mạng để tạ tội. Guzman im lặng một lúc lâu.
Anh móc súng ra và bắn một phát vào bình hoa bên cạnh, sau đó bảo đám đàn em mau chóng cuốn xéo. Elcano biết được tin con trai của Guzman bị giết, bàn bạc với Chente chuẩn bị tranh thủ lúc Guzman chịu đả kích lớn mà tấn công quy mô. Guzman quả thật không gượng dậy nổi, không gặp bất kỳ ai, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào. Corrado lo sốt vó, tình báo cho thấy đám người của Elcano sắp đánh vào đây. Ismael đành tạm thời phụ trách chỉ huy. Culiacan, tổng bộ tập đoàn Sinaloa liên tiếp xảy ra đấu súng và xung đột. Elcano và Chente đã bắt đầu tấn công, khắp nơi đều là vết đạn từ cuộc tập kích lưu lại, thậm chí tạo nên khó khăn cho cảnh sát của 12 liên bang. Corrado buộc phải cử ra quân đội tuần tra trên phố, đảm bảo an toàn cho cư dân. Guzman vẫn say xỉn cả ngày, tạm thời không muốn lộ mặt. Anh đã tổ chức tang lễ long trọng cho con trai. Hôm hạ táng, anh cử ra một chiếc máy bay giải hàng ngàn hàng vạn cánh hoa hồng. Con trai vừa mới hạ táng xong, tập đoàn Sinaloa lại gặp phải ít nhất 6 cuộc tập kích. Arturo thậm chí còn giải cánh hoa trên đường tới chỗ Guzman, vứt hai cái xác, dùng biểu ngữ lưu hành: bọn người lùn, chúng tôi đến rồi. Guzman xem bản tin truyền hình, rốt cuộc cũng phấn chấn lên, anh quay người đi ra ngoài. Nhân viên đội đặc chủng và Thor đã chờ ở đây từ lâu. Anh gọi điện cho Ismael thông báo với anh ta là mình sẽ đến ngay. Guzman bắt đầu suy nghĩ kế hoạch phản công. Corrado đã bị nước Mỹ chèn ép đến mức không thở nổi, Guzman nói. Bây giờ anh đi liên lạc với lực lượng chống mai tóe, tôi có một kế hoạch hợp tác. Ông trùm Razor của tập đoàn vùng vịnh đã bị dẫn độ sang Mỹ, cảnh sát được triệu tập. Anh nói, hiện giờ Mexico đã mất kiểm soát, chỉ cần anh đồng ý giúp, chúng tôi có thể rút ngắn thời hạn thi hành án của anh. Razor lập tức gọi điện cho em trai Tony, điều kiện này quá hấp dẫn khiến ông ta không có cách nào từ chối được. Đúng lúc Tony vẫn canh cánh trong lòng chuyện đoạt quyền của Elcano, thế là hai người quyết định hỗ trợ Guzman. Trong ứng ngoại hợp tiêu diệt quân đội em, biết được Tony đồng ý gia nhập, Guzman quyết định triển khai phản công toàn diện. Bước đầu tiên trọng điểm là làm suy yếu thế lực của Vincent. Bộ đội đặc chủng tóc vàng tới một nhà cai nghiện của Juarez trước. Trong này đa số đàn em của Vincent, đội trưởng tóc vàng ra lệnh tiêu diệt toàn bộ. Tóc vàng hạ lệnh giết chết toàn bộ. Cảnh sát liên bang bắt được đàn em của Arturo, ép hỏi ra địa điểm Arturo chế tạo mai tóe. Một tiếng nổ vang lên, quân đội đánh vào nhà kho, ngang cái khống chế toàn bộ đàn em của anh ta. Qua một phen nghiêm hình tra tấn, đến cùng vẫn không tra được vị trí của Arturo. Bởi vì thời gian gần đây Sinaloa gây ra án đồ sát giới mai tóe, dẫn tới thị trưởng Juarez bị cánh truyền thông quấy rầy sứt đầu mẻ trán. Ông ta đã sớm bị Vicente thu mua. Ông ta gọi điện thoại yêu cầu Vicente mau chóng xử lý mấy chuyện vớ vẩn này. Không ngờ vệ sĩ của thị trưởng bất chợt rút súng ra, cưỡng ép ông ta đến địa bàn của Guzman trên địa bàn. Tóc vàng cho tài xế và vệ sĩ hai túi tiền, bảo bọn họ chạy trốn. Guzman nói với thị trưởng, giờ ông là người của chúng tôi, đừng giúp đỡ Vicente nữa, nếu không chúng tôi sẽ gây ra những trận tập kích còn kinh khủng hơn vụ giới mai tóe, hoàn toàn chấm dứt cuộc đời chính trị của ông đấy. Vicente còn đang bố trí nhiệm vụ cho đội trưởng đội cảnh sát liên bang Juarez, nhưng ngay sau đó đội trưởng lại bị thị trưởng gọi vào tòa thị chính. Vừa vào cửa, thị trưởng đã báo cho anh ta, cậu đã bị cách chức. Người này bị đội trưởng mới do Guzman phái tới thay thế, sau đó đội trưởng cũ bị buộc tội âm mưu bắt lại. Arturo không chịu nổi chính phủ liên tục truy đuổi bắt mình nữa. Anh ta dẫn đàn em cản lại đoàn xe của Corrado. Monica buộc Corrado xuống xe. Corrado nỗ lực ra vẻ bình tĩnh đi tới trước mặt Arturo. Arturo muốn anh ta dừng việc giúp đỡ Guzman. Dưới tình huống như vậy, Corrado đương nhiên lựa chọn chấp thuận. Arturo bắn chết một vệ sĩ của Corrado rồi uy hiếp một fan mới chịu thả người đi. Corrado còn chưa kịp hoàn hồn đã vội gọi Guzman. Arturo điên rồi, còn muốn uy hiếp tổng thống. Corrado phái cảnh sát liên bang và quân đội tăng mạnh công cuộc tìm kiếm tung tích Arturo. Sau khi bắn chết một đàn em của Arturo, tuy không hỏi được đối phương ở đâu nhưng lấy được địa chỉ của Monica, quân đội lập tức đi bắt cậu ta trước. Anh ta nghe được động tĩnh thì không kịp mặc quần áo đã nhảy từ tường sau ra khỏi sân. Đáng tiếc quân đội đã phong tỏa xung quanh rồi. Cậu ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhấc tay đầu hàng, bị trói trong kho tàng của Guzman. Guzman mang cho đàn em cũ này một lon đồ uống cậu ta thích nhất. Guzman nói Arturo đã điên rồi, dám can đảm uy hiếp cục trưởng cảnh sát và tổng thống, anh ta chắc chắn sẽ bị trừ khử. Lòng trung thành của cậu không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi hứa sau khi tiêu diệt Arturo sẽ cho cậu quản lý toàn bộ địa bàn của anh ta. Đối phương ngẫm nghĩ một hồi, nhận đồ uống Guzman đưa cho. Ismael dẫn người đến chỗ của Tony. Tony tỏ vẻ rằng mình đã biết mỗi chỗ lính em ẩn thân rồi, thậm chí rõ ràng cả tần số điện vô tuyến của bọn họ. Hai bên cỏ kè mặc cả một phen đạt thành hiệp nghị. Chờ tiêu diệt quân đội em thì sẽ chia đều tập đoàn Gulfo. Tất cả công tác chuẩn bị đã xong, Guzman triệu tập xuất động toàn bộ đàn em. Quân chính phủ cũng bắt đầu hành động, lần này là cuộc tổng tiến công liên quan đến sống chết sinh tồn. Guzman biết chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Đội ngũ của Sinaloa vừa tiến vào tập đoàn Gulfo tại thành phố Nuevo Laredo. Đàn em đang canh gác đã lập tức báo cho quân em. Elcano lệnh cho quân em chủ động nghênh địch, mình thì muốn tự tay giải quyết kẻ phản bội Tony. Lần hành động này cực kỳ được chú trọng, quân đội bố trí lính khắp các đường lớn bảo vệ dân chúng an toàn. Bên phía Juarez, cảnh sát liên bang và đàn em Guzman cũng bắt đầu liên hợp hành động tấn công hang ổ của đám đàn em Juarez ở phía bắc. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người tiến vào sân triển khai tấn công. Cục diện vi diệu, lính bắt tay với cướp chắc cũng chỉ thấy ở Mexico. Hang ổ của đám đàn em tập đoàn Juarez phía nam thì do tóc vàng và Thor dẫn nhân thủ triển khai tấn công.
Vincent biết tin lập tức triệu tập đàn em, lệnh cho bọn chúng thề sống thề chết bảo vệ mình. Bên tập đoàn Ruvo, xe bọc thép của Elcano đã đấu súng với quân đội, không hiểu nổi sao quân đội không có vũ khí hạng nặng. Xe cải tiến xuyên tới xuyên lui giữa đoạn đường giao chiến, hầu như đi tới đâu là nơi đó đều xảy ra tai nạn tàn khốc. Ismail dẫn đầu một đội quân bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với quân em. Ismail để cho đàn em căn cứ theo kênh bộ đàm Tony cung cấp, nghe lén cuộc gọi của quân em. Tony và các đàn em cũng cầm cự căng thẳng với quân em. Elcano biết Tony xuất hiện lập tức ra lệnh cho xe quay đầu lại. Anh ta muốn tự tay giải quyết Tony. Đàn em của Sinaloa chặn được cuộc gọi bảo Tony nhanh chóng rời đi. Elcano đi tìm anh ta. Tony nhận được tin tình báo không dám ham chiến, lao lên một chiếc xe chuẩn bị đào tẩu. Nhưng lúc này xe bọc thép của Elcano đã đuổi tới, dễ dàng đụng đổ xe của Tony trên đường. Elcano xuống xe đi tới trước mặt Tony, nhìn Tony đang ngã sấp dưới đất, giơ tay bắn chết tên phản bội này. Muneca và Arturo trốn ở nơi ẩn náu bí mật, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Muneca đã báo cáo vị trí cho Guzman từ trước. Đội thủy quân lục chiến của Prado đã bao vây bốn phía căn nhà của Arturo. Bên phía Juarez, tóc vàng và thô vẫn đang tiêu diệt Juarez của Vicen trên tường phố. Tay súng bắn tỉa của quân em lén lút leo lên nóc nhà, bắt đầu bắn giết tay chân của Ismael. Ismael thấy sắp không chống đỡ được nữa, vội vàng cầm vô tuyến điện gọi đội thủy quân lục chiến trợ giúp. Sau một hồi truy đuổi, nhóm của tóc vàng cuối cùng cũng tiêu diệt được lực lượng chủ chốt của Juarez. Quân của Vicen biết mình sắp thất bại, nhôn nháo đứng lên bỏ chạy, anh ta cũng chạy trốn. Muneca thấy đã tới lúc kiếm cớ với Arturo rồi cầm chìa khóa ra ngoài. Đội thủy quân lục chiến nhận được tín hiệu lập tức triển khai hành động. Đầu tiên tay súng bắn tỉa giết chết tên đàn em canh gác, bọn họ tức tốc bảo vệ căn nhà ném một quả bom khói vào. Sau khi phá cửa, họ bắt đầu tiêu diệt đám đàn em của Arturo. Arturo vẫn định ngoan cố chống chịu nhưng đã bị đạn lạc của đội thủy quân lục chiến bắn chết. Corrado chậm rãi xuất hiện nhìn Arturo ngã trong vũng máu. Corrado móc trong túi ra một tờ tiền đặt lên mắt Arturo. Phe của Ismael đang rơi vào một cuộc chiến khó khăn, bất ngờ tay súng bắn tỉa của quân em bị bắn vào đầu. Đội thủy quân lục chiến của Corrado kịp thời chạy tới, cục diện lập tức thay đổi. Ismael thở phào một hơi, đội thủy quân lục chiến tiếp quản trận chiến. Tay sai đắc lực nhất của Elcano cũng bị bắn chết. Đội thủy quân lục chiến nhanh chóng giải quyết trận chiến. Sau khi biết tin tay sai của mình đã chết gần hết, Elcano rất tức giận, nhưng anh ta không thể thay đổi cục diện. Trận chiến tấn công băng đảng Gufo đã kết thúc. Lực lượng chính phủ và tập đoàn Sinara giành thắng lợi hoàn toàn. Elcano biết mình đã mất lợi thế lớn, trốn trong một chiếc xe tải để đào tẩu. Trên thực tế, tên thật của Elcano là Lascano. Sau khi trốn thoát, anh ta thành lập băng đảng mai tóe khét tiếng Ceta và mãi đến năm 2012 mới bị thủy quân lục chiến giết chết. Vicen chỉ còn một mình. Lúc chuẩn bị lái xe chạy trốn, anh ta bị cục cảnh sát liên bang bắt giữ. Họ đưa Vicen tới trước mặt Guzman. Guzman nói Arturo chết rồi, Elcano cũng bị đuổi đi. Bây giờ Juarez đã là của tôi sẽ không giết anh. Anh sẽ là chiến lợi phẩm tôi đưa cho chính phủ. Corrado tổ chức buổi họp báo tuyên bố đã bắt được Vicen và đánh đuổi băng đảng mai tóe UFO. Anh ta một lần nữa tăng thêm chiến tích của mình. Anh ta gọi điện tỏ ý chúc mừng Guzman. Đồng thời nói tôi đã tiến thêm một bước tới trước ghế tổng thống. Guzman tổ chức một buổi tiệc mừng lớn, tuyên bố bây giờ chúng ta đã là tập đoàn buôn lậu mai tóe lớn nhất Mexico. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới. Sau đó anh đi tới trước mặt Thô. Thô đã đồng hành với Guzman từ khi tay trắng phải chạy trốn khắp nơi, trải qua rất nhiều khó khăn mới đi đến ngày hôm nay. Guzman nói với Thô, cậu không cần làm đàn em của tôi nữa. Tôi phái cậu tới Guadalajara, cậu đã trở thành ông trùm. Thô không dám tin mọi người ồn ào chúc mừng. Bạn còn nhớ tổng thống đời trước Votari này chứ? Ông ta vẫn luôn nâng đỡ và giúp đỡ Corrado. Ông ta nói với Corrado, cuộc bầu cử sắp bắt đầu, chúng tôi muốn đưa người một nhà vào vị trí tổng thống. Cậu sẽ trở thành bộ trưởng nội vụ của anh ta, sau đó chúng tôi sẽ bồi dưỡng cậu thành tổng thống. Nhưng trước đó cậu phải hoàn thành một việc. Votari lấy ra một bức ảnh của anh ta và bạn trai nhỏ, nói cho anh ta rằng nếu cậu muốn làm tổng thống thì phải kết thúc chuyện này. Lúc này Guzman đã tiêu diệt hết các đối thủ ở Mexico, anh bắt đầu lũng đoạn toàn bộ thị trường mai tóe. Sau đó chính phủ phải làm thế nào để tiêu diệt chủ mai tóe hùng mạnh này? Năm 2009, tập đoàn Sinaloa của Guzman đã khống chế thị trường hàng trắng của Mexico, chủ yếu có 3 đường vận chuyển hàng chính. Bọn họ ở tổng bộ của Agua xây dựng nhà kho, dùng thực phẩm để giấu mai tóe, thông qua biên giới vận chuyển vào nước Mỹ. Sau đó dựa vào đường hầm ở căn cứ theo cách cũ vận chuyển từng xe mai tóe qua biên giới. Nhà kho ở Ciudad làm rất nhiều than với đủ hình dạng để giấu mai tóe bên trong rồi để chung với than thật, sau đó bỏ lên một chiếc xe tải vận chuyển vào Mỹ. Ở Chicago của Mỹ, Guzman xây dựng nhà kho để nhận hàng lớn nhất hệ thống do hai anh em sinh đôi Gomez quản lý. Số tiền Guzman thu vào mỗi ngày nhiều đến mức không thể nào đếm nổi, chỉ có thể thông qua cân để thống kê số tiền thu vào. Đội trưởng giúp Guzman vượt ngục là Mayo, bây giờ đã trở thành cánh tay đắc lực của anh. Áp lực đè lên vai cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ ngày càng tăng. Guzman không chỉ buôn bán ma túy ở Mỹ, còn lan ra cả Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay và rất nhiều nước khác. Đợi đến khi cảnh sát đọc hết tên của hàng loạt quốc gia, cục trưởng lúc này đã bất ngờ đến mức không khép được miệng.
Con trai của Ismael là Mayer là nhân vật quan trọng đưa ma túy đi khắp thế giới. Bây giờ anh đã đến Nga, bàn bạc thành công chuyện làm ăn với nhóm buôn bán ma túy lớn nhất Moscow. Guzman đã thành công đánh vào thị trường ở Nga. Guzman khen ngợi Mayer bảo anh cứ lo việc mở rộng thị trường, còn chuyện sản xuất cứ để Guzman lo. Guzman đưa người đến một ngọn núi hoang vu hẻo lánh, anh sẽ xây dựng sở sản xuất ma túy lớn nhất ở đây, tổng cộng 200 hectare dùng để trồng và sản xuất ma túy. Anh sẽ xây dựng nơi này theo quy mô của một thị trấn nhỏ để phục vụ cho việc sinh hoạt và sản xuất. Mayer bàn bạc xong ở Nga lại bay đến Malaysia. Anh đã bàn bạc xong với đối tác, nơi này không chỉ tiêu thụ, Guzman còn chuẩn bị xây dựng sở sản xuất ở đây để giành được thị trường châu Á. Thị trấn của Guzman đã xây dựng xong, bước tiếp theo chính là động thổ xây dựng. Đội trưởng lính đặc chủng đã nghỉ hưu, động viên Bravo thay ông làm nhân viên bảo vệ. Anh tìm đến một lượng lớn công nhân bắt đầu khởi công công trình. Guzman nói với luật sư Laura, đợi nơi này và công trời sản xuất ở Malaysia được xây xong thì nguồn hàng của anh có thể cung ứng đến thị trường toàn cầu. Sự nghiệp của Corrado trở lên nhanh như diều gặp gió. Cục trưởng của Cục Phòng chống ma túy đến tìm ông, ma túy của Guzman đã nhấn chìm nước Mỹ, muốn Corrado chuyển lời đến Guzman bắt buộc phải giảm lượng tiêu thụ của Mỹ, đóng kế hoạch Malaysia, nếu không nước Mỹ sẽ nghiêm khắc trừng trị Guzman và Mexico. Corrado khuyên Guzman khiêm tốn một chút, đừng đối đầu với cơ quan phòng chống ma túy. Ngoài mặt Guzman đồng ý nhưng sau lưng vẫn gọi điện thoại cho Mayo bảo anh tiếp tục kế hoạch. Cảnh sát Manny đến báo cáo Guzman không nghe lời của chúng ta. Công trường ở Malaysia vẫn đang xây dựng. Cục trưởng vô cùng tức giận. Bây giờ Guzman không coi ai ra gì nữa rồi. Đã đến lúc cho chính phủ Mexico và Guzman một bài học. Corrado nhận được một bản bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes. Guzman có tên trong danh sách này và là tội phạm ma túy duy nhất. Tổng thống nói chuyện này khiến chúng ta cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ là năm 2009 rồi, tội phạm ma túy của Mexico vẫn được lên bảng xếp hạng, hơn nữa còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đã đến lúc tiêu diệt Guzman rồi. Cựu tổng thống hẹn gặp Corrado, giới thiệu con gái nuôi của mình là Beta cho ông và nói với ông rằng tương lai Beta sẽ là vợ ông. Nghe vậy Corrado ngơ ngác, cựu tổng thống giải thích rằng do ông là người đồng tính nên ông kết hôn với Beta, tôi sẽ không phải kiêng dè gì nữa, gắng hết sức bồi dưỡng hai người. Luật sư của Guzman là Laura đến Chicago, anh gặp cặp sinh đôi Gomez bàn bạc về công việc. Nào ngờ vừa bước vào nhà thì cơ quan phòng chống ma túy đã bắt anh. Ngoài ra anh em Gomez đã bị cảnh sát dụ dỗ, đầu hàng trở thành nội gián. Manny nói với Laura, chúng tôi định đưa anh đến Mỹ để khởi tố, trừ khi anh giúp chúng tôi dạy Guzman một bài học, bây giờ hắn kiêu căng quá rồi. Không còn cách nào khác, Laura chỉ đành gọi điện thoại cho Mayo kiếm đại một cái cớ yêu cầu đối phương gặp mặt. Do Laura là thành viên lâu năm, Mayo không hề nghi ngờ, lập tức đồng ý. Rất nhanh Mayo đã đến Mexico gặp Laura. Laura hàn huyên vài câu sau đó kiếm cớ đi ra ngoài, sau đó cảnh sát chống ma túy xông vào bắt Mayo. Bravo vào trong báo cáo lại chuyện Mayo đã bị bắt. Guzman vô cùng bất ngờ, anh biết Laura hẹn gặp Mayo lập tức phân phó đàn em đi tìm Laura. Nhưng khi Bravo đưa đàn em đến chỗ ở của Laura, nơi này đã không còn một bóng người, chỉ có chiếc đồng hồ Guzman thưởng cho Laura vì đã trung thành với anh. Nhìn thấy chiếc đồng hồ này, Guzman cảm thấy bị châm biếm nên cầm búa đập nát nó. Guzman lập tức hẹn gặp Corrado. Corrado chỉ trích anh không chịu nghe lời của cơ quan chống ma túy, cố chấp tiến hành kế hoạch xây dựng nhà xưởng ở Malaysia. Guzman nói mình không phải là con chó của bọn họ. Corrado nói vậy, anh cứ chờ Mayo bị dẫn độ đến Mỹ đi. Guzman bị ép phải đồng ý dừng kế hoạch Malaysia lại. Thật sự đưa tin Mayo của băng đảng Sinaloa đã bị bắt. Xem TV, Guzman hứa với Ismael, tôi nhất định nghĩ ra cách cứu con anh ra ngoài. Đầu tiên bọn họ mời công ty luật sư nổi tiếng nhất cả nước Vadovinos và Garduno toàn quyền phụ trách trình tự pháp lý trong tù của Mayo, sau đó để Bravo cầm một khoản tiền lớn chuẩn bị hối lộ thẩm phán. Nhưng cơ quan phòng chống ma túy nhất quyết phải cho Guzman một bài học. Những người có liên quan ra vào cơ quan đều có trọng binh bảo vệ, nhóm Bravo không thể nào tiếp cận thẩm phán. Corrado gọi điện thoại cho Guzman, lệnh dẫn độ Mayo đã được đưa ra. Guzman rất bất ngờ, nhanh quá, thế này không phù hợp với pháp luật, hơn nữa tôi đã đóng cửa công trường ở Malaysia. Corrado nói không liên quan đến những thứ này, nước Mỹ muốn trừng phạt anh vì anh không nghe lời. Luật sư cũng không nghĩ được cách nào khác, đây rõ ràng là hành động cưỡng chế của chính phủ Mỹ, không dựa theo pháp luật. Luật sư nói với Mayo đừng nói tùm lum, chúng tôi sẽ đi theo anh đến Mỹ để xử lý vụ án của anh. Cứ như vậy, con trai của Ismael, người dẫn đầu của băng đảng Sinaloa là Mayo bị dẫn độ đến Mỹ để thẩm vấn. Guzman gọi điện thoại cho hai anh em sinh đôi Gomez ở Chicago, yêu cầu hai người đến Mexico gặp. Hai anh em vô cùng lo lắng, có phải chuyện bọn họ phản bội đã bị lộ rồi không, nhưng họ cũng không dám không đi. Hai anh em thấp thỏm bất an đến nhà của Guzman. Ngoài ra Guzman chỉ yêu cầu họ đi kiếm một lô thuốc nổ, hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Guzman nói tôi muốn cho nổ đại sứ quán Mỹ, để những người lãnh đạo nước Mỹ tôn trọng chúng ta một chút. Nghe thấy vậy mọi người sợ hết hồn. Ismael vội vàng nói như vậy sẽ khiến tình cảnh của con trai tôi càng khó khăn hơn. Damaso cũng ngăn cản, con trai của Guzman là Quino cũng phản đối, bố làm như vậy có thể khiến tất cả mọi người đều bị dẫn độ. Guzman suy nghĩ một hồi cuối cùng từ bỏ ý định này, nhưng anh vẫn nói phải cho cơ quan phòng chống ma túy Mỹ một đòn đánh trả.
Thế là luật sư nhận lệnh của Guzman đến gặp Mayo ở trong nhà giam của Mỹ và đưa cho anh một tập hồ sơ khẩu cung bảo anh nhớ rõ lên tòa nói những gì. Lúc Mayo bị đưa lên tòa thẩm vấn, anh nghiêm túc khai ra cơ quan chống ma túy của Mỹ và băng đảng Sinaloa ký cam kết hỗ trợ giúp đỡ nhau lâu dài. Guzman và Ismael được miễn tội với yêu cầu cung cấp manh mối đánh bại những băng đảng buôn bán ma túy khác để cơ quan chống ma túy Mỹ lập công. Rất nhanh, tin tức này như một quả bom. Cơ quan chống ma túy của Mỹ câu kết với tội phạm Mexico khiến dư luận dậy sóng. Dư luận đồng loạt chĩa mũi dùi vào cơ quan chống ma túy của Mỹ. Lúc cục trưởng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, thì Manny nhận được điện thoại của cặp sinh đôi. Cặp sinh đôi khai ra Guzman từng có ý định cho nổ đại sứ quán. Mặc dù được mọi người khuyên nhủ, Guzman đã từ bỏ ý định đó, nhưng họ thấy Guzman ngày càng đáng sợ. Họ quá sợ hãi và quyết định rời khỏi tổ chức, mong được cơ quan chống ma túy bảo vệ. Sau khi Manny sắp xếp cặp song sinh đến nơi an toàn, cục trưởng và anh đều cho rằng Guzman ngày càng ngang ngược, không sợ ai hết. Cục trưởng dặn Manny không được nói chuyện này cho chính phủ Mexico biết. Chính phủ đều là người của Guzman, vậy nên chúng ta đánh bất ngờ hạ gục Guzman. Corando và Beta tổ chức đám cưới vô cùng hoành tráng, bắt đầu xây dựng hình tượng để tăng sức ảnh hưởng với công chúng. Chỉ có điều mỗi lần tiếp xúc thân mật, Corando đều cảm thấy buồn nôn, phải chạy vào nhà vệ sinh để điều chỉnh tâm trạng. Trong lòng càng nhớ đến người bạn trai bé nhỏ của mình bị bỏ rơi. Guzman tổ chức tiệc chúc mừng mình được lên bảng xếp hạng của Forbes, thậm chí anh còn đặt làm một khẩu súng khắc tên mình và thứ hạng của mình lên trên cây súng. Lúc này Guzman đã kiêu căng đến tột độ, anh cho rằng đến cơ quan chống ma túy của Mỹ cũng không làm được gì anh. Sau khi bữa tiệc kết thúc, trên đường về nhà, xe đi trước dẫn đường phát ra tín hiệu cảnh cáo phát hiện ra xe của lính đánh bộ, Guzman cảm thấy chuyện này rất bất thường. Bravo lập tức ra lệnh thay đổi đường đi, nào ngờ trên đường cũng bị quân đội chặn đường. Đàn em của Guzman lái xe dẫn đường cũng là lính đặc chủng. Anh thò đầu ra bắt đầu bắn, phía quân đội lập tức tiến hành phản công. Guzman vội vàng bảo Bravo quay đầu xe. Đàn em ở xe dẫn đầu sẽ giữ chân quân đội. Nhưng trong lúc quay đầu xe chạy trốn thì phía sau họ cũng bị vài chiếc xe chặn lại. Đàn em lập tức xuống xe bắt đầu chiến đấu giúp Guzman có thêm thời gian chạy thoát thân. Xe dẫn đầu vẫn đang chiến đấu, Bravo đạp mạnh chân ga chạy ngang qua người bọn họ. Đàn em là lính đặc chủng này có khả năng chiến đấu cực mạnh, giải quyết được quân đội chặn đường. Xe của Guzman đã bị phía quân đội nhắm trúng, bọn họ chạy như bay trong cơn mưa đạn. Đàn em đuổi theo xe của quân đội, cuối cùng được đám đàn em liều chết bảo vệ, Guzman may mắn thoát nạn. Ngày hôm sau, cục trưởng cục chống ma túy dẫn theo Manny đến gặp tổng thống Mexico và Corando nói rằng Guzman lén phá vỡ cam kết ngầm của bọn họ. Mayo công bố tất cả mọi chuyện trên tòa khiến hình ảnh của chính phủ Mexico và cơ quan chống ma túy bị ảnh hưởng, trừ khi bắt được Guzman, nếu không sau này tranh cử tổng thống sẽ không nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Guzman hạ lệnh cho người đưa vợ anh đến nơi an toàn, sau đó gọi điện thoại cho Corando. Corando giải thích đây là cuộc tấn công của cơ quan chống ma túy của Mỹ và Hải quân, tôi không biết gì hết, yêu cầu Guzman nhanh chóng rời đi, bây giờ quân chính phủ đang đi bắt anh. Có được lời giải thích của Corando, lúc quân chính phủ sắp đến nơi ở của Guzman thì Guzman đã chạy mất rồi. Guzman gặp Corado. Corado nói với anh, tôi sẽ cung cấp cho anh động thái của chính phủ và quân đội, nhưng đội quân hải quân do cơ quan chống ma túy của Mỹ trực tiếp chỉ huy nên tôi không giúp được. Bây giờ đang tranh cử, trước khi tổng thống mới lên nhận chức, anh đừng để bị bắt. Guzman bảo Corado đừng quá lo lắng. Đây là tổng chỉ huy hải quân lục chiến của Mexico. Hôm nay anh như thường lệ đưa con trai mình đi bơi, anh không hề để ý rằng đàn em của Guzman là Bravo đã ở phía trước canh chừng nhất cử nhất động của anh. Bravo theo dõi anh đến tận bể bơi, nhưng lúc đối phương không chú ý bịt mắt anh lại, thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi sau đó đưa người đi, tổng chỉ huy bị đưa đến trước mặt Guzman. Guzman bảo đàn em gỡ trói cho anh ta, sau đó nói thẳng trước kia Bravo cũng là lính đặc chủng, bây giờ là đàn em tín nhiệm nhất của tôi. Sau đó anh ta nói với tổng chỉ huy rằng tôi cho anh 25 triệu peso để trao đổi với anh tin tức về mỗi lần đội hải quân lục chiến ra tay truy bắt tôi. Với tình thế hiện tại, đương nhiên tổng chỉ huy đồng ý với đề nghị này. Bravo cho tổng chỉ huy phương thức liên lạc của người truyền tin Pasto, sau đó đưa cho anh 10 triệu peso làm tiền cọc. Sau khi kiểm chứng được độ trung thành của tổng chỉ huy sẽ trả nốt phần còn lại. Guzman cung cấp một lượng lớn vũ khí quân sự và hàng trắng ra cho Corado. Corado đối mặt với truyền thông trả lời vô cùng lưu loát, nói rằng đây là thành quả thu được sau trận chiến đầu tiên. Nhưng nhóm phóng viên bắt đầu nghi ngờ ông đang bảo vệ Guzman, nếu không tại sao Vicente Castillo và thủ lĩnh băng đảng Juarez bị bắt mà Guzman thì không. Corado vội vàng nói những thứ đó đều là phỉ báng. Nhưng những lời này vẫn chưa đủ thuyết phục dư luận, vợ của Corado là Beta rõ ràng không hề hạnh phúc trong cuộc hôn nhân giả này. Beta vẫn âm thầm qua lại với chồng cũ. Rất nhanh đã có phóng viên nghi ngờ mối quan hệ giữa Corado và Guzman và được đưa lên báo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đương nhiệm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lật đổ người chuẩn bị thế chỗ của mình này. Ông gọi cho người tranh cử tổng thống nói rằng chúng ta nên tổ chức một cuộc họp để thảo luận về Corado. Người đàn em sửa chữa ở công trường này thực ra là người được Guzman giao cho nhiệm vụ liên lạc với tổng chỉ huy hải quân. Tổng chỉ huy gọi điện thoại đến cho Pasto, dùng ám hiệu được chỉ định trước để nói rằng một tiếng nữa quân đội sẽ đến địa bàn của Guzman. Pasto lập tức báo tin này cho Guzman. Guzman lệnh cho Bravo đích thân đi điều tra xem tình báo là thật hay là giả. Dù sao đây cũng là lần đầu hợp tác, không thể tin tưởng tổng chỉ huy được.
Đúng như những gì Tổng chỉ huy nói, đội hải quân đánh bộ lúc này đã lái xe vào trong khu vực của Guzman. Bravo lén chụp hình lại gửi về cho Guzman. Lần này Guzman an tâm rồi. Anh ta bảo đàn em chuyển nốt số tiền còn lại cho Tổng chỉ huy. Nhưng Guzman không biết được rằng Tổng chỉ huy đã sớm đem tin mình bị bắt cóc báo cho DEA. Tất cả mọi hành động đều tuân theo chỉ thị của cục trưởng để lấy được sự tín nhiệm của Guzman. Bọn họ thông qua định vị điện thoại đã biết được vị trí của người truyền tin bên phía Guzman. DEA cho người xông vào xưởng sửa chữa của Postal. Manny nói với Postal bây giờ anh bắt buộc phải hợp tác với DEA, nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắt anh và dẫn độ về Mỹ. Guzman cứ tưởng rằng mình đã lo xong vụ hải quân bắt đầu buông lỏng phòng bị đưa vợ ra ngoài ăn. Manny bảo Postal báo tin cho Guzman. Postal vội vàng gọi điện thoại cho Bravo, thông báo rằng phía hải quân đã bắt đầu hành động và báo cáo một con đường giả để người và xe của Guzman đi vào con đường khác. Bravo không hề nghi ngờ thông báo cho Guzman nhanh chóng rời đi. Nghe vậy Guzman vội vàng lên xe. Đội xe của Guzman đi theo con đường khác được Postal thông báo để về nhà. Nào ngờ con đường này có rất nhiều binh lính canh gác. Lúc này Bravo mới nhận ra họ đã bị Postal bắn đứng rồi. Nhưng đằng sau có rất nhiều xe không thể nào quay đầu được. Phía quân đội bắt đầu kiểm tra từng chiếc xe một. Bravo biết bây giờ cách tốt nhất là Guzman xuống xe chạy trốn. Guzman nói chắc chắn nơi này đã bị bao vây cả bốn phía. Bravo vội vàng thông báo cho đàn em đến tiếp ứng. Đạo đàn em vội vàng cầm súng chạy đến chỗ Guzman bị bao vây. Phía quân đội chuẩn bị lục soát đến xe của Guzman, anh ta và Bravo vô cùng căng thẳng đóng chặt cửa sổ xe chờ đợi cơ hội. Phía quân đội đã phát hiện ra chiếc xe đầu tiên là đàn em của Guzman, lập tức yêu cầu bọn họ xuống xe. Lúc này quân tiếp viện của Guzman đến lập tức nổ súng thu hút sự chú ý của phía quân đội. Quân đội không còn tâm trí đâu để ý đến Guzman nữa, lập tức đi nghênh địch. Hai bên bắt đầu một cuộc đấu súng kịch liệt. Guzman bảo Bravo lái xe trong lúc hai bên bắn nhau, đâm qua lan can bên cạnh chạy thoát thân. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến tìm người tranh cử tổng thống Esteban. Esteban là người được tiền tổng thống Cotari đặc biệt bồi dưỡng, đương nhiên ông ấy có chút kiêng dè Corrado. Nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thành lập ủy ban điều tra, đương nhiên như vậy Esteban cũng không thể nói gì khác. Đối với cáo buộc Corrado có hiểm nghi phạm tội, nghị viên bắt đầu triệu tập một cuộc họp bàn bạc xem liệu có nên thành lập ủy ban điều tra hay không. Corrado vô cùng tức giận, ông ta biết chắc rằng mình phải tìm ra cách để xử lý vụ này. Esteban gọi điện thoại cho tiền tổng thống nói rằng tôi biết Corrado là vị tướng tài mà ông yêu mến. Nếu như Corrado điều tra ra mình trong sạch không hề phạm tội, thì sau khi nhậm chức Esteban sẽ nghe theo lệnh tiền tổng thống bổ nhiệm Corrado làm bộ trưởng bộ nội vụ. Các nghị viên bắt đầu bỏ phiếu, hầu như tất cả mọi người đều bỏ phiếu thông qua. Đến lượt vợ của Corrado là Beta bỏ phiếu. Beta vô cùng kiên quyết ủng hộ thành lập ủy ban điều tra. Đến tối tiền tổng thống Cotari gọi vợ chồng Corrado đến. Corrado vô cùng tức giận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ suốt ngày đối đầu với ông. Tiền tổng thống khen ngợi quyết định bầu phiếu tán thành việc thành lập ủy ban điều tra của Beta. Như vậy có thể chứng minh rằng Corrado không hề giấu giếm bất cứ điều gì hết. Đồng thời dặn dò Corrado bắt buộc phải tìm cách tự chứng minh bản thân trong sạch. Nếu không ông rất khó được chọn làm bộ trưởng Bộ Nội vụ mới chứ đừng nói đến vị trí tổng thống trong tương lai. Người đàn ông râu quai nón này tên là Isidoro, trước kia từng là đàn em của Tony và Rachel, người từng bị Guzman phản bội. Nhân lúc Guzman đang bị chính phủ và nước Mỹ truy bắt, Isidoro bắt đầu lên kế hoạch hành động hạ gục Guzman. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của Isidoro, cảnh sát trưởng của Cục Cảnh sát Liên bang được Guzman mua chuộc đã khai ra tất cả vị trí nhà kho của Guzman và địa điểm tập hợp của đám đàn em. Isidoro bắt đầu tiến hành điều tra và lên kế hoạch đánh lén. Sau khi phá hủy vài địa bàn của Guzman, Isidoro còn treo một tấm biển cực lớn ở quảng trường, kêu Guzman đừng trốn nữa, mau xuất hiện để chiến đấu với bọn tao. Bravo sau khi biết tin lập tức đến báo cho Guzman. Guzman dặn Bravo triệu tập lực lượng chuẩn bị nghênh chiến. Ismael đến thị trấn nơi Guzman ẩn náu, tất cả người dân ở đây đều chào Ismael và cảm ơn anh ta. Ismael và Guzman đã giúp đỡ cả thị trấn này, giúp họ sửa bệnh viện, trường học, điện thoại, đường nước và tất cả các công trình phục vụ cuộc sống khác. Ở nơi này họ rất được kính trọng, cảnh sát địa phương đích thân mở đường bảo vệ cho họ. Ismael nói với Guzman, công trường của thị trấn đã bắt đầu sản xuất, lợi nhuận của chúng ta đã vượt quá mục tiêu đề ra. Guzman hỏi thị trường quốc tế như thế nào. Ismael nói mạng lưới kinh doanh quốc tế vẫn đang vận hành thuận lợi. Guzman vô tình nói ra chuyện Mayo bị ảnh hưởng rất lớn đến chuyện làm ăn của chúng ta. Nghe thấy vậy sắc mặt của Ismael lập tức thay đổi, dù sao Mayo cũng là con trai của anh. Guzman nhận ra mình đã lỡ lời cổ vũ Ismael, cố gắng phấn chấn lên vì băng đảng cần anh. Ismael bắt được nội gián của Isidoro. Sau khi dùng hình ép cung, họ biết được đợt hành động tiếp theo của Isidoro diễn ra khi nào. Guzman hẹn gặp thống đốc Sinaloa. Anh muốn mang đội quân đông đảo đến nơi tiếp theo Isidoro chuẩn bị tập kích, dùng một trận duy nhất để tiêu diệt Isidoro. Rất nhiều người cùng lúc hành động chắc chắn sẽ bị chính phủ chú ý đến, nên họ muốn nhờ thống đốc bố trí trước cho họ đường để hành quân, tránh con đường tuần tra của đội hải quân đánh bộ. Do đó, dưới sự dẫn dắt của thống đốc, Guzman dẫn theo đám đàn em đến nơi tập kích nhất định phải đánh bại Isidoro. Bên này, ủy ban điều tra được một bài báo vào năm 2005. Cấp dưới của Bộ trưởng Bộ Công an Corrado, người từng là cảnh sát liên bang nhận lời phỏng vấn đã nói rằng chúng tôi từng kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu với băng đảng Sinaloa. Họ chuẩn bị liên lạc với vị cảnh sát này. Họ muốn gặp mặt để tìm hiểu rõ nguồn cơn mọi chuyện.
Corrado cũng dựa vào quan hệ biết được tiến độ điều tra. Beta bảo anh đừng lo lắng quá, em sẽ đến gặp vị cảnh sát đó và xử lý ổn thỏa mọi chuyện trước khi ủy ban điều tra đến. Beta đến nhà của vị cảnh sát đó và yêu cầu muốn nói chuyện với ông ta. Nhưng trong quá trình chiến đấu, vị cảnh sát này bị mất một chân, kết quả bị Corrado đuổi việc nên ông ta vô cùng căm hận Corrado. Ông nói rằng nhất định sẽ tiết lộ sự thật cho ủy viên ban điều tra biết sự thật rằng Corrado có hợp tác với băng đảng Sinaloa. Sau đó ông đóng cửa đuổi Beta về. Corrado cũng bắt đầu hành động, ông đến tìm một cao thủ về lập trình, điều tra được những tài liệu chống lại Bộ trưởng Bộ Nội vụ đương nhiệm. Tài liệu này chứng minh bằng cấp đại học của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là giả, ông ta vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Sau khi Guzman đến nơi gặp được đại ca của nơi này, Marcelo. Marcelo báo cáo tình hình chiến sự, Isidoro đưa rất nhiều người đến, hơn nữa ai nấy cũng đều được chuẩn bị đầy đủ vũ trang, bên này đã bắt đầu giao chiến thương vong rất lớn. Thế là mọi người lập tức mặc áo chống đạn vào. Guzman hạ lệnh tất cả mọi người lập tức lên chiến trường. Ở Mexico, trận chiến của hai tổ chức Mai Tòe có thể nói là vô cùng kịch liệt. Đối phương lúc này đang chiến đấu rất hăng. Guzman đưa người đến nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Isidoro phát hiện ra Guzman hét lớn, tao không ngờ mày lại đích thân đến đây. Guzman nói ta sẽ xử lý mày y như xử lý đại ca của mày. Trang bị vũ trang của tổ chức buôn bán Mai Tòe ở Mexico lúc nào cũng rất tinh nhuệ, nên nhất thời hai bên không thể nào phân được thắng bại. Isidoro thấy cuộc chiến mãi không có tiến triển tích cực, vội vàng lệnh cho đàn em nhanh chóng lên xe chậm chậm áp sát về phía Guzman. Thấy lực lượng của đối phương đang hùng hổ lao đến, đàn em của Guzman không ngừng trúng đạn ngã xuống. Đội quân của Isidoro rất nhanh đã công phá được phòng tuyến đầu tiên. Bravo dẫn theo đội quân liều chết chống trả. Isidoro thấy tình thế hiện tại không thể nào tiếp tục tiến lên được nữa, lập tức lệnh cho đàn em ném bom lập tức, khiến đám người của Guzman bị nổ đến mức ngơ ngác. Marcelo không ngờ rằng hỏa lực của đối phương lại mạnh như thế, họ lập tức cho người quay về tìm cứu viện. Guzman khích lệ tinh thần mọi người tiếp tục đứng dậy chiến đấu, nhưng khả năng chiến đấu của đàn em Isidoro mạnh hơn nhiều. Trong lúc chiến đấu, Guzman bị một viên đạn bắn trúng áo chống đạn lập tức ngã xuống. Bravo thấy vậy rất bất ngờ, vội vàng chạy đến đỡ Guzman, dậy mở cốp xe ra bỏ Guzman vào trong, sau đó Bravo lên xe đạp mạnh chân ga rời khỏi hiện trường. Không biết bao lâu sau, Guzman từ trong cơn mê tỉnh lại, Bravo dìu anh ta từ cốp xe đi ra ngoài. Guzman vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Marcelo vui vẻ chạy đến báo cáo. Anh dẫn quân cứu viện quay về đẩy lùi được đợt tấn công của Isidoro là đại ca. Nhưng khi gặp nạn lại chạy mất, Guzman có chút mất mặt. Anh ta than vãn với Bravo rằng mình thực sự đã già rồi. Đến năm 2010, Guzman đã 56 tuổi rồi. Cảnh sát do chân bị thương nên mãi vẫn không tìm được công việc như ý. Trong khoảng thời gian dài, cuộc sống của gia đình ông vô cùng khó khăn. Vợ ông khuyên ông nên nói chuyện lại với Beta. Beta đúng hẹn đến nhà họ và nói rằng Bộ trưởng Bộ Công an Corrado không hề biết ông sống khổ sở như thế. Họ sẽ cung cấp miễn phí cho ông chân giả, tốt nhất đồng thời một lần trả hết toàn bộ tiền nghỉ hưu của ông trong 3 năm qua. Đối mặt với những điều kiện này, nhân viên cảnh sát không thể nào không động lòng. Vậy nên khi ủy viên ban điều tra đến tìm ông liền nói rằng khi đó mình bị đuổi việc, trong lòng tức giận cố ý nhận lời phỏng vấn bịa đặt ra chuyện này. Chúng tôi chưa từng hợp tác với băng đảng Sinaloa. Ủy viên ban điều tra không thu hoạch được gì hết, chỉ đành quay về. Corrado được rửa sạch hiềm nghi, ông nhân cơ hội đưa hồ sơ Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm giả bằng cấp cho người tranh cử Tổng thống Esteban. Esteban liền mời Corrado trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới cho mình. Corrado một mũi tên trúng hai đích, hoàn thành được mục đích của mình. Corrado quyết định từ chức Bộ trưởng Bộ Công an, dốc hết sức phò tá cho người tranh cử Tổng thống là Esteban lên được chức Tổng thống. Đương kim Tổng thống biết tin vô cùng tức giận với sự phản bội của Corrado. Vài ngày trước, ông còn hứa với Tổng thống sẽ giúp Tổng thống bắt được Guzman. Tổng thống nói với ông nếu như người mà ông phó tá không được chọn làm Tổng thống, vậy sự nghiệp chính trị của ông coi như hỏng hết. Corrado thừa nhận quyết định của mình rất nguy hiểm nhưng ý của ông đã quyết. Corrado gọi điện thoại cho Guzman, vài tháng nữa là đến thời gian tranh cử, tôi không có thời gian, chỉ đành từ chức để chuẩn bị. Guzman hỏi ông hiện tại phía chính phủ còn ai cung cấp thông tin tình báo cho mình nữa không. Corrado nói trước khi Tổng thống mới nhận chức sẽ không có ai cung cấp tình báo cho Guzman nữa. Guzman phải cố gắng chống đỡ qua vài tháng này. Nếu Tổng thống đương nhiệm bắt được Guzman mới có cơ hội đắc cử đợt mới, Tổng thống lập tức triệu tập cuộc họp yêu cầu lực lượng vũ trang và cảnh sát liên bang nhanh chóng hành động. Chỉ có bắt được Guzman ông mới có được thành tích để thắng được đợt tranh cử lần này. Các tướng quân nói rằng địa bàn của Guzman dễ thủ khó công, Tổng thống quyết định tìm ra nhược điểm của anh ta để anh ta tự mình lộ diện. Lúc vợ cả của Guzman ở nhà thì cảnh sát liên bang ập đến, mặc dù cô có nói rằng mình mấy năm rồi không gặp được Guzman nhưng vẫn bị cảnh sát bắt đi. Biết tin Guzman rất sốt ruột, anh nhất định phải làm gì đó để đe dọa chính phủ. Ismael bảo Guzman bình tĩnh, Tổng thống đang chờ anh phát điên lên để lộ ra sơ hở. Guzman nói chúng động vào vợ cả của tôi, vậy chắc chắn tiếp theo sẽ đến kiếm chuyện với vợ bé của tôi. Anh quyết định đưa vợ bé của mình rời khỏi đây. Lúc này Guzman bị truy nã toàn quốc, mỗi lần đi ra ngoài đều rất nguy hiểm. Cuối cùng dưới sự phối hợp của các thế lực, Guzman đổi phương tiện di chuyển 3 lần cuối cùng mới về được nhà.
Vợ bé của Guzman đang mang thai, anh quyết định đưa cô đến Mỹ chờ sinh cho đến khi cuộc tranh cử tổng thống kết thúc mới thôi. Trên mặt đã 4 tháng trôi qua, vợ bé của anh ở New York đã sinh cho anh một cặp sinh đôi. Guzman vô cùng vui mừng, bắt đầu dốc toàn bộ sức lực ủng hộ tổng thống mới đắc cử. Ngày bầu cử sắp diễn ra, vòng đầu tiên điều tra dân chúng cho thấy Esteban bị tụt lại phía sau. Một lần nữa, Corrado quyết định sử dụng thủ đoạn để đảm bảo Esteban được lên làm tổng thống. Lúc này, Guzman vẫn đang trốn trong núi để tranh đờ tìm kiếm diện rộng của quân chính phủ, mỗi ngày đều sống vô cùng chật vật. Corrado gọi điện thoại đến cho anh nói rằng tôi biết mấy tháng qua anh chạy trốn rất khổ sở, chúng ta phải hợp tác để đưa Esteban lên ghế tổng thống. Guzman hỏi Corrado mình nên làm gì. Corrado bảo anh ở vị trí tam giác vàng của Mexico lấy được toàn bộ phiếu bầu. Guzman vội vàng triệu tập đàn em, yêu cầu thông báo cho đàn em của tất cả các băng đảng cùng nhau đến khu vực tam giác vàng, xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nhà thờ, v.v. Xây tất cả những thứ khiến người dân ở đây vui vẻ. Hơn nữa phải nói rõ rằng tất cả những điều này là do người đang tranh cử tổng thống Esteban làm. Như vậy vẫn chưa đủ, Guzman cho người mua một lượng lớn nhu yếu phẩm phát cho người dân ở khu vực tam giác vàng để họ bỏ phiếu cho Esteban. Khu vực tam giác vàng có Guzman xử lý gọn gàng, nhưng bên này phiếu của công hội ở Mexico cũng rất quan trọng. Guzman in vô số phiếu quà tặng ra cho Corrado. Còn Beta sẽ phao tin cho những người ở công hội rằng chỉ cần người của công hội bầu cho Esteban thì họ có thể cầm phiếu bầu làm chứng đổi lấy thẻ quà tặng. Guzman lại để cho thống đốc đưa Esteban đến Sinaloa diễn thuyết để kéo phiếu. Ngày bầu cử đến, tất cả mọi người trên toàn quốc bắt đầu bỏ phiếu. Guzman căng thẳng đứng trước TV chờ đón kết quả. Đám đàn em của Guzman đi đến tất cả các điểm bầu cử của Sinaloa, dụ dỗ đe dọa những cử tri bỏ phiếu cho Esteban. Hầu như mỗi điểm bầu cử đều có người của Guzman canh giữ, những người dân bình thường không thể không nghe theo. Bên phía công hội, khi xe buýt đưa mọi người đến điểm bầu cử, trên mỗi chiếc xe đều có người phát nhu yếu phẩm, hơn nữa liên tục nhắc nhở mọi người bỏ phiếu cho Sinaloa. Sau khi bên phía công hội bỏ phiếu xong, họ sẽ dùng điện thoại chụp lại phiếu bầu của họ, sau đó đi ra ngoài trình cho nhân viên đổi lại một tấm thẻ quà tặng. Dùng thẻ quà tặng này có thể đổi lấy một thiết bị điện có giá trị không hề nhỏ. Theo như thông tin không chính thống, lần bầu cử này Guzman đã phải bỏ ra hơn 100 triệu đô la. Vào lúc người dẫn chương trình đang ở trên TV tuyên bố sự công bằng, công chính của lần bầu cử này, thì Guzman và Corrado đã hoàn thành xong thủ đoạn gian lận mà thần không biết quỷ không hay. Sinaloa thành công trở thành tổng thống của Mexico vào năm 2012. Tân tổng thống cảm ơn sự giúp đỡ của Corrado. Corrado cũng như ý trở thành bộ trưởng bộ nội vụ. Tổng thống mới nhậm chức cục trưởng của DEA đưa Manny đến chúc mừng. Hơn nữa, họ lại thanh minh bắt Guzman là nhiệm vụ hàng đầu của nước Mỹ. Tổng thống có chút chột dạ nhìn Corrado. Corrado nói hành tung của Guzman rất khó nắm được. Tổng thống bảo hai người DEA đừng lo lắng, còn chính trực nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng Corrado. Anh ấy nhất định có thể bắt được Guzman. Vừa ra khỏi phòng làm việc của Tổng thống, Cục trưởng và Manny đã biết lời mà Tổng thống và Corrado nói không thể tin. Quả nhiên sau khi về, Corrado liền gọi điện thoại cho Guzman nói với anh rằng mình đã xử lý xong lính hải quân đánh bộ. Bây giờ phía chính phủ Mexico không còn ai truy bắt Guzman nữa, chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa không bắt anh cũng không phải sợ bị dẫn độ. Guzman là ông trùm ma túy lớn nhất thế giới. Dưới sự bảo vệ của chính phủ Mexico một lần nữa, anh lại thoát được sự trừng trị của pháp luật. Vợ của Guzman xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp, đương nhiên cô rất để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Cô đến một bệnh viện thẩm mỹ tiến hành chỉnh sửa một chút xíu, còn để lại số điện thoại cá nhân của mình ở bệnh viện. Cô vẫn không biết rằng hành động nhỏ của mình sẽ mang đến họa sát thân cho Guzman. Bác sĩ này phong lưu thành tính, ông có gian tình với vợ của một thủ lĩnh dưới trướng của Guzman. Guzman mời thống đốc đi ăn và nói khéo rằng mình không muốn buôn bán lén lút nữa. Thống đốc hỏi anh rằng mình phải làm gì. Guzman nói bắt đầu từ việc trừ khử vài quan chức cấp cao không chịu nghe lời. Những lời này vô tình bị nhân viên bảo vệ của thống đốc nghe thấy. Corrado là bộ trưởng bộ nội vụ được tân tổng thống tín nhiệm. Corrado đến thị sát tại một trung tâm cai nghiện, vô tình gặp lại bạn trai của mình. Corrado giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang thấp thỏm bất an. Đàn em của Isidoro như thường lệ vào trong thị trấn nhập hàng nhưng bị thống đốc nói rằng bọn họ không được phép đi qua. Đàn em của Isidoro rất thắc mắc, rõ ràng chúng ta đã có thỏa thuận từ trước rồi. Cảnh sát bảo đàn em chuyển lời đến đại ca, thỏa thuận vô hiệu. Isidoro biết là Guzman bắt tay với chính phủ để đối đầu với mình, cảnh sát không còn hợp tác với ông nữa. Đàn em thương lượng với Isidoro, bây giờ hệ thống an ninh của Guzman chặt chẽ hơn trước rất nhiều, họ quyết định tấn công từ bên hông. Thế là quân của Isidoro tấn công khoa quân sự của Guzman ở Sinaloa. Sau khi giải quyết xong đám đàn em ở đây, chúng thả một tài xế quay về gửi lời hỏi thăm đến Guzman, sau đó dọn sạch số vũ khí ở đây. Biết tin Guzman vô cùng tức giận, bọn họ đã điều tra ra kho hàng trắng của Isidoro. Anh hạ lệnh cho Bravo tập hợp đàn em, nửa đêm nay sẽ tập kích. Về đến phòng làm việc, Corrado vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mặc dù Gotari hết lần này đến lần khác yêu cầu ông cắt đứt quan hệ với bạn trai cũ, nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay khiến ông không sao kìm lòng được, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho bạn trai. Sau khi đầu dây bên kia có người nghe máy, cả hai suy nghĩ rất nhiều nhưng không ai lên tiếng. Guzman đưa người đến kho hàng trắng của Isidoro, trong đó vô cùng yên ắng, không có động tĩnh gì. Bravo nhấc súng bắn tỉa lên, mỗi phát súng bắn nát đầu một tên đàn em. Những tên khác thấy vậy vội vàng chạy trốn, bị Guzman xông vào bắn chết. Sau đó Bravo dẫn theo đám đàn em bắt đầu tiêu diệt hết người của Isidoro, rất nhanh đã xử lý hết những người ở đây.
Guzman và bọn họ lấy hết hàng trắng đi rồi đổ đầy dầu hỏa trong kho. Trước khi đi, họ vẫn chưa bỏ tức. Guzman cầm tên lửa bắn một phát khiến nơi này hóa thành tro bụi. Isidoro bắt đầu trả thù. Ông phái đám đàn em đứng canh trước cửa nhà bảo vệ của Sinaloa. Nhân viên bảo vệ mới về đến nhà đã bị nhóm đàn em của Isidoro xông vào bắt cóc. Sau đó bắt anh quay lại một đoạn video lấy người nhà ông ra để đe dọa bắt ông ta khai ra mối quan hệ giữa Guzman và thống đốc. Không còn cách nào khác, bảo vệ đành khai hết ra nội dung cuộc họp mặt lần trước giữa cấp trên và thống đốc, bao gồm cả việc giám sát những cán bộ cấp cao không nghe lời, băng đảng muốn tìm cách khống chế chính phủ vân vân và mây mây. Tất cả đều được khai ra, không giữ lại chút gì cả, tất cả đều được Isidoro ghi lại sau đó gửi cho giới truyền thông. Tin tức thống đốc của Sinaloa cấu kết với chủ mai tóe Guzman lập tức lên trang nhất các báo đài. Guzman xem được tin tức, lập tức yêu cầu Bravo ngừng tuần hàng về Mỹ, chuyện này sẽ dẫn đến một làn sóng lớn. Tổng thống và Corrado cũng xem được tin tức này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cục trưởng DEA và Manny muốn gặp mặt hai người họ. Corrado gọi điện thoại cho Guzman. Guzman nói chuẩn bị cho ông số hàng trắng có giá trị lên đến 10 triệu đô để ông tịch thu. Corrado nói nhiều đó không đủ. Guzman hỏi ông muốn gì. Corrado muốn Guzman giao ra xưởng sản xuất hàng trắng lớn thứ hai của mình. Mặc dù Guzman không đồng ý nhưng trước mắt chỉ có thể bỏ của giữ người. Thế là Guzman thông báo khẩn cấp đến tất cả mọi người trong công trường không cần mang theo bất cứ thứ gì hết, lập tức rút lui. Thế là năm 2014, Mexico công bố ra bên ngoài rằng bọn họ đã phát hiện ra công trường sản xuất hàng trắng với quy mô lớn của băng đảng Sinaloa. Do đội quân của chính phủ phá hủy nhà máy với sản lượng mỗi ngày 100kg hàng trắng này, đốt tiêu hủy lô hàng trắng ngay tại chỗ. Guzman nhìn tin tức trên thời sự với khuôn mặt không cảm xúc, có thể thấy trái tim Guzman đang nhỏ máu. Cục trưởng và DEA và Manny một lần nữa lại gặp Tổng thống và Corrado. Lần này bọn họ đến là đại biểu quyết định cuối cùng của chính phủ Mỹ nhất định phải bắt được Guzman, nếu không nước Mỹ sẽ ngừng hợp tác với Mexico về mặt kinh tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã đánh thẳng vào điểm yếu của Tổng thống. Ông nói với Corrado nếu không hợp tác với Mỹ, nền kinh tế của Mexico sẽ bị tê liệt. Corrado im lặng một hồi lâu cuối cùng quyết định ra quân bắt Guzman. Nhưng Corrado nói với Tổng thống bất luận thế nào cũng không được dẫn độ. Corrado bắt đầu xuống tay với Guzman, ông đề cao thủ về lập trình kia theo dõi đường điện thoại của Guzman. Nhưng ông được thông báo lại rằng số điện thoại đó không cho phép theo dõi cũng như nghe lén. Guzman vẫn không biết mình sắp bị trừng trị, còn tập hợp tất cả những quản lý cấp cao của băng đảng thảo luận về chuyện xây dựng lại công trường sản xuất hàng trắng. Corrado bắt đầu kế hoạch bắt Guzman đầu tiên là gọi điện thoại giả vờ quan tâm nói rằng mức độ bắt lần này vẫn chưa đủ, phía Mỹ yêu cầu phải giao ra ít nhất 3 nhân vật cốt cán nữa của băng đảng. Guzman nghĩ một hồi quyết định cho ông một danh sách gồm 3 cái tên. Thế là cảnh sát liên bang bắt tay vào hành động, đầu tiên là bắt kế toán của Guzman, sau đó lại bắt người phụ trách tiêu thụ đồng thời tịch thu được một lượng lớn hàng trắng, sau đó bắt được nội gián của Guzman, đội trưởng đội cảnh sát liên bang. Corrado thẩm vấn 3 người và nói rất rõ với cả 3 người họ. Họ bị Guzman đưa ra bán, nếu không muốn bị dẫn độ thì ngoan ngoãn khai ra tất cả những nơi ẩn náu của Guzman, tôi có thể đảm bảo thời hạn tù của các người rất ngắn. Những người này vốn dĩ đã không mấy trung thành, rất nhanh Corrado đã nhận được manh mối chính xác. Lúc Guzman đang đi thị sát ở nhà kho thì đàn em thông báo phía bộ đàm bên kia có báo cáo vài nhà kho bí mật của chúng ta đã bị tập kích. Lúc Guzman vẫn đang thắc mắc thì bên ngoài đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Họ vẫn chưa kịp rút lui thì cảnh sát đã ập vào. Hai bên bắt đầu bắt nhau dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, Guzman nhân cơ hội chạy vào trong nhà tắm. Nơi này Guzman đã bố trí một con đường để chạy thoát thân. Anh và Bravo chui vào đường hầm và trốn thoát từ một cửa sổ nhỏ từ phía sau. Biết Guzman chạy mất, Corrado vô cùng tức giận. Chắc chắn Guzman sẽ biết Corrado phản bội mình. Giờ muốn bắt được Guzman đã khó lại càng khó hơn. Trong lòng Corrado vô cùng khó chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được đến gặp bạn trai trước kia. Mối tình của cả hai lại bùng cháy. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ phong lưu này tiếp tục hẹn hò với vợ của một tên cầm đầu trong băng đảng của Guzman. Đột nhiên cửa sổ bị ai đó bắn vỡ, sau đó ném vào trong một hòn đá có buộc kèm tờ giấy. Trên giấy đe dọa mày dám động vào người phụ nữ của đại ca. Bác sĩ vô cùng sợ hãi chạy đến DEA gặp cục trưởng. Sau khi nói rõ tình hình, anh ta muốn được DEA bảo vệ. Nhưng DEA không hề hứng thú với một tên cầm đầu phân nhánh nhỏ. Bác sĩ nghĩ một hồi liền khai ra vợ bé của Guzman và cung cấp số điện thoại của cô cho DEA. Manh mối đương nhiên xuất hiện này khiến Manny vô cùng hào hứng, lập tức tiến hành định vị và theo dõi. Sau vài ngày bị chính phủ tấn công, các công trường của Guzman bị tổn thất nặng nề. Ông biết Corrado vì tiền đồ nên phản bội mình, chuẩn bị ra ngoài trốn một khoảng thời gian. Nhưng bất chấp lời phản đối của Damaso, Guzman nhất định phải gặp vợ và cặp sinh đôi của mình một lần mới chịu rời đi. Guzman vẫn chưa biết rằng do thân phận của vợ anh bị lộ, Corrado đã bố trí sẵn thiên la địa võng để chờ anh. Vào nửa đêm, Guzman giả dạng thành một ông già bị tật ở chân đến nhà của vợ mình là Elba, cuối cùng cũng gặp được hai cô con gái sinh đôi. Anh nói với vợ rằng mình phải đi khỏi đây một khoảng thời gian. Vợ bảo Guzman ở lại đến sáng mai rồi đi, quyết định này rõ ràng là một sai lầm chí mạng.
Thế là vào ngày 22 tháng 2 năm 2014, sáng sớm Guzman vẫn chưa thức giấc, lực lượng hải quân đánh bộ đã ập vào. Guzman vội vàng trốn vào trong nhà vệ sinh cầm lấy một khẩu súng để ẩn nấp. Nhìn qua cửa sổ, Guzman thấy đám đàn em của mình đã bị bắt hết. Lính đặc chủng đã phát hiện ra anh ở trong phòng. Guzman nghe thấy tiếng gào khóc của người nhà ở bên ngoài. Trong lòng đấu tranh rất lâu, biết rằng mình không thể nào thoát thân, cuối cùng Guzman giơ tay lên và mở cửa ra. Ông chủ Maire lớn nhất thế giới thời bấy giờ vẫn chưa cần nổ súng đã ra lưới. Corrado nhận được tin đã ở tổng bộ chờ từ lâu, đồng thời có điện thoại báo cáo với Tổng thống. Guzman ngồi trong xe cảnh sát và Corrado đi bên ngoài nhìn nhau rất lâu. Lúc này một vị đội trưởng đi đến trách Guzman tại sao không nhân cơ hội chạy thoát thân trước đi, còn nói rằng vợ của Guzman đã được thả ra, hỏi anh có muốn gọi điện thoại cho người thân không. Đội trưởng nói với Guzman trừ chuyện thả anh đi, chuyện gì chúng tôi cũng có thể giúp anh. Guzman cầm lấy điện thoại của đội trưởng. Sau khi biết tin người nhà vẫn bình an, anh an tâm tắt điện thoại đi. Lúc Guzman bị chuyển đến Mexico, cảnh tượng này được lấy từ đoạn băng ghi lại hình ảnh Guzman thật bị bắt. Tất cả các đài truyền hình đều đưa tin về vụ này, đồng thời nói rằng Guzman sẽ bị nhốt vào nhà giam được canh phòng nghiêm ngặt nhất Mexico. Đây cũng là nơi lần đầu tiên Guzman bị tống vào tù 21 năm trước. Bây giờ công nghệ kỹ thuật phát triển, trại giam được canh phòng nghiêm ngặt hơn. Guzman nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, còn nghĩ liệu mình có thể ra ngoài nữa không? Như thường lệ sẽ có một vị đội trưởng nghiêm khắc đến dùng lời lẽ để giáo dục Guzman. Ismael tổ chức cuộc họp khẩn cấp, lúc tuyên bố ý định giải cứu Guzman đồng thời phải đảm bảo chuyện làm ăn vẫn hoạt động như bình thường. Guzman bị cạo trọc đầu, một lần nữa bắt đầu cuộc sống trong tù. Trong nhà giam nhỏ hẹp có lắp đặt cả camera để đảm bảo không có bất kỳ sai sót gì xảy ra. Bên phía Tổng thống cũng không hề được bình yên, chính phủ Mỹ yêu cầu ông dẫn độ Guzman. Nhưng họ biết Guzman biết quá nhiều thứ, nhất định phải tìm cách giữ anh ta ở lại Mexico. Corrado đề nghị để luật sư của Guzman không ngừng đệ đơn lên tòa để kéo dài thời gian dẫn độ. Corrado về đến nhà Beta đã biết tin ông và bạn trai cũ đã nối lại tình xưa, cảnh cáo ông đừng quên lời dặn dò của Guattari. Guzman bị yêu cầu xử lý theo loại vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không được sử dụng cùng khu vực với phạm nhân khác, không được gặp bất cứ ai đến thăm bao gồm cả luật sư. Corrado dặn dò quản đốc nhất định phải trông coi thật kỹ Guzman. Tôi quá hiểu anh ta, chắc chắn anh ta còn có kế hoạch nào nữa. Guzman rất nóng lòng muốn liên lạc với thế giới bên ngoài. Lúc dùng bữa, anh vô tình phát hiện đàn em cũ của mình là Muneca trong phim không nhắc đến tại sao anh bị giam ở trong này. Lúc này một phạm nhân bắt đầu nôn mửa, Guzman nhìn thấy vậy dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lần tiếp theo khi dùng bữa, Guzman nhìn những món đồ ăn như cám lợn cũng không nhịn được nôn mửa. Tên Muneca cũng đang đau bụng, Guzman cách một bức tường nói chính phủ không được đối xử với phạm nhân như thế này. Tên Muneca bảo Guzman bớt lo vớ vẩn đi, cho dù ở bên ngoài anh là vua là chúa thì ở đây họ cũng coi anh là rác rưởi. Ngày hôm sau khi ăn cơm, Guzman đập đĩa đồ ăn nói rằng mình từ chối những món ăn bị thối này. Muneca lập tức làm theo bảo mình cũng không ăn nữa. Guzman cổ vũ tất cả mọi người phải đứng lên đấu tranh để chính phủ tôn trọng chúng ta. Cảnh sát canh giữ trại giam lập tức đến đánh ngã Guzman. Các phạm nhân khác lần lượt kháng nghị cục diện nhất thời khó mà không chế nổi. Quản giáo lập tức lộ diện cảnh cáo Guzman đừng gây chuyện. Guzman nói chúng tôi không hề gây chuyện, chỉ cần thức ăn sạch sẽ và được chăm sóc y tế, còn có quyền cho tôi được gặp luật sư. Muneca nói luật sư của tôi đã công bố với truyền thông những đãi ngộ của chúng tôi ở trong tù, hành động tuyệt thực đã thành công. Băng đảng Sinaloa lôi kéo kích động những thành phần người dân không hiểu rõ câu chuyện lần lượt giơ băng rôn biểu tình yêu cầu thả Guzman, phản đối chính sách dẫn độ Guzman. Rất nhiều người từ khắp nơi ùa về nói rằng Guzman là một nhà từ thiện chứ không phải là một tên trùm ma túy. Suốt ngày giơ cao khẩu hiệu tập trung ở trung tâm thành phố để biểu tình. Hành động này khiến Tổng thống phải chịu áp lực vô cùng lớn. Luật sư của Guzman nhận lời phỏng vấn nói đã mời tổ chức nhân quyền quốc tế tham gia vào điều tra chuyện đối xử vô nhân đạo với những phạm nhân ở trong tù. Thậm chí luật sư còn nhìn thẳng vào ống kính chỉ trích Tổng thống. Có phải ông đang ủng hộ cho những hành vi trái với nhân quyền này không? Corrado nói với Tổng thống bọn họ muốn làm hỏng hình tượng của ông trước mặt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ đăng bài trên các báo đài để xử lý chuyện này, nhưng bây giờ chỉ có thể đồng ý cho các phạm nhân gặp mặt luật sư. Nhà tù bị ép phải để cho Guzman gặp mặt gia đình. Cuối cùng Guzman cũng gặp được mẹ và vợ, bọn họ đưa đến cho anh bức tranh con gái vẽ cho anh. Đồng thời Guzman cũng có thể gọi điện thoại cho đàn em gửi thư đe dọa đến quản giáo, trong đó có hình gia đình của ông. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, luật sư đến gặp Guzman. Guzman kiêu căng nhìn vào camera nói rằng giáo quan, tôi chuẩn bị vượt ngục rồi. Giáo quan sợ hãi vội vàng bảo cảnh sát canh giữ trại giam đi xa ra. Guzman tiếp tục nói tôi chuẩn bị thoát thân bằng xe vận chuyển đồ ăn, bảo giáo quan ra giá còn đe dọa ông nếu như ông không giúp chúng tôi thì người nhà ông chết chắc. Vào lúc Guzman tưởng rằng mình đã khống chế được giáo quan dẫn theo cảnh sát canh giữ trại giam vào trong cảnh cáo anh. Bắt đầu từ giờ phút này anh không được phép nói chuyện với bất kỳ ai, đặc công sẽ ở trước màn hình máy tính giám sát anh 24/24, không được gặp người nhà, cũng không gặp được luật sư. Ngoài ra sau khi giáo quan nhận được thư đe dọa lập tức liên lạc với Corrado. Corrado phái binh lính bảo vệ thật kỹ gia đình của ông và gia đình đồng thời ra lệnh cho giáo quan thực hiện việc giám sát và hình phạt nghiêm khắc nhất với Guzman. Guzman thấy kế hoạch thất bại không nhịn được nổi trận lôi đình, nhưng anh không còn cách nào khác. Thế là Guzman cho dù đang ăn hay là ở trong buồng giam, lúc nào cũng chỉ có một mình anh và một cảnh sát canh giữ trại giam.
Guzman bắt đầu thử tiếp xúc với cảnh sát canh giữ mình. Cảnh sát là cách duy nhất để anh liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng cảnh sát bị cấp trên hạ lệnh rằng ở khu vực có camera giám sát không được tự ý giao lưu với Guzman. Mỗi lần cảnh sát canh giữ trại giam thay ca, Guzman đều thử nói chuyện với đối phương, nhưng lúc nào cũng đổi lại là những lời dạy dỗ nghiêm khắc. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, Guzman quan sát thật kỹ những điểm mù của camera và vẫn giữ ý định nói chuyện với cảnh sát. Cuối cùng đến một ngày, một vị cảnh sát mới được phái đến canh gác Guzman. Ở một ngã rẽ, nơi camera không chiếu đến, Guzman lại thử bắt chuyện với đối phương. Cảnh sát mới không hiểu được sự độc ác của phạm nhân nên trả lời lại hai câu. Guzman đắc ý mỉm cười, anh biết cơ hội của mình đến rồi. Vài ngày sau, Guzman nhân lúc được thả ra ngoài hít thở không khí, nói với anh lính mới rằng mình rất nhớ người nhà, mẹ không nhận được tin của mình nhất định sẽ rất lo lắng. Lúc quay về phòng giam, khi đi qua ngã rẽ góc chết của camera, cuối cùng cảnh sát mới cũng bị Guzman khơi dậy sự đồng tình. Đến thời gian dùng bữa, cảnh sát mới lén bỏ cây bút dưới đĩa cơm. Guzman lập tức đến góc tường nơi tắm rửa viết vài câu lên giấy ăn, sau đó đưa cả đĩa cơm cho cảnh sát mới để anh giao cho mẹ mình. Cảnh sát mới ngâm ngách cầm theo tờ giấy giao cho luật sư của Guzman. Ismail và luật sư vô cùng hào hứng, cuối cùng Guzman cũng tìm được người truyền tin rồi. Để trả ơn, họ tặng cho anh cảnh sát mới một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Anh đơn thuần vẫn chưa nhận ra mình đã bị Guzman khống chế. Vào lần tới được thả ra ngoài hòng gió, Guzman nhờ cảnh sát mới điều tra tên của đặc công đang giám sát camera. Cảnh sát mới nói chuyện này tôi không giúp được anh. Lúc này Guzman lập tức lộ ra bộ mặt thật đe dọa cảnh sát, cậu đã lên thuyền giặc rồi, không thể nào không giúp. Sau khi bị Guzman dụ dỗ và đe dọa, anh cảnh sát mới chỉ đành đồng ý. Anh cảnh sát mới giả vờ mình tan làm muộn, hết mất xe để năn nỉ các đặc công khác cho đi ké. Lúc ở trên xe anh nghe ngóng được tên của đặc công. Anh cảnh sát canh giữ trại giam mới bị Guzman ra lệnh nghe ngóng tên của đặc công giám sát camera. Nhưng anh đã coi thường khả năng quan sát của đặc công, họ lập tức nhận ra anh hỏi rất nhiều chuyện vớ vẩn, rất khả nghi. Hơn nữa, khi trích xuất camera phát hiện mỗi lần anh lính mới này canh gác lúc đi ngang qua khu vực camera không quay đến anh và Guzman đều đi chậm hơn những người khác một chút. Lúc này, cảnh sát mới vẫn chưa biết mình đã bị nghi ngờ, còn nói cho Guzman nghe tên của đặc công. Không chỉ ở điểm mù của camera, ở những nơi khác cũng thấy anh chàng này thường xuyên lén tương tác với Guzman. Đội trưởng lập tức đến phòng giam của Guzman, đưa cảnh sát canh giữ trại giam mới đi thẩm vấn. Giáo quan xuất hiện cảnh cáo Guzman từ nay trở đi anh không được rời khỏi phòng giam một bước. Cảnh sát mới bạn thân của anh đã bị đuổi việc. Đặc công theo dõi camera giám sát cũng được thay thành người mới hết rồi. Anh muốn vượt ngục à, đừng có mơ. Guzman bị nhốt lại phòng giam, anh không can tâm, anh mới lóe lên một tia hy vọng rồi lại bị dập tắt. Nhưng trời không đẩy ai vào đường cùng, người vợ diễn viên của Tổng thống đương nhiên lên tạp chí khoe của. Đệ nhất phu nhân ở trong biệt thự nhận lời phỏng vấn và chụp hình, căn nhà này có giá lên đến 7 triệu đô la. Rõ ràng nó không hề phù hợp với thu nhập của Tổng thống. Dư luận bắt đầu dậy sóng nghi ngờ Tổng thống tham ô. Nhóm Corrado không còn lời nào để nói, bây giờ lượng người dân ủng hộ Tổng thống liên tục sụt giảm. Cô Tari gọi điện thoại cho Tổng thống dạy ông cách đối phó. Nào ngờ Tổng thống nói tôi tự có cách xử lý, sau đó tắt điện thoại đi. Cô Tari tức điên lên nói rằng tên ngu ngốc này tưởng rằng mình có thể tự mình gánh vác tất cả rồi. Ông ta sẽ hủy hết kế hoạch nắm giữ chính trị lâu dài của chúng ta. Tổng thống không ra mặt để vợ mình tự thanh minh, đó là tài sản của bà, không liên quan gì đến Tổng thống. Cô Tari lại càng cạn lời hơn. Cordaro nói làm vậy khiến dân chúng nghĩ Tổng thống không những tham ô còn là kẻ hèn nhát đẩy vợ ra chịu trách nhiệm. Cordaro nói Tổng thống đang hủy hoại chúng ta nên quyết định bỏ Tổng thống hiện tại, nhân cơ hội giúp Cordaro xây dựng tương lai. Thế là Cordaro bắt đầu có một kế hoạch lớn mật. Ông gọi điện thoại cho giáo quan bắt đầu những sắp xếp chặt chẽ. Giáo quan nghe theo lệnh đến phòng giám sát dặn tất cả mọi người tắt hết camera đi đợi lệnh, sau đó cắt điện phòng giam riêng của Guzman. Cảnh sát canh giữ trại giam cầm đèn pin đi vào lôi Guzman đang hoảng hốt đi chỗ khác. Guzman cứ tưởng rằng mình sắp bị dẫn độ, khi đèn sáng lại anh mới thấy Corrado đang xuất hiện trước mặt mình. Hai người đã hợp tác với nhau hơn 20 năm, hơn nữa lại gặp lại nhau, nhưng điều khác nhau lần này họ là kẻ thù lớn nhất của nhau. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiều mưu kế nhất Mexico Corrado và tên trùm mai tóe thông minh nhất Guzman, cuộc đối thoại của họ có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Corrado trực tiếp nói tôi muốn anh vượt ngục, tôi sẽ cung cấp cho anh bản đồ thiết kế của trại giam. Guzman lập tức nhận ra dạo gần đây tổng thống của các anh liên tục mang danh xấu, anh muốn tôi vượt ngục để thêm dầu vào lửa. Corrado không trả lời, chỉ nói rằng tôi sẽ cố gắng sắp xếp những người hỗ trợ mà anh cần để đảm bảo anh thành công vượt ngục, biến thành một tin xấu thật sự. Guzman nói sau khi tôi vượt ngục, tổng thống của anh nhất định sẽ bị chỉ trích và bị hạ bệ. Đến lúc đó anh lại bắt tôi và trở thành anh hùng, như vậy anh sẽ có thể tiếp tục ngồi vững trên cương vị của tổng thống. Corrado thừa nhận điều này và nói tôi không lập tức bắt anh, tôi sẽ để anh chạy trốn vài ngày đến khi nào dư luận bị đẩy đến đỉnh điểm mới ra tay. Guzman nói người như anh mới đáng ở trong tù. Corrado nói sau khi Guzman vượt ngục họ sẽ chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Guzman nói một khi anh ra ngoài, Corrado sẽ không bao giờ tìm được anh nữa. Cứ như vậy một âm mưu hai bên lợi dụng lẫn nhau bắt đầu nảy nở. Corrado dặn giáo quan một số việc sau đó lái xe rời đi.
Guzman không còn dáng vẻ mệt mỏi buồn bã như thường ngày, anh vô cùng tự tin quay về phòng giam. Ngày hôm sau, anh liền gặp luật sư và nói cho đối phương biết tường tận toàn bộ kế hoạch vượt ngục. Conrado gọi cục trưởng phụ trách an ninh trong nhà giam, bảo ông giao bản đồ thiết kế trại giam cho luật sư của Guzman. Cục trưởng sợ hết hồn. Conrado nói chính phủ hiện tại đang dần sụp đổ, còn tôi là tổng thống kế nhiệm, đảm bảo sẽ đền đáp xứng đáng cho ông. Cục trưởng coi như là toàn lực trung thành với cấp trên mới nên đồng ý cho Guzman vượt ngục. Luật sư lập tức tập hợp đội thi công từ nhà kho cách trại giam 1,5 km bắt đầu đào đường hầm. Đội thi công ngày đêm thay ca nhau làm việc không ngừng nghỉ tiến độ đào hầm nhanh rõ rệt. Conrado nói với cục trưởng rằng Guzman đã bắt đầu đào hầm và ông phái người liên tục canh chừng lối ra. Một khi Guzman ra ngoài, họ phải đảm bảo có thể theo dõi được Guzman, không để Guzman đi biệt tích. Luật sư gọi điện thoại cho Ismael, nhiều nhất là 3 tháng sau Guzman sẽ được ra ngoài. Ismael yêu cầu luật sư làm theo lời của Guzman, đưa vào trong một tấm bản đồ. Luật sư lén hối lộ người quản lý thư viện trong trại giam. Đến tối khi phân phát sách cho phạm nhân, bỏ bản đồ vào trong sách giao cho Guzman. Guzman giả vờ xem sách để nghiên cứu thật kỹ tấm bản đồ. Anh phải thiết kế ra một con đường chạy trốn hoàn hảo sau khi vượt ngục. Cảnh sát liên bang cũng ngụy trang thành công nhân lén giám sát lối ra của đường hầm. Đội thi công của Guzman liên tục tăng ca. Dựa vào bản đồ của trại giam đào một đường hầm được đến chính xác dưới phòng giam của Guzman. Guzman sốt ruột chờ công trình đường hầm của mình hoàn thành, mỗi ngày đều nhìn vào chỗ thoát nước xem có động tĩnh gì không. Lúc này trên iPad chiếu một mẩu tin thu hút sự chú ý của anh. Nữ diễn viên nổi tiếng của Mexico là Vanessa lên tiếng ủng hộ Guzman. Người dẫn chương trình hỏi cô Guzman có liên lạc với cô không. Vanessa cười nói không hề. Luật sư đến thông báo cho Guzman còn chưa đầy một tháng nữa là làm xong, nhưng Guzman có kế hoạch khác. Anh bảo luật sư gọi điện thoại cho Vanessa nói rằng Guzman rất thích cô, có một bộ phim muốn hợp tác cùng với cô, hy vọng được gặp cô để bàn bạc thêm. Vanessa vốn dĩ đã rất thích Guzman lập tức đến gặp luật sư bàn về việc quay một bộ phim tự thuật về cuộc đời của Guzman. Vanessa rất thắc mắc Guzman còn đang ở trong tù sao có thể bắt đầu kế hoạch quay phim. Luật sư bảo cô chỉ cần triệu tập người để khởi động kế hoạch, Guzman sẽ lo hết những thứ còn lại. Đội thi công đã đào đến dưới phòng giam, Guzman ở trong phòng giam còn nghe thấy tiếng đào ở dưới. Các đặc công giám sát cũng nghe thấy tiếng động muốn mời giáo quan đến để báo cáo tình hình. Giáo quan lập tức đến phòng giám sát, sau đó liền gọi điện thoại cho Conrado báo cáo đường hầm có thể hoàn thành bất cứ lúc nào. Sau đó ông dặn dò các đặc công một khi phát hiện ra chuyện gì khác lạ nhất định không được thông báo cho cảnh sát, trực tiếp liên lạc với cục trưởng phụ trách an ninh của trại giam. Conrado cũng gọi điện thoại cho cục trưởng phụ trách an ninh, bảo ông phải luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Nếu Guzman ra ngoài không cần bắt lại ngay, giám sát kỹ anh ta là được. Guzman liên lạc với luật sư của mình, đường hầm sắp hoàn thành, yêu cầu luật sư phái người tiếp ứng sở đầu ra đường hầm. Anh vợ của Guzman mang theo một chiếc mô tô đến đường hầm chuẩn bị đích thân đón Guzman ra. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, 8 giờ tối ngày 11 tháng 7 năm 2015, Guzman đã nghe thấy công nhân chuẩn bị làm xong, anh lập tức ngồi dậy đeo giày. Trong phòng giam được canh giữ nghiêm ngặt có gắn camera, anh đi xuống đường hầm được đào sẵn. Cứ như vậy anh hoàn toàn biến mất. Đặc công là người đầu tiên phát hiện ra lập tức gọi điện thoại báo cho cục trưởng, đường hầm đã có sẵn thang. Guzman bò theo đường hầm ra ngoài. Anh vợ đã khởi động sẵn mô tô chờ anh, hai người vặn ga chạy ra cửa của đường hầm. Công nhân bắt đầu đập bể hết đèn để cảnh sát khó đuổi theo hơn. Trong nhà giam các phạm nhân cãi nhau inh ỏi, cảnh sát canh giữ trại giam nhận được lệnh không hề hành động. Hai người đi đến cửa hầm leo lên cầu thang đi ra ngoài. Đàn em của Guzman đã chờ ở đây từ lâu. Guzman vừa đi vừa thay đồ, sau đó lên xe chạy mất. Tất cả điều này bị cảnh sát liên bang đứng đằng xa nhìn thấy hết, lập tức báo cáo tình hình với đội theo dõi. Guzman vừa thoát khỏi trại giam bị nhóm theo dõi của Conrado bám theo. Guzman sớm đã đoán ra sẽ có người theo dõi. Anh vợ bắt đầu chạy trốn theo đường được Guzman vạch ra ở trong tù. Cảnh sát bám theo xe của Guzman không hề dám buông lòng cảnh giác. Nhưng đến một ngã rẽ, anh vợ của Guzman đạp phanh đột nhiên thay đổi đường đi. Cảnh sát theo dõi vội vàng gọi cứu viện. Tất cả các đội lập tức đồng thời xuất phát, nhất định không thể để Guzman chạy thoát. Nào ngờ anh vợ của Guzman lại quay đầu chạy vào một con đường khác, đợi đến khi cảnh sát đuổi đến phía trước xuất hiện, ba chiếc xe giống y hệt nhau, cảnh sát bắt đầu hoang mang. Ba chiếc xe lái theo ba đường khác nhau, đội theo dõi chỉ đành chia nhau ra hành động kiểm tra từng chiếc xe một. Họ phát hiện những người trong xe đều không phải là Guzman. Cảnh sát biết to rồi, cứ như vậy Guzman hoàn toàn biến mất. Guzman đổi sang một chiếc xe khác, hào hứng nói với anh vợ rằng kế hoạch thành công rồi. Conrado không bao giờ có thể bắt được tôi nữa. Lúc này Conrado đang ở cùng với Tổng thống ở trên máy bay chuẩn bị bay đến Pháp phỏng vấn. Sau khi biết được tin, ông vừa mừng vừa lo. Kế hoạch vượt ngục đã thành công, nhưng đàn em của ông để mất dấu Guzman rồi. Muốn bắt được Guzman lại càng khó. Sau khi biết tin Tổng thống ngơ ngác, ông bất lực ngồi bệt xuống ghế. Conrado hứa sẽ cố gắng nhanh chóng bắt Guzman về để những người có liên quan đến vụ này phải trả giá đắt. Tổng thống vô cùng lo lắng chuyện này đối với sự nghiệp chính trị của ông là một phát chí mạng. Guzman vượt ngục chấn động cả đất nước, dư luận không thể nào tin rằng một chùm mai tóe lớn như thế lại có thể trốn khỏi nhà tù canh giữ vô cùng nghiêm ngặt hai lần liền. Truyền thông lần lượt chỉ trích sự vô dụng của chính phủ và sự bất tài của Tổng thống. DEA gọi điện thoại trách Tổng thống, do các người chần chừ mãi không chịu dẫn độ nên chuyện ngày hôm nay mới xảy ra. Tổng thống lập tức nói lần này bắt được sẽ lập tức giao người cho DEA dẫn độ đến Mỹ.
Sự kiện Guzman vượt ngục khiến tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống tụt xuống mức thấp nhất. Sự vô dụng của chính phủ trở thành trò cười. Kotari vẫn không biết đây là kế hoạch của Corrado, bảo Beta lập tức liên lạc với Corrado. Corrado đã đi xuyên đêm để quay về Mexico. Ông gọi điện thoại cho tướng quân Cục An ninh. Tướng quân nói đã khởi động chính sách ứng phó toàn diện, tiến hành truy nã trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là địa bàn Sinaloa của Guzman. Đội hải quân đánh bộ đã lục soát khắp nơi. Corrado nói tôi cho anh vài tiếng đồng hồ, vài tiếng sau tôi bắt buộc phải có vị trí của Guzman. Luật sư của Guzman gọi trợ lý đến nói Guzman vượt ngục tôi chắc chắn sẽ bị bắt. Tiếp đến anh sẽ quản lý mọi hoạt động của văn phòng luật sư. Isidoro từ trước đến nay vẫn không ngừng đối đầu với băng đảng Sinaloa, cũng biết tin Guzman vượt ngục, lập tức dặn dò đàn em đột nhập vào địa bàn của Guzman. Họ phải tìm thấy Guzman trước khi anh ta bị chính phủ tìm thấy. Guzman đến nơi ẩn náu ở khu vực tam giác vàng của Mexico. Con trai Quino và đại ca của khu vực tam giác vàng đã đợi ở đây từ lâu. Sau một hồi hàn huyên, họ chờ đợi những thành viên cốt cán của Sinaloa đến. Corrado đến trại giam dặn dò quản giáo tiêu hủy hết những đoạn băng ghi hình có nguy cơ ảnh hưởng đến mình, để giáo quan nhận tội thất trách bị phạt tù 2 năm. Corrado đảm bảo sẽ chăm sóc thật tốt gia đình ông, để đến khi giáo quan ra ngoài nhất định sẽ được Corrado trọng dụng. Giáo quan đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Sau đó Corrado phát biểu trước truyền thông rằng giáo quan bị mua chuộc giúp Guzman vượt ngục. Sau đó ông cho bắt toàn bộ 34 cán bộ trại giam tắc trách và luật sư của Guzman. Đồng thời ông thẳng thắn hứa với quần chúng nhân dân rằng ông nhất định sẽ bảo vệ chính nghĩa, bắt được Guzman, nhất định sẽ không cho hắn cơ hội để nghỉ ngơi. Guzman mở một cuộc họp trong căn nhà gỗ tồi tàn, nói rằng anh phải đi Colombia trốn một khoảng thời gian. Sau đó phân chia nhiệm vụ và chức vụ cho từng người một, bảo bọn họ phải đoàn kết lại, đặc biệt là tiêu diệt kẻ thù chung của họ là Isidoro. Khi tôi không ở đây, Ismael sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi trời tối, con trai khuyên Guzman nhanh chóng rời đi để đề phòng quân đội lục soát thấy, nhưng Guzman nói nhất định phải gặp bà của con một lần, sau đó phân phó cho anh vợ đi đón vợ mình và hai con. Cuối cùng nói với Ismael, bất luận thế nào bộ phim của tôi cũng phải hoàn thành. Kotari và Beta đang rất sốt ruột. Corrado vẫn còn nhàn nhã uống rượu, Kotari thắc mắc sao cậu có thể bình tĩnh như thế. Corrado chậm chậm nói rằng tất cả chuyện này đều là kế hoạch của tôi. Nghe thấy vậy, cả Beta và Kotari đều sửng sốt. Kotari nhanh chóng nhận ra Corrado muốn hoàn toàn hạ gục Tổng thống để ông ta rớt đài. Sau đó Corrado khống chế được nguy cơ, sau đó xuất hiện như một bậc anh hùng ngồi lên ghế Tổng thống. Beta không thể tin nổi Corrado hoàn toàn đồng ý với phân tích của Kotari. Kotari cảm thán một câu cao tay quá, cuối cùng mẹ cũng đến. Guzman nói lời tạm biệt với mẹ bởi vì lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại được. Sau đó Guzman lên xe đến nơi ẩn náu an toàn được sắp xếp từ trước. Cơ quan an ninh quốc gia thông qua hình ảnh camera ghi lại phát hiện ra một manh mối quan trọng, lập tức gọi điện thoại cho Corrado, nói rằng chúng ta cần nước Mỹ hỗ trợ. DEA và Corrado đến cơ quan an ninh quốc gia. Từ camera an ninh biết tin Guzman có ý định quay một bộ phim Vanessa thường xuyên sống ở Mỹ. Corrado nói rằng đối với sự am hiểu của ông về Guzman, Guzman làm bất cứ chuyện gì đều phải làm đến nơi đến chốn. Ông bảo người của DEA đều quay về Mỹ nghe lén Vanessa chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối quan trọng. Cục trưởng sở chính phủ Mexico lại tiếp tục bảo vệ Guzman. Corrado đảm bảo với DEA rằng người của họ có thể tham gia vào hành động truy bắt lần này. Ông chủ mai toé Mexico là Guzman muốn quay một bộ phim tự thuật về cuộc đời mình. Đây là một câu chuyện có thật, Guzman vượt ngục thành công chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn tâm niệm muốn hoàn thành kế hoạch này. Thế là ở phòng làm việc của Vanessa ở Mỹ nhận được điện thoại của luật sư của Guzman. Luật sư bảo cô tiếp tục dự án phim, còn bảo cô đến đó gặp Guzman để bàn bạc kỹ hơn. Nhưng điện thoại của Vanessa đã bị DEA nghe lén từ lâu lắm rồi. Cục trưởng thông báo với Corrado manh mối của ông đã phát huy tác dụng. Vậy nên lúc Vanessa và nhân viên của cô xuống máy bay, cảnh sát liên bang đã nhắm vào họ. Corrado và cục trưởng ở cơ quan an ninh căng thẳng chờ đợi liệu Guzman có xuất hiện hay không. Guzman đã quyết định đích thân gặp Vanessa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh dẫn theo đám đàn em đến nơi gặp mặt. Luật sư của Guzman đến đón nhóm Vanessa, yêu cầu cô và nhân viên của cô tắt nguồn điện thoại để đề phòng bất trắc. Tín hiệu điện thoại bị mất, cơ quan an ninh chỉ đành bám theo tín hiệu máy bay để theo dõi Vanessa. Sau khi máy bay hạ cánh, do không biết Vanessa đã đi đâu nên họ thông báo với lính hải quân đánh bộ ở gần đó, tiến hành lục soát bắt Guzman trong phạm vi 20 km nơi máy bay hạ cánh. Phía quân đội bắt đầu hành động, dường như huy động toàn bộ lực lượng đi lục soát những nơi Guzman có thể xuất hiện. Lúc này Guzman đã gặp được Vanessa, hai bên bắt đầu thảo luận tình tiết của bộ phim. Vanessa nói phim của cô sẽ không khiến Guzman đẹp lên, chỉ nói lên sự thật. Guzman chỉ nói một câu, hiện thực không đẹp vậy đâu. Nhưng Vanessa vẫn kiên trì nói đây là sự công bằng dành cho những con nghiện. Cuối cùng Guzman cũng đồng ý. Sau khi bàn bạc xong, Guzman nhanh chóng rời đi. Cơ quan an ninh lục soát suốt một đêm do phạm vi quá lớn, cộng thêm điện thoại của Vanessa luôn trong trạng thái tắt nguồn nên không thu được bất cứ kết quả gì. Corrado lúc này bắt đầu sốt ruột ra lệnh cho tướng quân mở rộng phạm vi tìm kiếm, bắt hết những người thân hoặc đám đàn em có thể biết được tung tích của Guzman. Guzman còn một việc cuối cùng vẫn chưa làm, đó chính là gặp vợ và hai đứa con sinh đôi, bèn lệnh cho đàn em đón họ đến. Tướng quân bắt đầu bắt hết những người có liên quan đến Guzman. Nhất thời, lượng người bị bắt quá nhiều, đẩy vài chiếc xe tải, sau đó thẩm vấn từng người một cho đến khi thu được thông tin quan trọng.
Tướng quân nói với Corrado, con gái của Guzman, rất thích một chú khỉ. Con khỉ này là sủng vật của cặp sinh đôi. Khi bác đến đón ba mẹ con đi gặp Guzman, do không tiện mang theo khỉ, bác hứa với hai cô cháu gái nhất định sẽ quay về một chuyến nữa để đưa khỉ đi. Cũng chính con khỉ này đã khiến Guzman xa lưới. Để có thể đưa vợ an toàn ra khỏi thành phố, Guzman tìm đến một người phụ nữ trang điểm thành dáng vẻ của vợ mình, lái xe thu hút sự chú ý của cảnh sát liên bang. Lúc đi qua chốt kiểm tra bị chặn lại, sau khi kiểm tra xong, cảnh sát bảo cô mở cốp xe ra. Trong cốp xe còn cố ý để một cái túi có thêu tên vợ của Guzman. Cảnh sát tưởng người phụ nữ này thật sự là vợ của Guzman, bèn bảo cô xuống xe. Lúc này đám đàn em của Guzman đến, sau khi tùy tiện xả súng hạ gục cảnh sát canh chốt liền đón người phụ nữ ấy lên xe, nhân lúc hỗn loạn rời khỏi hiện trường. Quả nhiên cảnh sát liên bang đã trúng kế lần lượt lái xe đuổi theo. Đợi đến khi cảnh sát đã đi xa, vợ của Guzman dẫn theo hai con xuất hiện thuận lợi rời khỏi đây. Bác biết tin em gái và hai cháu đã an toàn rời đi, bèn quay về chuẩn bị đem khỉ đi theo. Trên đường anh bị lực lượng hải quân cản lại, kiểm tra như thường lệ. Bác không có bất kỳ tiền án tiền sự nào nên không hề lo lắng. Nhưng có đánh chết anh cũng không ngờ rằng con khỉ này đã bị Corrado chú ý đến. Phía quân đội thả anh đi, sau đó báo cáo về tổng bộ hành tung của anh. Corrado bảo mọi người không được phép đánh rắn động cỏ, bám theo anh vợ của Guzman đến nơi ẩn náu. Bác không hề biết gì hết đến nhà của Guzman đưa khỉ đến cho hai chị em sinh đôi, cứ như vậy nơi ẩn náu của Guzman đã bị lộ. Đây là khu đồi núi, dễ thủ khó công, ít nhất phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể vào trong được. Corrado lập tức sắp xếp người bắt đầu hành động. Guzman gặp vợ và con gái, máy bay đã chuẩn bị xong, anh muốn đưa ba người họ đến nơi an toàn trước đã, còn mình sẽ đến Colombia một mình. Sau khi đưa vợ và con gái đi, Guzman không còn tâm nguyện gì nữa, chuẩn bị chạy thoát thân. Bên kia bộ đàm bỗng truyền tin đến hải quân đánh bộ đến đây, Guzman rất thắc mắc mình bị lộ kiểu gì thế. Trước mắt quân đội đã vào đến cửa, tiếng súng vang lên, đàn đàn em bắt đầu phản công. Guzman vội vàng chạy trốn nhưng lính hải quân ập đến quá đông, Guzman không có cơ hội chạy đến chỗ xe hơi. Guzman dẫn theo đám đàn em vừa chiến đấu vừa chạy trốn. Đàn em bảo anh chạy xuống núi, còn họ đi sau yểm hộ, Guzman vội vàng chạy xuống núi. Sau lưng đàn em cuối cùng của anh cũng ngã xuống, trong lúc hoảng loạn Guzman ngã xuống núi. Sau đó đàn em của Guzman đến, anh bị ngã chảy gối chảy máu, đàn em dìu đưa anh chạy trốn. Đợi đến khi hải quân đuổi đến thì Guzman đã biến mất tăm. Corrado biết tin hành động lại thất bại, ông dường như muốn phát điên lên, yêu cầu quân đội phong tỏa hết khu vực xung quanh, không được phép để một con ruồi bay ra ngoài. Guzman đã lên máy bay chạy thoát nhưng anh biết chắc chắn máy bay sẽ bị Corrado dùng radar để theo dõi, không thể chạy được xa. Đàn em đề nghị bay đến địa bàn của mình là khu vực Tam Giác Vàng, cảnh sát nơi đó vẫn nghe lời bọn họ. Guzman nghĩ một lát sau đó gật đầu đồng ý, những gì Guzman suy đoán hoàn toàn chính xác. Corrado đã dùng radar theo dõi được hành tung máy bay của anh, may mà không đi quá xa vẫn chưa bị phát hiện. Guzman đến khu vực Tam Giác Vàng, đội trưởng đội cảnh sát nơi này đã chờ ở đây từ lâu, bọn họ để đàn em uống nửa chai rượu sau đó một đấm hạ gục anh. Guzman cũng đi đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tạo chứng cứ giả đàn em của mình đánh lộn bị thương. Sau đó Guzman và thủ lĩnh của khu Tam Giác Vàng trốn vào trong cốp xe của cảnh sát, lái vào trong khu Tam Giác Vàng. Khi đi qua trạm kiểm tra của hải quân đánh bộ, đội trưởng giải thích rằng bắt được tên ma men đánh nhau với người khác. Phía quân đội kiểm tra sơ qua không phát hiện có điều gì khả nghi, bèn thả họ vào trong thị trấn. Đội trưởng vội vàng thông báo cho đàn em đến bảo vệ Guzman, cuối cùng cũng đến nơi ẩn náu mới. Guzman phân phó xuống bảo họ đi tìm cho anh một bác sĩ, nào ngờ bộ đàm đã bị đàn em của Isidoro nghe lén. Hắn vội vàng có điện thoại báo cáo tình hình. Mãi không bắt được Guzman, tổng thống lại bắt đầu suy đoán vớ vẩn, không ngờ ông ta bắt Corrado từ chức gánh hết mọi tội danh gần đây. Corrado nhìn tổng thống cảm thấy tổng thống trẻ con đến mức nực cười, nói rằng bây giờ tổng thống đã cuống quá hóa liều rồi. Tổng thống còn tự cho mình là đúng, lấy ra đơn từ chức yêu cầu Corrado ký tên. Corrado nói tôi sẽ không ký đâu, nếu như ông ép buộc tôi từ chức tôi sẽ nói ra chuyện Guzman giúp ông lên làm tổng thống, tôi có chứng cứ rõ ràng đó nha. Tổng thống không thể nào khống chế được Corrado. Corrado ánh mắt hung dữ, đứng dậy nói rằng khi nào bắt được Guzman tôi sẽ báo cáo với ông. Isidoro biết tin Guzman đến đây liền phái đàn em bắt một tên cấp dưới của đội trưởng đội cảnh sát. Sau khi đánh cho đối phương một trận liền ném lên xe hơi đưa đi, sau đó anh ta được đưa đến trước mặt Isidoro. Isidoro dùng cực hình ép cung hỏi nơi ẩn náu của Guzman. Lúc này Guzman đang chuẩn bị rời đi, anh trốn trong một khoang bí mật của xe. Nào ngờ chiếc xe mới lái ra ngoài thì người của Isidoro đã ập đến. Isidoro và đàn em thân cận đích thân dẫn đội chiến đấu với đám đàn em của Guzman. Xe của Guzman vội vàng chạy thoát thân, bị bắn trúng lốp xe mất kiểm soát, tài xế cũng bị bắn chết. Isidoro có chuẩn bị từ trước, rất nhanh đã giải quyết được phần lớn đàn em của Guzman. Đàn em vội vàng đỡ Guzman ra. Isidoro bám giết theo sau, Guzman không còn ai để chống đỡ nữa rồi. Anh và người quản lý khu vực Tam Giác Vàng lên một chiếc xe vội vàng chạy mất. Hai băng đảng mai tóe bắn nhau giữa đường, tướng quân là người đầu tiên nhận được tin lập tức báo cáo với Corrado tung tích của Guzman. Hơn nữa, họ đã phong tỏa tất cả lối ra. Corrado nói lúc này Guzman không thể nào thoát ra ngoài được, chắc chắn sẽ trốn ở nơi ngoài sức tưởng tượng của người khác. Hơn nữa đoán nơi đó là gần căn cứ của Isidoro. Cấp dưới của Corrado cho rằng lúc này Guzman không thể nào trốn gần căn cứ của Isidoro. Corrado nói tôi quá hiểu Guzman rồi, anh ta sẽ cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Ronaldo đoán không sai, Guzman gọi điện thoại cho Ismael nói rằng mình đã bị mắc kẹt ở đây không thể ra ngoài được, muốn Ismael giúp đỡ đưa anh đến địa bàn của Isidoro để trốn. Tướng quân phải đặc công ngụy trang thành tội phạm buôn bán ma túy mai phục trong địa bàn của Isidoro để âm thầm quan sát. Đặc công gọi điện thoại cho Isidoro, Isidoro cũng không tin Guzman dám trốn trong địa bàn của mình. Ismael bảo đàn em của mình đóng giả làm công ty chuyển nhà. Marcelo dẫn đầu đoàn người đến địa bàn của Isidoro. Guzman trốn trong tủ lạnh và ở đây tạm ẩn náu một thời gian. Guzman nói với Marcelo, đợi mấy ngày nữa sóng gió đi qua tôi sẽ đến cửa khẩu ra nước ngoài. Người đứng đầu khu vực tam giác vàng cũng trốn trong hòm để đi vào đây. Guzman ra lệnh cho đàn em đi mua đồ ăn. Đàn em đến quán đồ ăn vặt yêu cầu chủ quán lấy cho họ 200 cái bánh kẹp thịt nướng của Mexico. Ông chủ đã được đặc công dặn dò trước mua nhiều như vậy khó tránh khỏi nghi ngờ. Ông lập tức ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi báo tin. Vậy nên khi đàn em xách vài túi đồ ăn lớn về nơi ẩn náu, đặc công đã lén biết được vị trí của họ. Ronaldo lập tức đến cơ quan an ninh thông qua camera an ninh xác minh được tình báo không sai, dặn dò tướng quân khởi động hành động thiên nga đen. Ngày 8 tháng 1 năm 2016, lính đặc chủng đến nơi ẩn náu của Guzman phá cửa ra vào bắt đầu hành động. Khi đàn em liều mình chống trả, Guzman và người cầm đầu khu vực tam giác vàng mở cửa thoát hiểm chạy ra trốn theo đường hầm. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt tiêu diệt được đám đàn em của Guzman bắt được Marcelo, sau đó lính đặc chủng tiếp tục lên lầu 2 để chiến đấu mới giải quyết được hết đám đàn em ở đây. Họ tìm kiếm khắp tòa nhà nhưng vẫn không thấy dấu vết của Guzman. Ronaldo vô cùng sốt ruột yêu cầu bọn họ tìm theo chiêu trò cũ của Guzman, chắc chắn anh ta đang ở đường hầm. Qua như lúc này Guzman và đám đàn em mở nắp cống lên chật vật bò lên trên, đàn em của Guzman cướp một chiếc xe nhanh chóng chạy thoát thân. Lúc trời sắp sáng thì xe hết xăng, đàn em lại xuống xe tìm mục tiêu mới. Họ cướp được một chiếc xe màu đỏ của cô gái, hai người lại tiếp tục điên cuồng chạy thoát thân. Ronaldo lật nhận được báo cảnh sát của chủ xe lập tức yêu cầu dốc toàn bộ lực lượng đuổi bắt chiếc xe màu đỏ này. Lập tức tất cả cảnh sát và quân đội trong thị trấn đều hành động chặn hết tất cả các đường, lục soát những chiếc xe khả nghi. Rất nhanh xe của Guzman đã bị phát hiện, hai vị cảnh sát bắt đầu lái xe đuổi theo. Đàn em biết bọn họ không thoát được ra ngoài phải nghĩ cách khác. Guzman nói với anh không được xảy ra xung đột, dừng xe bên vệ đường, chúng ta hối lộ bọn chúng. Đàn em chỉ đành dừng xe tắt máy. Hai cảnh sát như đối đầu với kẻ địch mạnh vội vàng xuống xe yêu cầu đối phương giơ tay đầu hàng. Guzman hỏi vị cảnh sát trẻ tuổi, có lẽ anh biết tôi là ai? Cảnh sát nhìn tên chủ mai tóe quốc tế này căng thẳng gật đầu. Guzman nói hai người đưa chúng tôi lên núi, cái đấy này hai người không phải lo chuyện tiền bạc nữa, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cảnh sát vẫn lấy hết can đảm yêu cầu họ nằm sấp xuống. Cứ như vậy lần thứ ba Guzman bị bắt. Ronaldo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Các thành viên trong bộ chỉ huy lần lượt bắt tay chúc mừng ông. Truyền thông quốc tế bắt đầu đưa tin Guzman bị bắt. Phóng viên đua nhau đến sân bay để tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này. Ronaldo lập tức mở cuộc họp báo tuyên bố người dân Mexico đã giành thắng lợi. Lúc này Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ronaldo được rất nhiều người ủng hộ đến đài truyền hình cũng tuyên dương chiến công của ông. Hơn nữa tiếp tục trách móc tổng thống vô dụng. Ronaldo nhận được nhiều điện thoại đến mức không kịp nghe, nhưng nhân vật lớn lần lượt gọi điện thoại chúc mừng ông. Ronaldo vô cùng tự tin đến trước mặt Gotari, nhưng Beta lại nhìn ông với ánh mắt kỳ dị. Gotari đưa cho Ronaldo một ly rượu để chúc mừng ông. Ronaldo mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Quả nhiên Gotari nói với ông Beta nói rằng ông vẫn đang hẹn hò với người bạn trai bé nhỏ kia. Ronaldo nhìn Beta một cái, Beta nói bây giờ người sắp đắc cử tổng thống là tôi. Ronaldo ngơ ngác, Gotari nói với ông tham ô không khiến ông rớt đài nhưng chuyện yêu đồng giới chắc chắn có. Ronaldo vội vàng nói ông sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng Gotari cắt ngang lời ông nói rằng tôi cho anh cơ hội rồi nhưng anh không làm tốt thôi. Tất cả cố gắng của Ronaldo hóa thành tro bụi, dường như ông sắp phát điên lên. Ông đến nhà của bạn trai ôm lấy bạn trai mình, sau đó đột nhiên rút súng ra bắn chết bạn trai. Ronaldo đã bước vào vòng xoáy của quyền lực, nhưng hành động này đã khiến ông có lại sự tín nhiệm của Gotari. Gotari vẫn gọi Ronaldo về làm quản lý cấp cao của nhà nước, ở lại làm việc cho Beta. Chỉ có điều trong mắt ông ngập tràn sự lạnh lùng và không can tâm. Ngày 19 tháng 1 năm 2017, Guzman bị dẫn độ đến Mỹ. Dựa trên điều khoản dẫn độ, Guzman không bị phán án tử hình, nhưng ông ta sẽ phải ở trong tù đến hết phần đời còn lại. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim El Chapo. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy cho bọn mình biết câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!